Hồi 51, Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô, Khổng Minh chọc tức Chu Công Cần, lại nói Khổng Minh định chém Vân Trường. Huyền Đức nói, trước kia khi ba anh em tôi kết nghĩa, đã thể cùng sống chết có nhau. Này Vân Trường tuy phạm pháp, nhưng tôi không nỡ trái lời thề trước. Vậy xin hãy tạm ghi tội lại đấy, để lập công chuộc tội. Khổng Minh mới tha, nói về Chu Du quân điểm tướng, xét thưởng công lao rồi báo tin cho Ngô Hầu biết bao nhiêu quân hàng du đem cả sang trường giang mở tiệc rất to khao thưởng ba quân rồi tiến đánh nam quận tiền đội đến bờ sông trước sau đóng năm trại chu du ở trại giữa du đang cùng tướng sĩ bàn kế đánh thì có tin báo huyền đức sai tôn cản đến mừng du cho mời vào càn chào hỏi xong nói rằng chúa công tôi sai đến bái tạ đức lớn của đô đốc có chút lễ mọn dâng lên du hỏi huyền đức nay ở đâu Cản thưa, hiện đã đóng quân ở cửa Du Giang. Du giật mình hỏi, Khổng Minh có ở đó không? Cản thưa, Chúa Công tôi và Khổng Minh cùng có ở đó. Du nói, ông hãy về trước, tôi cũng thân đến tạ lễ. Túc hỏi, vừa rồi Đô Đốc làm sao mà giật mình thế? Du nói, Lưu bị đóng quân ở Du Giang, tất có ý muốn lấy Nam Quận. Chúng ta tốn bao nhiêu tiền lương, quân mã, nay Nam Quận chỉ chờ bàn tay là lấy được. Thế mà bọn Lưu bị mang lòng bất nhân trực ăn cỗ sẵn. Đừng, ta chết rồi thì thôi, chớ ta còn đây, sao chịu cái nước thế? Túc nói, dùng kế gì để quân bên kia chịu rút lui? Dù nói, ta đến chơi nói chuyện phải chăng cho họ nghe? Họ biết điều thì thôi, bằng không thì ta phải sửa trước lưu bị đi mới được. Túc nói, tôi xin đi theo, thế rồi Chu Du cùng với lỗ Túc dẫn ba nghìn quân lính kỵ sang cửa Du Giang. Trước hết nói tôn càn về ra mắt huyền Đức, thuật chuyện Chu Du muốn lại tạ ơn. Huyền Đức hỏi Khổng Minh, Chu Du muốn đến đây là ý thế nào? Khổng Minh, cười nói, có phải vì một chút lễ nhỏ mà đến tạ đâu, chỉ vì Nam quận đấy thôi. Huyền Đức nói, họ đem quân mã đến thì làm thế nào? Khổng Minh nói, họ đến thì Chúa Công cứ nói như thế, như thế. Bàn định rồi, sai dàn chiến thuyền ra cửa Du Giang, trên bờ cũng bố trí quân mã nghiêm trình. Một lát có tin báo Chu Du, lỗ túc dẫn quân đến. Khổng Minh sai triệu văn dẫn vài tên lính kỵ ra tiếp. Dù trông thấy quân mã hùng tráng lắm, trong bụng ấy nấy không yên. Đến cửa ngoài dinh, huyền đức, Khổng Minh cùng ra đón vào trong trướng, chào hỏi xong xuôi, mở tiệc khoản đãi. Huyền Đức nâng chén cảm ơn Chu Du đã giúp mình đem quân đánh lui Tào Tháo. Rượu được vài tuần, Chu Du hỏi rằng Dự Châu rời quân đến đây, có ý muốn lấy Nam quận chăng? Huyền Đức đáp nghe tin Đô Đốc có ý lấy Nam quận, nên tôi dẫn quân đến giúp nếu đô đốc không lấy thì tôi lấy vậy du cười nói đồng ngô tôi muốn chiếm cả hán giang đã lâu nay nam quận đã ở trong tay rồi lẽ đâu lại không lấy huyền đức nói được thua cũng chưa biết đâu mà nói trước được khi tào tháo về giao các xứ nam quận cho tào nhân giữ. thế nào chẳng có kế lạ để lại lại thêm tào nhân sức khỏe vô địch e rằng đô đốc không lấy nổi du nói nếu tôi không chiếm được nam quận Bây giờ ngài muốn thế nào tùy ý huyền đức nói có tử kính khổng minh ở đây làm chứng sau này xin đô đốc đừng có hối lỗ túc ngần ngừ chưa lên tiếng dù nói đại trượng phu đã hứa ra một lời can chi mà phải hối khổng minh nói đô đốc nói phải lắm ta hãy nhường đông ngô lấy trước nếu không xong chúa công sẽ lấy có ngại gì đâu du và túc từ biệt huyền đức và khổng minh lên ngựa ra về Huyền Đức hỏi Khổng Minh, vừa rồi tiên sinh bảo tôi nói như thế, nhưng nghĩ cho kỹ thì thấy chưa hợp lý lắm. Tôi này cô cùng, không nơi nương náu, muốn được một xứ nam quận này để lấy trốn dung thân. Nếu để Chu Du lấy trước, thì thành trì đã về tay đông ngô rồi, ta ở vào đâu cho được. Khổng Minh cả cười, nói, Chúa Công đừng ngại, cứ mặc sức cho Chu Du quần nhau với Tảo Nhân. Nay mai sẽ giúp Chúa Công vào ngồi chễm trệ ở trong thành nam quận huyền đức hỏi kê ấy thế nào khổng minh đáp chỉ cần như thế như thế huyền đức mừng lắm cứ đóng quân ở cửa du giang không động tĩnh gì nữa lại nói chu du lỗ túc về đến trại túc hỏi làm sao đô đốc hứa cho lưu bị lấy nam quận du nói ta gảy móng tay cũng lấy nổi nam quận ta nói thế chẳng qua để lấy lòng họ đó thôi và hỏi luôn các tướng ai dám đi lấy nam quận trước một người xin đi bước ra đó là tưởng khâm Du nói, người làm tiên phong, từ thịnh, đinh phục làm phó tướng, dẫn năm nghìn quân mã tinh nhuệ sang sông trước. Ta sẽ dẫn quân theo sau tiếp ứng, nói về tào nhân ở Nam quận, sai tào hồng giữ di si lăng để làm thế y dốc. Bỗng có tin báo quân Đông Ngô đã qua Hán Giang, nhân nói, cứ giữ vững không ra đánh là tốt hơn cả. Có tên kiện tướng là Nghiêu Kim đứng phát lên nói rằng giặc đến dưới thành mà không ra đánh, thế là nhát. Và lại quân ta mới thua cần phải lấy lại nhuệ khí. Tôi xin mượn 500 tinh binh, quyết một trận sống mái. Nhân nghe theo, sai Kim Nhiêu dẫn 500 quân ra đánh. Đinh Phụng Tế ngựa lại địch, đánh nhau với nhau mới chừng năm hiệp, Phụng vờ thua bỏ chạy. như Kim dẫn quân đuổi theo đến giữa trận, Phụng hô quân bao vây chặt chẽ. Kim tả sung hữu đột, không sao ra được vòng vây. Tảo nhân ở trên mặt thành thấy thế, liền mặc giáp, lên ngựa, dẫn vài trăm tráng sĩ kéo ra. Gia sức khua đao đánh sốc vào trận ngô từ thịnh gia địch không lại thấy còn vài chục quân kỵ chưa ra được nhân lại quay ngựa đánh vào cứu ra nốt vừa gặp tưởng khâm chặn đường tào nhân và nghiêu kim cố sức đánh tan lại thêm tào thuần là em tào nhân cũng đem quân ra tiếp ứng hai bên đánh lộn một trận quân ngô thua chạy tào nhân thắng trận trở về tưởng khâm bị thua về ra mắt chu du du nổi giận định chém các tướng kêu van Khâm mới được tha dù lập tức điểm binh muốn quyết chiến với tào nhân cam ninh nói đô đốc chưa nên vội vàng này tào nhân sai tào hồng giữ di lăng làm thế ỷ dốt tôi xin lĩnh ba nghìn tinh binh đến chiếm di lăng trước rồi đô đốc lấy nam quận sau dù nghe thư sai cam ninh dẫn quân đánh di lăng quân thám báo tin cho tào nhân biết nhân bàn với trần kiều kiều nói nếu mất di lăng thì nam quận cũng khó giữ phải đi cứu mau mới được. Nhân sai Tào Thuần và Nghiêu Kim đi lẻn đến cứu Tào Hồng, Tào Thuần sai người báo tin cho Tào Hồng biết trước và báo Tào Hồng ra ngoài thành dự giặc. Cam Ninh dẫn quân đến Di Lăng, Tào Hồng ra thành tiếp chiến, đánh nhau độ hai chục hiệp, Hồng thua chạy. Cam Ninh cướp được Di Lăng. Chiều tối hôm ấy, Tào Thuần, Nghiêu Kim vừa dẫn quân đến nơi, liền hợp với quân Tào Hồng vây chặt Di Lăng thám mã phi báo với chu du rằng cam ninh bị vây ở trong thành nguy cấp lắm du nghe giật mình trình phổ nói phải cấp tốc chia quân đến cứu mới được du nói đây chính là chỗ sung yếu nếu chia quân đi cứu lỡ tảo nhân kéo đến đánh úp thành thì làm thế nào lã mông nói cam hưng bá là đại tướng giang đông không cứu sao được du nói ta muốn thân đi cứu nhưng không biết có ai thay được ta ở đây không mông nói để lăng công tục trông coi tôi xin làm tiên phong, đồ đốc chặn hậu, chỉ độ 10 ngày, chắc chắn thắng trận trở về thôi. Dù nói, không biết công túc có chịu đỡ việc cho ta ở nhà không? Lăng thống thưa, trong 10 ngày, tôi có thể đảm đương được, ngoài 10 ngày thì không sao kham nổi. Dù mừng lắm, để lại hơn một vạn quân, giao cho lăng thống, rồi kéo quân sang ngay di lăng. Lã mông nói với Chu Du rằng, mé nam thành di lăng có con đường nhỏ, thông sang nam quận ta nên sai 500 quân chặt cây cối chặn đường ấy trước. Quân địch bị thua, tất chạy ra đường ấy, ngựa không đi được, tất phải bỏ ngựa chạy tháo thân, ta sẽ bắt được cả ngựa. Dù nghe lời, sai quân theo kế mà làm, kéo đến gần thành, dù hỏi các tướng ai dám phá vòng vây xông vào cứu Cam Ninh, Chu Thái xin đi, và lập tức cắp đao lên ngựa, đánh thốc vào giữa quân tàu, đế thẳng dưới thành. Cam Ninh trông thấy Chu Thái đến, mở cửa thành ra đón. Thái hỏi, đồ đốc tự khởi binh đến cứu đấy, Ninh ra lệnh cho quân sĩ Nai nịt chỉnh tề, ăn uống no nê, sẵn sàng nội ứng. Tào Hồng, Tào Thuần và Nghiêu Kim nghe tin quân Chu Du sắp đến, một mặt sai người sang Nam quận báo tin cho Tào Nhân, một mặt chia quân ra cự địch. Khi quân ngô đến, quân Tào ra đánh, Cam Ninh, Chu Thái ở trong thành, chia làm hai đường kéo ra. Quân Tào rối loạn, quân ngô bốn mặt đánh giết kịch liệt. Quả nhiên Tào Hồng, tào thuần như kim chạy theo đường nhỏ nhưng bị nghẽn đường ngựa không sao đi được phải bỏ luôn cả ngựa mà chạy quân ngô bắt được hơn 500 ngựa chiến chu du thúc quân cấp tốc đổi đến nam quận vừa gặp tào nhân đến cứu di lăng hai bên hỗn chiến một trận trời gần tối hai bên cùng thu quân về tào nhân vào thành bàn bạc với các tướng tào hồng nói nay mất thành di lăng nguy cấp lắm rồi sao không bóc cẩm nang của thừa tướng để lại cho mà xem để gỡ nạn này. Nhân nói, lời các ngươi hợp ý ta lắm, rồi mở thư ra xem có ý mừng rỡ, truyền lệnh canh năm thổi cơm ăn, sáng rõ thì quân mã lớn nhỏ bỏ ra ngoài thành. Trên mặt thành cứ việc giàn cắm tinh kỳ nghiêm chỉnh hư trương thanh thế, quân thì chia làm ba cửa kéo ra. Lại nói, chu du cứu được cam ninh, dàn quân ở ngoài thành nam quận, thấy quân tàu chia làm ba cửa kéo ra. Dù trèo lên tượng đài quan sát, thấy trên mặt thành cờ quạt chi chít, nhưng không có người nào đứng giữ lại thấy quân sĩ người nào cũng thất hầu bao dù đoán tào nhân đang chuẩn bị chảy liền xuống đài ra lệnh chia quân làm hai cánh tả hữu nếu tiền quân thắng trận thì cứ việc đuổi đến khi nào nghe tiếng chiêm khua mới được trở về lại sai trình phổ đốc thúc hậu quân còn du thì tự mình đem quân vào lấy thành hai bên dàn trận chống đánh thùng thùng tàu hồng tế ngựa ra thách đánh du thân đến cửa sai hàn dương ra địch tàu hồng giao chiến độ ba chục hiệp không thua chạy tào nhân lại ra tiếp chiến bên này chu thái phóng ngựa đón đánh được chừng mười hiệp nhân cũng thua chạy nốt thế trận bên tào rối loạn dù thúc hai cánh quân đánh ùa ra quân tào đại bại dù đuổi mãi đến thành nam quận quân tào không vào thành chạy cả về phía tây bắc hàn đương chu thái dẫn tiền quân cố sức đuổi theo dù thấy cửa thành ở toang trên mặt thành lại không có ai liền truyền quân sĩ cướp thành. Vài chục quân kỵ mã vào trước, du tế ngựa theo sau. Bấy giờ Trần Kiều ở trên tròi canh trông thấy Chu Du vào thành, mừng thầm nói, thừa tướng tính toán như thần, lập tức hiệu mõ nổi lên, quân phục hai bên bắn ra như mưa. Những tên vào trước ngã lăn cả xuống hào, Chu Du vội vàng quay ngựa chạy ra, thì bị một phát tên trúng cạnh sườn, nhào xuống ngựa. Như kim ở trong thành đánh ra toàn bắt Chu Du. Từ thịnh, đinh phục lan xả vào cứu thoát, quân tào ở trong thành đổ ra, quân Ngô giày xéo lẫn nhau, xa xuống hố không biết bao nhiêu mà kề. Trình phổ vội vàng thu quân về, tào nhân, tào hồng chia làm hai cánh quân đánh bất ngờ chặn đường quân Ngô Tào nhân thắng trận dẫn quân vào thành, trình phổ thu binh bại về trại, đinh, từ hai tướng diều được chu du đem về trướng, gọi thầy thuốc lấy kìm rút mũi tên ra, rồi đắp thuốc vào. Dù đau đớn quá, không ăn uống gì được. Thầy thuốc dặn rằng đầu mũi tên có thuốc độc, chưa khỏi ngay được đâu. Nếu trái ý điều gì mà nổi cơn tức giận lên, thì vết thương lại vỡ ra đó. Trình phổ truyền lệnh cho ba quân, phải giữ gìn các trại cho vững, không đâu được kinh động. Được ba hôm như kim dẫn quân đến khiêu chiến, trình phổ nín thinh, không động tĩnh gì hết, như kim chửi mắng mãi đến chiều tối mới về. Hôm sau lại đến chửi mắng thách đánh, trình phổ sợ chu du biết uất lên, nên không dám báo cho biết. Ngày thứ ba, Ngưu Kim đến tận trước trại chửi bới, hò reo. Chúng ta phải bắt sống Chu Du, trình phổ bàn với các tướng muốn tạm rút quân để về ra mắt ngô hầu rồi sẽ định đoạt sau. Chu Du tuy bị đau, nhưng trong bụng vẫn có chủ trương Du vẫn biết quân Tào đến xì nhục, nhưng không thấy các tướng vào bầm. Một hôm Tào nhân dẫn đại quân đánh trống reo hò ầm ầm kéo đến khiêu chiến, trình phổ giữ trại không ra dù gọi các tướng vào chướng hỏi, ở đâu đánh trống hò reo thế, các tướng bẩm, đó là quân ta thao diễn đấy, dù nổi giận lên nói rằng, sao dám dối ta làm vậy, ta vẫn biết quân tàu hàng ngày đến trước trại chửi mắng. Trình Đức Mưu đã cùng cầm binh quyền với ta, sao cứ ngồi đó mà nhìn cho được, lập tức sai gọi Trình Phổ đến hỏi, Phổ thưa, tôi thấy đô đốc còn yếu, mà thầy thì dặn đừng để cho đô đốc tức giận, bởi thế quân tàu đến thách đánh, không dám bẩm cho đô đốc biết. Dù nói các ông không muốn đánh, là ý thế nào, phổ thưa các tướng đều muốn tạm thu quân về Đông Ngô, đợi đô đốc khỏe hẳn, sẽ địch đoạt sau. Dù nghe xong, đang ngồi trên giường choàng ngay dậy, nói đại trưởng phu đã ăn lộc của chúa, nên chết ở đám chiến trường, lấy ra ngựa bọc thay mới sướng. Lẽ đâu vì một mình ta mà bỏ cả việc lớn nhà nước, nói đoạn, mặc áo giáp nhảy lên ngựa, các tướng thấy vậy ai cũng dùng mình. Dù dẫn vài trăm kỵ mã ra cửa trại, thấy quân Tào đã dàn thế trận, Tào Nhân đang dừng ngựa dưới cửa cờ, trỏ roi mắng lớn, thằng nhãi con chu du kia, mi chắc sẽ chết yểu, không dám coi thường quân ta nữa. Tào Nhân vừa nói dứt lời, chu du đã từ trong đám quân kỵ nhảy vọt ra, nói, thằng thất phu Tào Nhân đã biết chu lang chưa, quân Tào trông thấy chu du, ai cũng ngạc nhiên. Tào Nhân ngoảnh lại bảo các tướng rằng, cứ chửi mắng tợn vào, quân sĩ xuống lại mắng nhiếc, om sòm. Du giận lắm, sai Phan Trương ra đánh, nhưng Trương chưa kịp giao phong, thì Du bỗng rú lên một tiếng, mồm đổ máu tươi, ngã quay xuống ngựa. Quân Tào xô lại, các tướng đổ ra, đánh túi bụi một trận, cứu được Chu Du đem về trong chướng. Trình Phổ vào hỏi, quý thể đồ đốc ra sao? Du bảo thầm với Trình Phổ rằng, đó là mẹo của ta đấy. Phổ hỏi, mẹo ấy thế nào? Du nói, ta vốn không đau đớn gì lắm. Ta làm ra thế, là có ý để cho quân tàu cho là ta đau nặng, tất nhiên khinh địch. Nên sai quân sĩ vào trong thành trá hàng, nói rằng ta đã chết. Đêm nay tàu nhân tất đến cướp trại, ta phục quân bốn mặt, chắc một trận bắt sống được tàu nhân. Trình phổ nói, kế ấy hay lắm, liền sai quân tướng khóc lóc ẩm ĩ, ai nấy giật mình, đồn tin đô đốc bị vỡ nhọt chết. Các trại đều để tang, tào nhân ở trong thành, bàn với các tướng rằng, chu du cơn tức quất lên, nhọt tên bật vỡ, đến nỗi mồm thổ ra huyết, ngã lăn xuống dưới ngựa, chẳng mấy bữa tất chết. Mọi người đang bàn bạc, thì có vài chục tên lính kỵ bên ngô sang hàng, trong đó có hai tên nguyên là lính cũ bên tàu bị đông ngô bắt được. Tào nhân vội gọi vào hỏi, chúng bẩm rằng Chu Du hôm nay vỡ cái nhọt tên, về đến trại thì chết. Hiện các tướng đã cử ai, để chờ, chúng tôi bị trình phủ ức hiếp quá, cho nên đến hàng và báo tin ấy. Tào nhân mừng lắm, bản định đến đêm đi cướp trại và chén lấy đầu chu du đưa về hứa đô trần Kiều nói kế ấy phải làm ngay không nên trì hoãn tào nhân sai ngay như kim làm tiên phong tự mình cầm trung quân tào hồng tào thuần làm hợp hậu bao nhiêu quân kéo đi cả chi còn trần kiều và một ít quân ở lại giữ thành đầu canh một quân tào trong thành kéo thẳng đến trại chu du nhưng không thấy một người nào chỉ có cờ giáo cám giản ra đó thôi tào nhân biết là mắc mẹo vội vàng rút lui. Bỗng đầu bốn mặt pháo nổ ầm ầm, rồi mé đông hàn đương, tường khâm kéo vào, mé tây chu thái, phan trương đổ lại, mé nam tư thịnh, đinh phục đánh sang, mé bắc trần võ, lã mông ập đến. Quân tàu liềng xiềng, ba lộ quân tan vỡ, đầu đuôi không cứu được nhau. Tào Nhân dẫn vài mươi tên quân kỵ chọc thủng vòng vây, gặp ngay Tào Hồng, liền cùng nhau dắt một toán quân mã linh tinh mà chạy. Mãi tới canh năm gần tới Nam quận, bỗng lại một hồi chiêng trống nổi lên, rồi lăng thống dẫn quân ra chặn đường, đánh giết một hồi, tào nhân lèn chạy theo đường tắt, lại gặp cam ninh bồi luôn cho trận nữa. tào nhân không dám về Nam quận, chạy tắt ra đường lớn tương dương, quân ngô đuổi theo một quãng nữa, rồi trở về. Chu du, trình phù thu cả quân mã, kéo nhau đến Nam quận. Vừa đến nơi đã thấy trên mặt thành tinh kỳ đỏ rực cả. Một tướng trên tròi canh gọi to lên rằng, xin lỗi đồ đốc, Tôi phụng mệnh quân sư lấy được thành đã lâu rồi. Tôi là triệu tử long ở Thường Sơn đây, Chu Du giận lắm, liền sai đánh thành. Trên thành tên bắn xuống rào rào, Du truyền rút quân về để bàn bạc, và sai Cam Ninh dẫn một nghìn quân đến lấy Kinh Châu, Lăng Thống dẫn một nghìn quân đến lấy Tương Dương, rồi sẽ tính đến Nam quận cũng vừa. Dù đang cắt đặt mọi việc thì có thám mã lại báo rằng, Gia Cát Lượng lấy được Nam quận, liền dùng binh phù của tảo nhân cấp tốc điều quân giữ thành kinh châu đến cứu rồi sai trương phi úp lấy kinh châu lại có một thám mã về báo rằng hạ hầu đôn giữ ở tương dương ra cát lượng cho người đem binh phù đến nói dối rằng tảo nhân cầu cứu dụ cho hạ hầu đôn ra khỏi thành rồi sai vân trường úp lấy tương dương thành trì hai nơi đều rơi vào huyền đức mà huyền đức không hề tốn một chút công sức nào chu du hỏi ra cát lượng làm thế nào mà lấy được binh phù Trình phổ nói, hắn tóm được Trần Kiều, thì binh phù lọt vào tay hắn chớ gì. Chu Du nghe nói, to một tiếng, nhọt đâu vỡ tung ra. Rõ là, mấy lớp thành chỉ đâu mất cả, đôi phèn cay đắng bỏ hay chưa, chưa biết tính mệnh Chu Du thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 52, Gia Cát Lượng chối từ lỗ tốt triệu từ long lừa mẹo lấy quế dương, Chu Du thấy khổng minh lấy được nam quẩn, lại nghe tin mất cả kinh châu, tương dương rồi, trách nào chẳng tức dù tức quá quất lên nằm ngất đi hồi lâu mới tỉnh các tướng khuyên giải hai ba lần dù nói nếu không giết được gia cát lượng đi thì làm sao ta hà dạ được trình phổ hãy giúp ta đánh lấy lại nam quận cho đông ngô đang nói chuyện thì lỗ túc đến dù nói ta muốn cất quân quyết một trận sống mái với lưu bị và gia cát lượng để đoạt lại thành trì tử kính giúp ta một tay túc nói không nên hiện nay ta với tào tháo còn đang kinh địch chưa biết được thua thế nào Và lại chúa công cũng chưa hạ được hợp vì ta với huyền đức không nên thôn tính lẫn nhau quân tào thừa cơ kéo đến thì nguy lắm huống chi huyền đức lại quen thân với tào tháo nếu ta làm quá hắn tất dâm thành trì cho tào tháo hợp sức lại đánh đông ngô thì làm thế nào dù nói chúng ta dùng mưu lập mẹo hao binh tổn tướng tốn kém tiền lương bọn hắn ngồi ăn cỗ sẵn thì ta chịu sao cho được. Túc nói, công cần hãy nhẫn nại một chút, để tôi đem lời phải chăng bảo huyền đức, xem hắn nói thế nào, Bây giờ ta sẽ cất quân đi cũng không muộn. Các tướng nói, từ kính nói phải lắm, lỗ Túc đem theo tùy tùng đến thẳng Nam quận, gọi cửa. Triệu Vân ra hỏi, Túc nói, tôi muốn vào chơi thưa chuyện với huyền đức, Vân đáp, chúa công tôi với quân sư ở cả trong thành Kinh Châu, không có ở đây. Túc không vào Nam quận nữa, đi thẳng đến Kinh Châu. Nhìn thấy tinh kỳ nghiêm trình, quân oai hùng tráng, túc khen thầm, khổng minh thật không phải người thường quân sĩ vào báo, khổng minh sai mở cửa thành mời lộ túc vào nhà, chào hỏi xong, ngồi theo thứ tự chủ khách. Hết tuần trà, túc nói, chúa công tôi và đô đốc công cần sai tôi đến thưa chuyện với hoàng thúc. Trước kia, Tào Tháo đem trăm vạn quân giả danh muốn lấy giang nam, nhưng thực tế muốn trừ hoàng thúc. mày có đông mô tôi, đánh lui giặc tàu, cứu được Hoàng Thúc. Chín quận Kinh Châu, đáng lẽ về Đông Ngô mới phải. Thế mà Hoàng Thúc dùng quỷ kế, cướp cả Kinh, Tương, để cho Đông Ngô tôi tốn bao nhiêu tiền lương, quân mã, mà Hoàng Thúc ngồi chễm chệ hưởng lợi một mình, e rằng chưa được hợp tình hợp lý lắm. Khổng Minh đáp lại tử kính là người cao minh, sao cũng nói thế, người ta thường có câu, của ai lại về tay người ấy. Chín quận Kinh, Tương nguyên là cơ nghiệp của Lưu cảnh thăng chớ có phải của đông ngô đâu chúa công tôi vốn là em cảnh thăng cảnh thăng tuy đã mất rồi nhưng con ông ấy hiện vẫn còn đó thế là chú giúp cháu mà giữ lấy kinh châu có gì mà chẳng được túc nói nếu là công tử Lưu kỳ chiếm lấy thì nói còn có lẽ nhưng nay công tử lại ở giang hạ chớ có ở đây đâu khổng minh hỏi tử kính có muốn trông mặt công tử không lập tức sai người vào mời công tử một lát hai người đỡ lưu kỳ tự phía sau bình phong đi ra kỳ chào lỗ túc rồi nói tôi mấy bữa nay mệt mỏi không thi lễ được xin tử kính thứ lỗi cho lỗ túc giật mình ngồi ngẩn mặt không nói được câu gì hồi lâu mới nói nếu chẳng may công tử qua đời đi thì thế nào khổng minh đáp công tử còn ngày nào giữ ngày ấy bằng không bấy giờ sẽ liều túc nói nếu công tử có mệnh hệ nào thì phải đem thành trì trả lại đông ngô nhé Khổng Minh nói lời tử kinh đúng lắm, rồi mở tiệc chiêu đãi. Tiệc tan, túc từ biệt về ngay đêm hôm ấy, thuật chuyện với Chu Du. Du nói, Liêu Kỳ còn đang trai trẻ, làm sao mà chết được? Thế thì bao giờ lấy lại được Kinh Châu? Túc đáp, đồ đốc yên tâm, việc ấy cứ mặc tôi lo liệu, làm thế nào lấy được Kinh Châu về cho đông ngô thì thôi. Du hỏi, tử kính có ý kiến gì hay thế? Túc đáp, tôi xem bộ Liêu Kỳ tử sắc quá độ bệnh đã vào cao hoang, mặt mũi xanh sao, vàng võ, hơi thở yếu ớt, thường thổ ra huyết, khéo lắm cũng chưa chắc đã thọ được nửa năm nữa. Bấy giờ ta sẽ đến đòi Kinh Châu, Lưu Bị Hàn chẳng vịn được cớ gì nữa. Chu Du vẫn còn tức giận, chợt có sứ của tôn quyền đến, Chu Du mời vào, sứ thưa, chúa công vây hợp phì, đánh mãi không hạ được, nếu truyền lệnh đô đốc thu đại quân về, rồi mang một số đến hợp phì đánh giúp dù phải đem quân về xài tang dưỡng bệnh, rồi cho trình phủ dẫn quân sĩ, chiến thuyền đến hợp phỉ giúp tôn quyền. Huyền Đức từ khi lấy được Kinh Châu, Nam Quận, tương dương trong bụng hà hê, bàn kế giữ lâu dài. Bỗng một người bước lên hiến kế, Huyền Đức trông ra là y tịch, cảm ân tình khi xưa, Huyền Đức tỏ ý kính trọng lắm, mời ngồi hỏi chuyện. Tịch thưa, ngài muốn tìm kế lâu dài, sao không cần hiền sĩ mà hỏi. Huyền Đức nói, hiền sĩ ở đâu, tịch đáp ở kinh, tương này có năm anh em họ mã, cùng có danh tiếng. Người em út tên là Mã Tốc, tự là Ấu Thường. Nhưng chỉ có người tên là Lương, tự quý thường có lông mày trắng là giỏi hơn cả. Làng xóm đã có câu ca dao Mã Thị Ngũ Thường, Bạch mi Tối Lương. Sao ngài không cho mời người ấy đến bản mưu định kế? Huyền Đức liền sai người đi mời Mã Lương đến, Huyền Đức tiếp đãi sang trọng rồi hỏi kế giữ kinh, tương, lương thưa, kinh, thêm bốn mặt trống trải, không thể giữ được lâu. Nên để công tử lưu kỳ ở đó dưỡng bệnh, chiêu mộ những người cũ ra giúp việc. Chúa công tâu vua cho công tử làm thứ sử để yên lòng dân. Chúa công nên sang mặt nam đánh lấy bốn quận, võ lăng, ts, quế dương và linh lăng. Rồi thu góp tiền lương để làm căn bản, đó là kế lâu dài đấy. Huyền Đức mừng lắm, hỏi trong bốn quận ấy, nên lấy quận nào trước lương thưa linh lăng ở gần mé tây tương giang nên lấy trước thư đến võ lăng sau sẽ lấy quế dương ở mé đông tương giang cuối cùng lấy tiến sĩ huyền đức cho mã lương làm tùng sự y tịch làm phó mời khổng minh đến bàn bạc đưa công tử sang tương dương thay cho vân trường về kinh châu rồi cất quân đi lấy linh lăng sai trương phi làm tiên phong triệu vân đi đốc hầu khổng minh huyền đức đi làm trung quân tổng số nhân mã một vạn rưỡi để vân trường giữa kinh châu mi trúc và lưu phong giữa giang lăng thái thú linh lăng là lưu độ nghe tin quân mã của huyền đức đến bàn với con là lưu hiền hiền nói xin cha hãy yên tâm hắn tuy có trương phi triệu vân hùng dũng nhưng ta cũng có thượng tướng hình đạo vinh sức địch muôn người có thể chống cự nổi lưu độ sai ngay con là hình đạo vinh dẫn hơn vạn quân ra cách thành ba chục dặm lập một cái trại dựa vào sườn núi ven sông. Thám mã báo, khổng minh dẫn một toán quân đến, đạo vinh mang quân ra địch, hai bên giàn trận, đạo vinh tay sách một cây búa khai sơn, quát to lên rằng, quân nghịch tặc kia, sao dám xâm phạm vào bờ cõi ta, chỉ thấy bên đối phương hiện ra một toán cờ vàng, trong đám cờ có một xe bốn bánh trên có một người đội khăn lượt, mặc áo cánh hạc, cầm quạt lông, vẫy đạo vinh báo rằng, ta là gia cát khổng minh ở Nam Đương đây. Tào Tháo mang trăm vạn quân, bị ta dùng một mẹo nhỏ giết cho không còn mảnh giáp rút về, bọn ngươi địch với ta sao nổi. Nay ta đến Triều An, sao không hàng đi cho mong? Đạo Vinh cười, nói trận đánh ở Xích Bích là mưu của Chu Du, can gì đến ngươi mà ngươi dám đến đây khoác lác. Nói đoạn vác búa xông vào đánh, khổng minh quay xe chạy vào trong trận, cửa trận khép lại. Đạo Vinh vác búa tế ngựa xông vào, thế trận bên này bỗng chia thành hai ngả mà chạy đạo vinh trông thấy phía giữa có một đám cờ vàng đoán chắc khổng minh ở đó nên cứ nhầm chỗ ấy mà đuổi qua một chai núi đám cờ vàng đứng dừng lại rồi cửa trận mở ra xe bốn bánh biến mất chỉ thấy một tướng cầm mâu tế ngựa ra quát to một câu ta là trương dực đức đây rồi sốc lại đâm đạo vinh đạo vinh khoa búa đón đánh được vài hiệp nghe chừng địch không nổi liền quay ngựa chạy dực đức đuổi theo tiếng hò reo ầm ĩ quân phục hai bên đổ ra. Đạo Vinh cố chết mà chạy, trước mặt lại gặp một đại tướng chạy đường thét lớn. Mày có biết Triệu Tử Long ở Thường Sơn không? Đạo Vinh biết thân chẳng địch nổi, lại không đường chạy, phải xuống ngựa xin hàng. Tử Long trói giải về nạp Huyền Đức và Khổng Minh. Huyền Đức sai điệu ra chém, Khổng Minh vội ngăn lại, rồi bảo Đạo Vinh, hễ bắt được Lưu Hiền cho ta, thì ta cho hàng. Đạo Vinh dạ dạ xin đi. Khổng Minh nói, ngươi dùng kế gì bắt được nó? Đạo Vinh thưa, nếu quân sư tha cho tôi về, tôi sẽ dùng lời lẽ khéo léo lừa nó. Đêm nay, quân sư đến cướp trại, tôi làm nội ứng, bắt sống Lưu Hiền, đem về nộp quân sư. Lưu Hiền đã bị bắt, thì Lưu Độ tự nhiên phải hàng thôi. Huyền Đức không tin, Khổng Minh nói, hình như tướng quân không sai lời đâu, liền tha cho Đạo Vinh về, về đến trại, Vinh thuật cả đầu đuôi câu chuyện cho Lưu Hiền nghe hiền hỏi thế thì ta nên tính làm sao đạo vinh thưa nên nhân kế ấy mà dùng kế ta đêm nay cho quân phục hết ở ngoài trại trong trại giả vờ cắm cờ quạt đợi khổng minh đến cướp trại thì đổ ra bắt sống lấy lưu hiền nghe theo canh hai đêm hôm ấy quả nhiên có một toán quân mỗi người xách một bó cỏ kéo đến cửa trại nhất tề đốt lửa lên lưu hiền đạo vinh đổ ra đánh thì quân đốt lửa rút chạy cả hai người thừa thế đuổi theo đến hơn chục dặm quân đốt lửa biến đâu hết hai người vội vàng quay về trại thì thấy ánh lửa chưa tắt trong trại một tướng kéo quân sông ra trông xem là trương phi lưu hiền gọi đạo vinh không nên về trại nhà nữa đến cướp trại khổng minh đi thôi hai bên bèn quay trở lại đi chưa được chục dặm bất ngờ gặp triệu vân chẹn đường đánh ra phóng viên đâm ngay đạo vinh chết lăn xuống ngựa lưu hiền vội vàng quay ngựa chạy về lại gặp phải trương phi đổi đến bắt sống trói lại đem về nộp khổng minh lưu hiền kêu rằng đó là đạo vinh xui tôi như thế chớ không phải chủ ý của tôi khổng minh sai cởi trói cho mặc áo tử tế và cho uống rượu để hoàn hồn rồi sai người đưa vào thành dụ cha ra hàng nếu không hàng sẽ phá tan thành trì giết sạch cả nhà lưu hiền trở về linh lăng kể lại với cha chuyện khổng tử nhân đức và khuyên cha ra hàng Liêu Độ nghe theo dựng cửa hàng trên mặt thành, rồi mở toang cửa thành, đem ấn tín đến nộp Huyền Đức xin hàng. Khổng Minh cho Lưu Độ giữ nguyên chức thái thú quận này, còn là Lưu Hiền thì cho về Kinh Châu theo giúp việc quân. Nhân dân toàn quận Linh Lăng vui mừng, phấn khởi, Huyền Đức vào thành yên dân, khao thưởng ba quân rồi hỏi các tướng rằng Linh Lăng đã lấy xong, còn quận Quế Dương thì ai dám đi lấy. Triệu Vân Giả xin đi, Trương Phi cũng hăng hái xin đi hai người tranh nhau, khổng minh nói, tử long xin trước, thì chỉ một mình tử long được đi thôi. Trương Phi không chịu, nhất định đòi xin đi, khổng minh cho hai người rút thăm, ai rút chúng thì đi. Tử long lại rút chúng, Trương Phi phát khùng lên nói, tôi không cần phải người giúp đỡ, chỉ xin lĩnh ba ngàn quân đi, lấy thành chỉ dễ như bỡn. Triệu Vân nói, tôi cũng chỉ xin ba nghìn quân đi, nếu không lấy nổi thành, xin triệu quân lệnh. Khổng Minh mừng lắm, bắt lập tờ quân lệnh, rồi kén ba nghìn tinh binh giao cho Triệu Vân mang đi. Trương Phi hằn học không chịu, huyền đức quát bảo lui ra. Triệu Vân dẫn quân mã đến thẳng Quế Dương, thám mã báo tin cho thái thú quận này là Triệu Phạm, Phạm vội họp tướng sĩ lại bàn bạc. Quản quán hiệu úy là Trần Ứng, pháo Long xin lĩnh binh ra đánh. Hai người đều xuất thân là tay săn bắn ở vùng núi Quế Dương. Trần Ứng tài lao đinh ba, pháo Long thì từng bắn giết được hai con hổ một lúc hai người cậy mình có sức khỏe, liền bẩm với Triệu Phạm, nếu Lưu bị tới, chúng tôi xin làm tiền bổ. Triệu Phạm nói, ta nghe Lưu Huyền Đức là hoàng thúc nhà Hán, lại có khổng minh lắm mưu, quan, trương cực khỏe. Này kéo quân đến đây, lại là Triệu Tử Long, khi hắn ở trường bản, sông sáo trong đám quân trăm vạn như vào chỗ không người. Quế dương ta có được bao nhiêu quân mã mà địch cho lại, thả đầu hàng còn hơn. Trần ứng thưa, tôi xin ra đánh, nếu không bắt được Triệu Vân, bây giờ thái thú ra hàng cũng chưa muộn. Triệu Phạm ngăn lại không được, đành phải cho đi, Trần ứng dẫn ba nghìn quân mã ra khỏi thành, đã thấy Triệu Vân đến. Ứng giản xong trận, cầm đinh ba tế ngựa đi ra. Vân trỏ giáo mắng rằng, chủ ta Lưu Huyền Đức, là em Lưu Cảnh Thăng, nay giúp công tử Lưu Kỳ giữ Kinh Châu, sai ta đến đây yên dân, sao ngươi dám chống lại? Trần ứng cũng mắng lại, ta đây chỉ phục tào thừa tướng, Đầu có theo lưu bị. Vân giận lắm, khua giáo tế ngựa đến đánh, ứng cũng múa đinh ba đón đỡ, được bốn năm hiệp, ứng liệu địch không nổi, quay ngựa chạy về. Vân đuổi theo, ứng ngoảnh cổ lại thấy ngựa triệu vân đã gần kịp, liền lao đinh ba sang. Vân bắt được lao trả lại, ứng vội né mình tránh khỏi, thì ngựa của vân đã đến nơi rồi. Vân vươn tay túm được trần ứng, quẳng xuống đất, thét quân sĩ trói lại đem về trại. Quân địch tan tác chạy hết. Vân về trại mắng Trần ứng rằng, cái thứ nhà ngươi thấm vào đâu, mà dám địch nhau với ta. Ta không thèm giết, tha cho ngươi về bảo triệu phạm mau mau ra hàng. Ứng tạ tội, ôm đầu tui thủi trở về, nói hết lại với triệu phạm. Phạm nói, nguyên ta vẫn muốn hàng, chỉ tại ngươi cố cưỡng muốn đánh mới đến nỗi này. Nói rồi, mắng Trần ứng lui ra, mang ân tín và dẫn vài mươi tên kỵ đến tận trại triệu Vân xin hàng. Vân ra trại tiếp vào, mở tiệc thết đãi tiếp nhận ấn tín rượu được vài tuần phạm nói tướng quân họ triệu tôi cũng họ triệu năm trăm năm trước đây dễ thường là một nhà với nhau tướng quân quê ở chân định tôi cũng quê ở chân định lại cùng làng nếu tướng quân không chê cho tôi được kết làm anh em thực là vạn hạnh vân mừng lắm cùng hỏi tuổi nhau vân đẻ trước phạm bốn tháng phạm nhận vân làm anh hai người cùng làng cùng tuổi lại cùng họ Mười phần tương đắc với nhau cả 10. Mãi đến chiều mới tan tiệc, Phạm Tư Giã trở về thành. Hôm sau, Phạm mời Vân vào thành yên dân, Vân dặn quân sĩ cứ ở ngoài trải, chỉ đem năm chục lính kỵ mã vào thành. Cư dân đốt hương bày đồ bái vọng đứng đặc dọc đường minh tiếc. Vân phủ dụ đâu đấy, Phạm mời Vân vào dinh ăn tiệc. Khi rượu đã ngà ngà say, Phạm lại mời Vân vào nhà sau uống tiệc nữa. Vân bấy giờ đã say, Phạm bỗng nhiên gọi một người đàn bà ra nâng chén mời triệu vân. Vân trông thấy người ấy ăn mặc đồ trắng, nhàn sắc nghiêm nước nghiêm thành mới hỏi Phạm người này là ai. Phạm thưa đó là Phàn Thị, chị dâu tôi. Tử Long rượu sắc mặt lại, tỏ vẻ kính trọng. Phàn Thị chúc rượu xong, Phạm mời ngồi xuống. Vân cảm tạ. Phàn Thị lui vào nhà trong. Vân bảo Phạm rằng hiền đệ sao dám phiền đến lệnh tàu mời rượu vậy. Phạm cười, đáp cũng vì có chút duyên cớ xin anh chớ ngại anh ruột tôi đã qua cố cách đây ba năm chị tôi ở hóa một mình chưa chót đời được tôi đã khuyên chị tôi cải giá chị tôi nói hễ được người nào đủ ba điều kiện thì mới lấy một là văn võ kiêm toàn tiếng đồn khắp cả thiên hạ hai là tướng mạo đường vệ uy nghi khác người ba là phải cùng một họ với anh tôi anh thử nghĩ xem thiên hạ có mấy người lại hợp được cả ba điều kiện ấy không thế mà tôn huynh đường đường bậc anh hào tiếng vang bốn bể lại đồng họ với anh tôi, thật hợp với lời ước của chị tôi lắm. Nếu không hiềm chị tôi xấu xa, xin tướng quân cho được nâng khăn sửa túi, để kết thân mãi mãi với nhau, tướng quân nghĩ sao? Vân nghe nói, nổi giận, vùng dậy thét lớn ta với ngươi đã kết làm anh em, thì chị dâu ngươi cũng như chị dâu ta, lẽ đâu làm việc loạn luân như thế? Triệu Phạm hổ thẹn quá, đáp rằng ta đối đãi tử tế, sao lại dám vô lễ làm vậy? liền liếc mắt cho tả hữu có ý muốn sát hại vân biết ý đánh phạm ngã lăn xuống đất rồi ra thẳng cửa phủ lên ngựa về trại phạm gọi trần ứng pháo long vào bàn bạc ứng nói hắn đã tức giận bỏ đi vậy phải đánh nhau mới xong phạm nói chỉ sợ đánh không nổi hắn thôi pháo long bàn rằng để hai chúng tôi đến trá hàng ở trong đám quân bên ấy thái thú nên dẫn quân lại khiêu chiến chúng tôi dình bắt sống hắn ngay tại trận là xong Trần ứng nói, cần phải mang theo một số quân mã. Long nói, chỉ 500 quân kỵ là đủ rồi. Đêm hôm ấy hai người dẫn 500 quân đến trại Triệu Vân xin hàng. Vân biết rõ là trá hàng, nhưng cũng cho gọi vào. Hai người vào trướng, nói rằng Triệu Phạm muốn dùng kế mỹ nhân để lừa tướng quân. Định đợi lúc nào tướng quân say rượu thì giết đi. Lấy đầu đem đến nộp tào tháo, thật là bất nhân. Chúng tôi thấy tướng quân tức giận, sợ liên lụy đến mình, cho nên đến xin hàng. Vân giả cách mừng rỡ, mở tiệc khoản đại ân cần. Hai người uống rượu say quá, Vân sai trói lại, rồi cha hỏi bọn thủ hạ, quả nhiên là đến cháu hàng. Vân gọi cả 500 quân của ứng long vào, cho ăn uống no say, rồi ra lệnh trần ứng, pháo long hai người muốn hại ta, sẽ được trọng thương. Quân sĩ lại tạ, Vân lập tức sai chém hai người, rồi sai 500 quân dẫn đường, mình thì dẫn 1.000 quân đi sau đang đêm đến thẳng thành Quế Dương gọi cửa, bảo rằng, Trần, Pháo, hai tướng đã giết được Triệu Vân rồi, xin thái thú ra thành thương nghị. Quân trên thành đốt đuốc lên soi, thấy đúng là quân mã của nhà Triệu Phạm vội vàng ra thành. Vân quát ngay tả hữu bắt trói lại, rồi vào thành úy lão chăm họ đâu đấy và báo tin về Huyền Đức. Huyền Đức và Khổng Minh đến Quế Dương, Vân ra nghênh tiếp. Triệu Phạm bị trói đúng ở dưới thềm. Khổng Minh hỏi, Phạm thuật lại cả chuyện muốn gả chị dâu, khổng minh bảo Vân rằng đó là việc tốt lành, tướng quân sao gàn thế, Vân thưa, triệu Phạm đã cùng với tôi kết nghĩa anh em, nếu lấy chị dâu hắn, thì miệng đời chê cười là một. Người quá chồng bước đi bước nữa là thất tiết, là hai. Triệu Phạm mới hàng, chưa biết bụng giả thế nào là ba, chúa công mới dẹp yên được giang hán, ngủ còn chưa yên, Vân tôi đâu dám vì một người đàn bà mà bỏ việc lớn của chúa công huyền đức nói bây giờ việc lớn đã xong xuôi cả rồi cho người lấy nàng ấy người có thuận không vân thưa thiên hạ chả thiếu gì con gái chỉ lo công danh không lập được chớ có lo gì không có vợ con huyền đức khen rằng tử long thế mới thực là trượng phu rồi trọng thưởng cho triệu vân và tha triệu phạm cho làm thái thú quận quế dương như cũ trương phi kêu lên rằng chỉ một mình tử long lập được công còn tôi là đồ vô dụng hay sao tôi xin lĩnh ba nghìn quân đến lấy võ lăng quyết bắt sống thái thú kim toàn về nộp khổng minh mừng lắm nói dược đức muốn đi cũng được nhưng phải tuân theo một điều kiện đó là quân sư nghĩ được nhiều mưu lạ tướng sĩ tranh nhau lập chiến công chưa biết khổng minh nói điều gì xem hồi sau sẽ rõ hồi năm mươi ba quan vân trường tha hoàng trung không giết tôn trọng mưu đánh trương liêu bị thua khổng minh bảo với trương phi rằng khi trước tử long ra lấy quế dương phải lập tờ quân lệnh mới được đi. Nay Dực Đức muốn ra lấy võ lăng, cũng phải làm như thế. Trương Phi liền lập tờ quân lệnh, và hớn hở lĩnh ba nghìn quân, cấp tốc đến võ lăng. Kim Toàn nghe tin Trương Phi đến, liền tụ tập tướng sĩ kéo ra nghênh địch. Quan Tổng sự là cùng chí can rằng Lưu Huyền Đức là hoàng thúc nhà Hán, nhân nghĩa tưới khắp cả thiên hạ. Thêm vào đó, Trương Phi khỏe mạnh lạ thường, không thể địch nổi, chi bằng đầu hàng là hơn. Kim Toàn nổi giận nói: "Mày muốn thông đồng với giặc làm tay trong à?" Lập tức quát võ sĩ lôi ra chém. Tướng tá súng lại kêu xin, nói: "Chưa xuất quân đã chém người nhà, như thế không lợi." Toàn mây mắng đuổi trí ra, rồi dẫn quân ra ngoài thành, chưa được hai chục dặm thì gặp Trương Phi đến. Phi dừng ngựa, chỉ mâu quát mắng Kim Toàn. Toàn hỏi bộ tướng: "Ai dám ra địch, người nào người nấy luống cuống, sợ hãi, không dám ra?" toàn phải tế ngựa múa đao ra đón đánh phi gầm lên một tiếng như sét đánh kim toàn mất vía không dám giao phong quay ngựa chạy về phi dẫn quân đuổi theo đánh giết túi bụi kim toàn chạy về đến dưới thành thì bên trên tên bắn xuống như mưa toàn giật mình trông lên thấy củng chi đứng ở trên mặt thành nói rằng người không theo thiên thời tự rước lấy bại vong ta cùng bách tính đầu hàng lưu hoàng thúc vậy. củng chi nói chưa dứt lời thì một mũi tên bắn tin vào mặt kim toàn toàn ngã nhào xuống ngựa quân sĩ cắt ngay đầu nộp trương phi cùng chi ra thành xin hàng phi sai trí mang ấn tín đến quế dương ra mắt huyền đức huyền đức mừng lắm cho ngay cùng trí thay chức kim toàn huyền đức thân đến võ lang phủ dụ nhân dân rồi viết thư báo cho vân trường biết tin tử long dực đức mỗi người đã lấy được một quận vân trường viết thư về nói còn lại một quận ts nếu huynh trường không coi em là kẻ bất tài xin giao cho em được dành công lao đó thì hay lắm. Huyền Đức mừng rỡ, bằng lòng để Vân Trường đi lấy tiến sĩ. Về đến nơi, Vân Trường vào ra mắt Huyền Đức và Khổng Minh. Khổng Minh nói, khi Tử Long lấy Quế Dương, Dực Đức lấy Võ Lang, đều chỉ đem có ba nghìn quân thôi. Này thái thú TS là Hàn Huyền, tuy chẳng ra gì, nhưng hắn có một tên đại tướng tên là Hoàng Trung Tự là Hán Thăng, quê ở Nam Dương tướng cũ của Lưu Biểu, cùng với Lưu Bàn cháu lưu biểu, chấn thủ TS, về sau Hoàng Trung theo Hàn Huyền. Này tuy gần 60 tuổi, nhưng sức địch muôn người, chớ nên coi thường. Vân Trường có đi, thì phải đem nhiều quân mã mới được. Vân Trường nói, sao quân sư lại đề cao người khác mà làm giảm oai phong nhà mình thế? Cái thứ lính giả ấy, có kể vào đông Tôi không cần đến 3.000 quân mã, chỉ xin đem 500 quân của tôi, quyết chém đầu Hoàng Trung, Hàn Huyền về dâng dưới chướng. Huyền Đức cố gàn lại, nhưng Vân Trường nhất định không nghe, chỉ đem 500 quân bản bộ đi. Khổng Minh nói với Huyền Đức rằng Vân Trường khinh thường Hoàng Trung, tôi e lỡ việc, Chúa Công nên đi tiếp ứng cho. Huyền Đức nghe lời, sau đó cũng dẫn binh tiến đến tiến sĩ. Lại nói, thái thú ở TS là Hàn Huyền, xưa nay tinh khi nóng này, giết người như giết nghé, ai cũng oan ghét. Bấy giờ nghe tin Vân Trường đến, Huyền liền gọi lão tướng Hoàng Trung vào bàn bạc. Trung nói, chúa công cứ yên tâm, chỉ một con dao với một cái cung này, một nghìn đứa lại thì một nghìn đứa chết. Nguyên Hoàng Trung có sức khỏe dương được cung hai tạ, bắn trăm phát tin cả trăm. Trung vừa nói chưa dứt lời, thì có một người ở dưới thềm bước ra thưa, không cần đến lão tướng quân phải ra đánh, chỉ một tay tôi cũng bắt sống được quan vũ đem về. Hàn Huyền trông xem ai, thì là quản quân hiệu úy là Dương Linh. Huyền mừng lắm, sai ngay Dương Linh dẫn một nghìn quân ra nghênh chiến. Linh đi độ năm chục dặm thấy bụi bay mù mịt, quân vân trường đã kéo đến. Dương Linh vác giáo ra ngựa, đứng trước trận mắng nhiếc thách đánh. Vân trường giận lắm, chẳng nói nửa lời, tế ngựa múa đao xông ngay vào đánh. Dương Linh dơ giáo đón đỡ, chưa được ba hiệp, Linh bị vân trường chém nhào xuống ngựa, rồi đuổi đánh quân Linh đến tận dưới thành. Hàn Huyền thấy vậy kinh hãi vô cùng, liền sai Hoàng Trung ra đánh. Huyền lên mặt thành đứng xem, trung cấp đao lên ngựa, dẫn 500 kỵ binh vượt qua cầu treo. Vân Trường thấy một lão tướng xông ra biết là Hoàng Trung, cũng giản 500 quân của mình thành hàng chữ nhất, rồi cắp ngang thành long đao hìm ngựa hỏi, tướng kia có phải là Hoàng Trung đó không? Trung đáp đã, đã biết tiếng ta, sao dám xâm phạm bờ cõi của ta? Vân Trường nói, ta lại đây chỉ cốt lấy đầu ngươi đó thôi, nói đoạn, xông vào chiến đấu. Hơn một trăm hiệp chưa phân thắng bại. Hàn huyền sợ Hoàng Trung túng thế, vội khua chiêng thu quân. Hoàng Trung dẫn quân vào thành, vân trường cũng rút quân lui, cách thành 18 dặm hạ trại. Vân trường nghĩ thầm rằng, lão tướng này, tiếng đồn không sai, đánh nhau tới hàng trăm hiệp không sơ hở chút nào. Ngày mai ta sẽ dùng kế đả đao, quay lưng lại chém mới xong. Hôm sau, cơm sáng no nê, vân trường lại đến khiêu chiến. Hàn huyền ngồi trên mặt thành sai hoàng trung ra ngựa trung lại dẫn vài trăm quân kỵ mã vượt cầu treo ra đánh nhau với vân trường tới năm sáu chục hiệp mà vẫn chưa phân được thua quân hai bên vỗ tay hoan hô ầm ĩ Chống đang thúc dồn dập thì vân trường quay ngựa chạy về hoàng trung đuổi theo vân trường sắp sửa quay đao chém vật lại bỗng nghe sau lưng huỵch một tiếng vội mảnh lại thấy hoàng trung bị ngựa xa chân trước ngã lăn xuống đất vân trường liền quay ngựa lại hai tay giơ thanh long đao thét lớn, ta hãy tha tính mạng cho ngươi, mau mau về đổi ngựa khác ra đánh nữa. Hoàng Trung vội vàng đứng dậy, nhảy lên ngựa chạy tế vào thành, hàn huyên kinh hãi, hỏi nguyên nhân, Trung thưa, con ngựa này lâu nay không ra trận mạc, cho nên lỡ xảy ra làm vậy. Huyền hỏi, người bắn tên trăm phát trăm chúng, làm sao không bắn? Trung đáp, ngày mai đánh nữa, tôi sẽ giả vờ thua, giữ y đến bên cầu treo mà bắn huyền đưa con ngựa xám của mình cho hoàng trung trung bái tả trở ra trong bụng nghĩ rằng hiếm người được nghĩa khí như vân trường hắn đã không nỡ hại ta ta sao nỡ giết hắn mà không bắn thì sợ trái tướng lệnh suốt đêm nghĩ đi nghĩ lại hoàng trung không biết quyết định bên nào cho phải sáng sớm hôm sau có tin vân trường lại đến khiêu chiến trung lĩnh quân ra thành vân trường hai hôm không đánh đổ được hoàng trung bực dọc vô cùng liền hăm hở ra sức đánh đỡ chưa đầy ba chục hiệp trung giả thua chạy vân trường đuổi theo trung nghĩ ân tình hôm trước không nỡ bắn ngay bèn cải đao vào bao và dương cung bắn dây không vân trường né tránh nhưng không thấy có tên bay đến lại đuổi trung lại bắn dây không lần nữa vân trường lại lánh nhưng vẫn không thấy tên cho là hoàng trung không biết bắn càng vững dạ đuổi theo khi sắp đến đầu cầu hoàng trung đứng trên cầu dương cung đặt tên bắn một phát tin ngay vào quay mũ Vân Trường. Quân trước mặt gieo ầm cả tên, Vân Trường giật mình, đeo cả tên chạy về trại. Bấy giờ Vân Trường mới biết Hoàng Trung có tài bắn xuyên lá liễu cách xa hàng trăm bước. Bữa nay sở dĩ bắn lên trỏm mũ mình là có ý ban ơn không giết hôm trước đó thôi. Hoàng Trung về thành, ra mắt Hoàng Huyền. Huyền quát tả hữu trói Trung lại. Trung kêu là vô tội. Huyền mắng rằng ta nhận xét dòng dã ba hôm nay rồi. Người còn dám dối ta à? hôm đầu ngươi không đánh hết sức tất có bụng thiên vị hôm qua ngã ngựa hắn không giết thế là thông đồng với nhau hôm nay hai lần ngươi bắn dây không đến lần thứ ba lại chỉ bắn vào quai mũ thế có phải là ngươi với hắn vẫn thông đồng với nhau không nếu không giết ngươi đi tất để mối lo về sau liền quát tay đao phủ lôi hoàng trung ra ngoài cửa thành chém đầu các tướng định vào kêu van huyền nói hễ ai kêu van cho hoàng trung tức là đồng lõa quân vừa đưa Hoàng Trung ra đến cửa, sắp sửa khai đao, bỗng có một tướng khoa đao đánh thốc vào pháp trường, chém chết ngay tay đao phủ, cứu được Hoàng Trung, rồi thét lớn. Hoàng Hán Thăng là thành lũy sứ tiến sĩ, Hàn Huyền là thằng tàn bạo bất nhân, khinh miệt hiền sĩ, ta nên giết đi mới phải. Ai đi theo ta thì lại cả đây, mọi người nhìn xem, thì ra là ngụy Diên người ở Nghịa Sương, mặt đỏ như gấc, mắt như sao băng. Nguyên Ngụy Diên từ khi ở thành Tương Dương chạy theo Huyền Đức không kịp, liền đến theo Hàn Huyền. Huyền ghét Diên là người kiêu ngạo, không chịu trọng dụng, nên Diên ẩn náu ở đó. Hôm ấy, cứu được Hoàng Trung, Diên rủ trăm họ đi giết Hàn Huyền. Diên vừa hô một tiếng hơn một trăm người theo liền, Hoàng Trung cản lại không được. Diên đánh thẳng lên mặt thành, khoa đao chém đứt đôi Hàn Huyền rồi sách đầu dẫn ba tánh ra hàng Vân Trường. Vân Trường mừng lắm vào thành phủ dụ dân chúng rồi mời hoàng trung vào chơi trung cáo ốm từ chối vân si người về mời huyền đức khổng minh đến nói về huyền đức từ khi vân trường đi lấy ts cùng với khổng minh đem gấp quân đi sau tiếp ứng đang đi bỗng nhiên có một cơn gió nổi lên cuốn đổ lá cờ xanh một con quả tự bắc bay về nam kêu ba tiếng rồi bay mất huyền đức hỏi thế là điềm gì khổng minh đang cưỡi ngựa bấm tay xem một quẻ đã, điểm này chắc chắn Vân Trường đã lấy được TS, và được thêm một đại tướng nữa, đến giờ ngọ nhất định có tin báo về. Được một lát, quả nhiên có một tên lính chạy về báo rằng, quan tướng quân đã lấy được TS, và được thêm hai hàng tướng là Hoàng Trung, Ngụy Diên nữa. Hiện quan tướng quân đang mong đợi chúa công đến để yên dân. Huyền Đức mừng lắm, dẫn quân vào thành, Vân Trường ra đón vào trong nha thuật lại chuyện Hoàng Trung cho Huyền Đức nghe. Huyền Đức Thân đến tận nhà Hoàng Trung mời, bấy giờ Hoàng Trung mới chịu hàng, và xin chôn cất Hàn Huyền ở phía Đông Thành. Đời sau có thơ khen Hoàng Trung rằng tướng quân khí khai lớn tày trời, đầu bạc phơ phơ dạ chẳng rời, dù chết cũng cam không oán giận, cúi đầu hồ thẹn chịu hàng người. Tuyết pha gươm báu khoe tài mạnh gió cuốn chân câu vẫn đánh hoài, danh tiếng nghìn thu còn nhớ mãi, tương đàm vàng vặc bóng trăng soi, huyền đức đãi hoàng trung tử tế lắm. Vân Trường lại đưa Ngụy Diên vào ra mắt. Khổng Minh sai võ sĩ lôi ra chém. Huyền Đức giật mình hỏi, Ngụy Diên là người có công, không tội tình gì, sao quân sư lại giết đi? Khổng Minh nói, ăn lộc của chủ mà giết chủ, thế là người bất trung, ở đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là quân bất nghĩa. Và lại, tôi xem sau gáy hắn có cái phản cốt, mai sau tất sinh lòng phản nghịch, cho nên chém trước để trừ vạ sau này. Huyền Đức ngăn lại, nói nếu chém hắn đi, tôi e những người theo hàng khác sợ hãi, mong quân sư hãy tha cho hắn. Khổng Minh trò vào mặt Ngụy Diên, bảo rằng này ta hãy tha chết cho, người hãy hết lòng báo chúa, không được manh tâm này khác. Nếu ăn ở hai lòng ta sẽ lấy đầu đó, Ngụy Diên dạ dạ mấy tiếng lui ra, Hoàng Trung tiến cháu lưu biểu là lưu bàn, hiện đang nghỉ ở Duy Xuyên. Huyền Đức Triệu đến, cho coi quận tiến sĩ, bốn quận Bình Định đâu đấy. Huyền Đức thu quân về Kinh Châu, đổi tên cửa Du Giang là huyện Công An. Từ đó Huyền Đức lắm tiền nhiều lương, hiền sĩ tấp nập theo về, chia quân mã đóng đồn bốn phía, chấn giữ các cửa ải. Lại nói, từ khi Chu Du về xài tăng dưỡng bệnh, sai cam ninh giữ quận Ba Lăng, lăng thống giữ quận Hán Dương, hai nơi này đều phải sắp sẵn chiến thuyền đợi lệnh. Còn trình phổ thì dẫn các tướng sĩ đến hợp phì, nguyên tôn quyền, từ sau trận xích bích, vẫn đóng quân tại gần hợp phì đánh nhau với quân tàu lớn nhỏ đánh hơn chục trận thắng bại chưa phân quyền phải hạ trại cách thành năm chục dặm không dám đóng gần thành nghe tin trình phủ kéo quân đến quyền mừng lắm thân ra ngoài dinh úy lao quân sĩ có tin báo lỗ túc đến trước quyền xuống ngựa đứng đợi túc thay thế cuống cuồng nhảy xuống ngựa thi lễ các tướng thấy quyền kính trọng lỗ túc như thế ai cũng ngạc nhiên quyền mời túc lên ngựa giống cương cùng đi và bảo nhỏ túc rằng ta xuống ngựa đón tiếp như thế người đã thấy vẻ vang chưa túc nói bẩm chưa ạ à? quyền hỏi thế nào mới là vẻ vang túc đáp chỉ mong chúa công uy đức bao trùm cả chín chúa gây thành đế nghiệp cho tôi được ghi tên vào che lụa mới là vẻ vang quyền vỗ tay cười ầm lên vào tới chướng, quyền mở đại tiệc khao thưởng các tướng sĩ và bàn việc đánh hợp phì. chợt có tin trương liêu sai người đến khiêu chiến thư đến Tôn Quyền mở thư xem, giận quá, nói, Trương Liêu khinh ta lắm, hắn thấy trình phủ vừa đem quân đến nên cố ý cho người khiêu chiến. Ngày mai ta không cần đem quân mới ra, chỉ dẫn quân cũ đánh một trận thật to, xem làm sao. Lập tức truyền lệnh cho ba quân, canh ba đêm hôm ấy kéo kéo sang thẳng hợp phì. Khoảng giờ thìn, quân mã đi được nửa đường thì vừa gặp quân tàu. Hai bên dàn trận, Tôn Quyền đội mũ tròm vàng, mặc áo giáp vàng, nai nịt gọn ghẽ, cưỡi ngựa ra trận bên tả có tống khiêm bên hữu có giả hoa cầm hai ngọn kích đứng hồ vệ dứt ba hồi trống về phía trận quân tàu cửa cờ mở toang ba viên tướng nhung phục chỉnh tề đứng đợi trương liêu ở giữa lý điển bên tả nhạc tiến bên hữu trương liêu tế ngựa ra thách tôn quyền quyết chiến quyền múa thương muốn ra thì thái sử từ đã vác giáo tế ngựa ra trước hai tướng đấu nhau bảy tám mươi hiệp chưa phân thắng bại Lý Điển bảo với nhạc tiến, trước mặt có người đội mũ tròm vàng, đó là Tôn Quyền, nếu bắt sống được hắn, thì báo thù được cho 83 vạn đại quân của ta. Điển nói chưa dứt lời, nhạc tiến một đao một ngựa nhanh như chớp, cất lèn lướt thẳng đến chỗ Tôn Quyền, khoa đao chém xuống. Tống khiêm, giả hòa vội vàng sơ họa kích ra đỡ, tiến lia một nhát dao, hai ngọn kích gãy cụt. Hai người chỉ còn hai cái cán kích, cứ nhè đầu ngựa mà dọn tiến phải quay ngựa chạy về. Tống khiêm giật ngọn giáo ở trong tay quân sĩ đuổi theo. Lý Điển Dương cung bắn giữa bụng Tống khiêm, Tống khiêm nhào luôn xuống ngựa. Thái sử từ nghe phía sau có người ngã ngựa liền bỏ Trương Liêu chạy về trận. Liêu thừa thế đánh dấn vào, quân ngô bối rối, chạy tán loạn. Liêu trông thấy tôn quyền, thúc ngựa đuổi theo, gần sát đến nơi, thì một toán quân thọc ra, đi đầu là trình phổ, chặn đánh một trận, cứu được tôn quyền. Trường Liêu thu quân về hợp vì Trình phổ bảo vệ tôn quyền về trải, quân sĩ lục tục kéo về sau. Quyền thấy mất tống khiêm khóc ầm cả lên, trường sử là trương hoành nói rằng chúa công cậy thế hùng mạnh, coi thường quân giặc, để cho ba quân ai cũng dùng mình. Giá thử có chém được tướng, cướp được cờ, uy danh lừng lẫy chiến trường, cũng là việc của một người tướng mọn, chớ không phải việc chúa công. Xin chúa công hãy bỏ cái tính cậy khỏe của mạnh bôn, hạ dục lại, để nghĩ đạo vương bá nói phải. Và lại, Tống Khiêm chết trong đám tên đạn cũng vì Chúa Công khinh địch gây ra. Từ giày trở đi, mong Chúa Công giữ gìn cẩn thận mới được. Quyền than rằng đó là lỗi tại ta, sẽ xin sửa chữa. Một lát, Thái Sử từ vào chướng bẩm rằng tôi có một tên thủ hạ là Qua Định, có bà con với tên giám mã của Trương Liêu. Nhân tên này bị Liêu đánh mắng oán giận lắm. Chiều nay, hắn sai người đến báo tin đốt lửa làm hiệu, Đâm chết Trương Liêu, để báo thủ cho Tống Khiêm. Vậy tôi xin mang quân đến làm ngoại ứng. Quyền hỏi, qua định ở đâu? Nó đã lẻn vào trong thành hợp phi rồi. Tôi xin lĩnh 5.000 quân mã đi đây. Gia Cát Cẩn nói, Trương Liêu là người đa mưu. Hắn tất phòng bị trước, không nên vội vàng. Quyền vì thương xót Tống Khiêm, nóng muốn báo thủ. Liền sai từ dẫn 5.000 quân làm ngoại ứng. Qua định Nguyên là người làng với từ. Hôm ấy, đi lẻn vào đám quân tàu theo về hợp phì, tìm thấy tên giám mã. Hai tên bàn nhau, qua đệnh nói, tôi đã sai người đi báo tin cho thái sử từ rồi. Đêm này thế nào cũng đến tiếp ứng, anh định kế hoạch ra sao, tên giám mã nói, chỗ này cách trung quân khá xa, đêm khuya không kịp tới được. Chỉ nên ra đốt đống cỏ, rồi anh chạy ra kêu ầm lên là có bọn phiến loạn, tất nhiên quân sĩ trong thành sẽ bối rối, nhân đó giết chết Trương Liêu. Qua đệnh nói, kế ấy hay lắm, đêm đó, trương liêu thắng trận trở về khao thưởng ba quân rồi truyền lệnh cho tướng sĩ không được cởi áo giáp nằm nghỉ tả hữu bẩm hôm nay thắng trận quân ngô phải trốn xa cả sao tướng quân không cởi giáp nghỉ ngơi liêu nói không phải rồi khéo làm tướng đừng thấy được mà mừng đừng thấy thua mà lo phòng thử quân ngô đoán ta không phòng bị thừa cơ đến đánh úp thì ta lấy gì chống lại vậy đêm nay ta phải cẩn thận hơn mọi đêm mới được Liêu nói chưa dứt lời thì mé sau trại đã bốc cháy, tiếng kêu phản ầm ĩ, người đến báo tin như mắc cười. Trương Liêu ra trướng lên ngựa, gọi hơn chục tướng tá tâm phúc đứng chặn ngang đường. Tả hiểu bẩm tiếng reo gấp lắm, hãy đến đó xem sao. Liêu nói không có lẽ toàn thành làm phản, đó là quân phiến loạn cố ý làm kinh động quân sĩ đấy thôi. Nếu ai xôn xao thì chém, được một lát, Lý Điển bắt được qua định và tên giám mã dẫn lại. Liêu Cha Khảo biết rõ được mưu mô, lập tức chém hai tên ấy ở trước ngựa. Lại nghe thấy ngoài thành đánh trống khua chiêng, hò reo in ỏi cả lên. Liêu nói đây hẳn là quân ngô đến làm ngoại ứng, ta nên nhân kế của địch mà phá. Liền sai người đốt một đám lửa ở trong thành, gieo hò làm phản, rồi mở toang cửa thành ra, buông cầu treo xuống. Thái sử từ thấy cửa thành mở toang, chắc có nội biến, vội vác giáo tế ngựa xông vào trước bỗng trong thành nổ một tiếng pháo tên bắn xuống như mưa từ vội vã rút lui thì mình đã bị trúng mấy mũi tên sau lưng lại có lý điển nhạc tiến đuổi đánh quân ngô tổn hại quá nửa hai tướng thừa thế đuổi đến tận cửa trại lục tốn đồng tập đổ ra cứu từ lúc ấy quân tàu mới chịu rút về tôn quyền thấy thái sử từ bị tên đau nặng lại càng thương cảm trương chiêu khuyên tôn quyền bãi binh quyền nghe lời thu quân xuống thuyền kéo về nam từ Nguyện Châu Từ đau nặng quá, quyền sai trương chiêu đến thăm. Từ kêu to lên rằng đại trưởng phu sinh trong thời loạn, nên đeo ba thức gươm lập nên công trạng bất hủ. Nay chưa thỏa chí sao đã chết thế này. Từ kêu xong thì mất, mới có 41 tuổi. Người sau có thơ rằng thái sử từ Đông Lai. Trung hiếu vẹn cả hai, danh tiếng vang thiên hạ, cung ngựa tỏ nghệ tài, bắc hải đều ơn khách, thần đình mải đánh sai, lâm trung còn khẳng khái, ai ai cũng cảm hoài. Tôn quyền nghe tin từ mất, thương xót vô cùng, sai làm ma to, táng ở núi Bắc Cố, quận Nam Từ, rồi đem con từ là Thái Sử Hanh về nuôi trong phủ. Nhắc đến Huyền Đức ở Kinh Châu, nghe tin Tôn quyền thu ở hợp phì rút về Nam Từ, liền mời Khổng Minh vào bàn bạc. Khổng Minh nói, bàn đêm, tôi xem thiên văn, thấy mé Tây Bắc có một ngôi sao xa xuống đất, tất thiệt mất người hoàng tộc. Đang bàn chuyện, thì có tin công tử lưu kỳ tạ thế. Huyền Đức được tin, thương khóc thê thảm. Khổng Minh khuyên giải rằng người ta sống chết có số, Chúa Công không nên sầu não có hại đến sức khỏe. Xin hãy giải quyết việc lớn là cho người sang đó coi giữ thành trì và lo liệu việc tang. Huyền Đức hỏi nên sai ai đi? Khổng Minh thưa việc ấy không có vân trường không xong. Liền sai vân trường cất quân đến chấn thủ tương dương. Huyền Đức lại hỏi nay Lưu Kỳ đã mất, Đông Ngô tất lại đòi Kinh Châu, thì ăn nói ra sao? Khổng Minh nói, có người lại, tôi sẽ có cách đối phó, được nửa tháng, có tin báo lỗ túc ở Đông Ngô đến Viếng tang Đó là, dàn mưu nghĩ mẹo sẵn sàng, chỉ chờ ngô sứ bước sang đối lời, chưa biết Khổng Minh đối đáp ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 54, Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền, Lưu Hoàng thúc động phòng cưới vợ mới, Khổng Minh nghe tin lỗ túc đến liền cùng Huyền Đức ra tiếp vào dinh. Chào hỏi xong, Lỗ túc hỏi, chúa công tôi nghe tin công tử mất, sai tôi đem chút lễ mọn đến kính viếng. Chu đồ đốc tôi cũng ân cần gửi lời thăm hoàng thúc và gia cát tiên sinh. Huyền Đức, khổng minh đứng dậy tạ ơn, nhận lấy lễ vật, rồi đặt tiệc khoản đãi. Túc nói, trước kia hoàng thúc đã hứa khi nào công tử mất thì trả lại kinh châu. Này công tử qua đời rồi, chưa biết ngày nào hoàng thúc mới trao trả. Huyền Đức nói, mời ông hãy uống rượu, tôi xin thưa chuyện uống gượng vài chén, lại hỏi. Huyền Đức chưa kịp trả lời, khổng minh sầm mặt lại nói, tử kính thật không biết điều, cứ đợi người ta phải nói. Từ khi cao hoàng đế chém rắn khởi nghĩa, khai cơ lập nghiệp truyền đến bây giờ, chẳng may gian hùng nổi dậy, mỗi người chiếm cứ một phương. Nhờ có lòng trời, thiên hạ lại trở về chính thống. Chúa công tôi là dòng dõi trung sơn tĩnh vương, chú vua hiếu cảnh, lại là chú của đương kim hoàng đế. Có lẽ đâu không được mảnh đất phong nào. Và lại, lưu cảnh thăng là anh chúa công tôi. Thế thì em nối nghiệp anh, có việc gì là không được. Chủ của ông, chẳng qua là con một người tiểu lại ở tiền đường. Xưa nay có công đức gì với triều đình đâu. Nay cậy sức mạnh, chiêm giữ sáu quận 81 châu rồi. Sao lòng tham không đáy còn muốn nuốt cả đất nhà Hán. Thiên hạ của họ lưu, chủ tôi họ lưu không được phần nào. Chủ ông họ tôn, lại muốn tranh cướp thế còn ra nghĩa lý gì huống chi trận xích bích chủ tôi cũng tốn bao công sức các tướng cũng đều khó nhọc cả chớ có phải một mình đông ngô của ông làm nổi đâu nếu ta không mượn giúp cho gió đông nam thì chu du sao có dùng được kế giang nam bị phá chẳng những hai nàng kiều phải nhốt ở đài đồng tước mà ngay vợ con các ông cũng khó toàn được mới rồi chúa công tôi không nói ngay cũng tưởng ông là người cao minh chẳng cần nói nhiều sao ông không biết nghĩ thế bị khổng minh nói một hồi, lỗ túc ngồi im thiên thít không nói được câu nói nào, một lúc lâu mới đáp, tiên sinh nói cũng có lý, nhưng đối với tôi, có nhiều điều không tiện. Khổng minh hỏi, không tiện ở chỗ nào? Túc đáp, khi xưa hoàng túc bị khốn ở Nam Dương, chính túc này dẫn tiên sinh đến ra mắt chúa công tôi. Về sau, chu công cần định cất quân lấy Kinh Châu, tôi lại ngăn được. Đến việc Hoàng Thúc hứa đợi khi nào công tử qua đời sẽ trả Kinh Châu tôi lại cũng gánh vác cho nốt nay hoàng thúc lại không giữ lời hứa bảo tôi về ăn nói làm sao bây giờ chủ tôi là công cần tất nhiên là bắt tội tôi tôi có chết cũng không oán hận chỉ sợ đông mô bực tức giấy động can qua thì hoàng thúc cũng chả ngồi yên được ở kinh châu thành ra chỉ bày trò cười cho thiên hạ đó thôi khổng minh nói tào tháo cầm quân trăm vạn hơn một tí cũng mượn tiếng thiên tử tôi cũng còn chẳng coi ra gì huống nữa là chu công cần để ông khỏi mất thể diện tôi xin khuyên chúa công tôi lập văn tự nguyện kinh châu làm vốn đợi khi nào lấy được chỗ khác sẽ đem kinh châu trả lại đông ngô ý kiến ông thế nào túc hỏi tiên sinh đợi lấy được chỗ nào rồi mới trả kinh châu cho đông ngô tôi khổng minh đáp trung nguyên chưa dễ đã lấy được chỉ có lưu trương ở tây xuyên hèn yếu lắm chủ tôi sẽ tính nếu lấy được tây xuyên thì sẽ trả kinh châu cho đông ngô túc không sao nói được đành phải nghe vậy Huyền Đức viết một tờ văn tử, ký tên xong, Khổng Minh cũng ký tên làm chứng. Rồi nói với Lỗ Túc rằng tôi là người nhà Hoàng Thúc, không lẽ trong nhà lại bảo lĩnh cho nhau. Vậy phiền tử kính cũng ký tên vào đây, đem về ngô hầu xem cho chắc chắn. Túc nói tôi tin Lưu Hoàng Thúc là người nhân nghĩa, chắc không nỡ phụ nhau. Nói xong, bèn ký tên và nhận lấy văn tử, tiệc tan Lỗ Túc từ biệt ra về, huyền đức, khổng minh tiễn ra tận bến thuyền. Khổng minh dặn rằng tử kính về nói với ngô hầu cho khéo, đừng có nghĩ cạn. Nếu không nhận văn tự đó, chúng tôi trở mặt, thì cả tám mươi châu Giang Nam cũng bị mất nốt. Này chỉ có hai nhà hòa thuận với nhau, chớ nên để cho giặc tàu chê cười. Túc cáo biệt, xuống thuyền về thẳng xài tang, trước ra mắt Chu Du. Du hỏi tử kính đòi Kinh Châu ra sang, Túc đã có văn tự đây, nói rồi, đưa văn tự trình Chu Du. Dù dẫm chân xuống đất nói rằng, tử kính mắc lừa ra cát lượng rồi, tiếng là họ mượn đất, kỳ thật họ trực nuốt luôn. Họ nói lấy được tây xuyên sẽ trả, giả thử 10 năm chưa lấy được thì 10 năm cũng không trả hay sao? Văn tự thế thì có giá trị gì, mà ông cũng ký tên bảo lãnh. Nếu họ không trả chắc sẽ liên lụy đến ông, và chúa công bắt tội thì ông làm thế nào? Túc ngồi ngẩn ra một lúc, rồi đáp, "Huyền đức chắc không phụ tôi đâu." Dù nói, tử kính thật thà quá, không biết lưu bị như con cú dữ, ra cát lượng là đồ gian dảo, bọn họ trả ngay thật như bụng giả ông đâu. Túc nói, nếu thế, tôi biết nghĩ làm sao bây giờ. Dù nói, tử kính là người có ân với ta, nhớ khi tặng cho ta vựa thóc, lẽ đâu ta chẳng cứu. Ông hãy khoan tâm, để thư thả vài hôm, đợi người đi do thám giang bắc về đây xem thế nào, ta sẽ có kế. Lỗ Túc tỏ vẻ sợ hãi không được yên tâm qua vài hôm quân do thám về báo trong thành kinh châu cắm nhiều cờ trắng ngoài thành mới xây một nấm mồ mới quân sĩ đều mặc đồ tang du ngạc nhiên hỏi ai chết thế quân do thám đáp cam phu nhân mới mất bên ấy đang sửa soạn ma chay du bảo lỗ túc rằng kế ta nhất định thành công phen này quyết làm cho lưu bị phải bó tay chịu trói kinh châu lấy lại dễ như chờ bàn tay túc hỏi kế ra làm sao du đáp lưu bị chết vợ tất nhiên phải lấy vợ khác chúa công có cô em gái can trường lắm luôn luôn có vài trăm thị tì cắp gươm hầu bên cạnh trong phòng lại bày la liệt đủ thứ vũ khí ngay đàn ông cũng không giỏi bằng ta dâng thư lên chúa công xin cho người sang kinh châu làm mối rồi lừa hắn đến nam từ không gả người cho mà bắt giam lại đoạn sai người đến đòi kinh châu đánh đổi lưu bị khi nào lấy được kinh châu ta sẽ lại liệu như thế tử kính cũng không phải lo gì lỗ túc bái tạ, chu du bèn viết thư, chọn thuyền tốc hành đưa lỗ túc sang nam từ ra mắt tôn quyền. Đến nơi trước hết túc trình bày việc kinh châu, và đưa tờ văn tự lên. Quyền nói, sao ngươi hồ đồ thế? Cái thứ văn tự này dùng được việc gì? Túc nói, đồ Đố đốc có thư đệ trình, bảo dùng cái đó thì sẽ lấy lại được kinh châu. Quyền xem xong gật đầu mừng thầm, nghĩ bụng ai có thể đi được nhỉ, rồi sơ xây nhớ ra. Quyền nói, chỉ có lã phạm, và bảo rằng ta nghe Lưu Huyền Đức mới quá vợ, ta có người em gái, muốn kén y làm gì, kết thân với nhau, đồng tâm phá tàu, để giúp nhà Hán. Ngoài từ hành ra, không ai có thể làm mối được, mong người sang ngay Kinh Châu cho ta. Lã Phạm vâng mệnh, thu xếp thuyền bè mang theo mấy tên tùy tùng thẳng tới Kinh Châu. Lại nói, Huyền Đức từ khi mất cam phu nhân, ngày đêm buồn rầu. Một hôm, đang ngồi nói chuyện với Khổng Minh, sực có tin báo đông ngô sai lã phạm đến. Khổng Minh cười, nói đây lại là mưu đồ của Chu Du về chuyện Kinh Châu thôi. Tôi ngồi nghe ở sau bình phong, sứ giả có nói việc gì, chúa công cứ việc nhận lời, và giữ họ nghỉ ngơi ở nhà khách, rồi sau sẽ hay. Huyền Đức cho mời lã phạm vào, chào hỏi xong, trà nước đâu đấy? Huyền Đức hỏi, tử hành lại đây chắc có việc gì dạy bảo. Phạm nói, tôi nghe hoàng thúc thất ngẫu, nay có một nơi xứng đáng lắm, nên mạnh dạn sang đây làm mối, chưa biết ý hoàng thúc thế nào. Huyền Đức nói, nửa đời quá vợ là sự rất không may, nay nấm mồ còn chưa xanh cỏ, sao dám vội bàn chuyện lấy vợ khác. Phạm nói, người ta có vợ như nhà có kèo, không nên nửa chừng bỏ đạo nhân luân. Chúa công tôi có một cô em gái có nhan sắc, lại hiền hậu, có thể nâng khăn sửa túi ngài được. Nếu hai kết thân tần tấn với nhau, thì giặc tàu chắc không dám nhìn ngó đến phía đông nam này nữa. Việc này công tư đều nên cả, xin Hoàng Thúc chớ ngại. Xong, vô quốc thái tôi yêu thương cô gái út lắm, không muốn gả chồng xa, chỉ muốn mời Hoàng Thúc sang Đông Ngô làm lễ thành thân. Huyền Đức hỏi, việc này Ngô Hầu có biết không? Phạm đáp, chưa bẩm với Ngô Hầu, tôi đâu có dám đến đây. Huyền Đức nói, ta đã nửa đời người, đầu tóc hoa dâm, em gái Ngô Hầu đang độ son trẻ cô không xứng đôi phải lứa em ngô hầu tuy là con gái nhưng chi khí hơn cả nam nhi cô ấy thường nói không phải người anh hùng nhất thiên hạ ta không thèm lấy hoàng thúc tiếng tăm lừng lẫy cả bốn bể chính là thục nữ sánh với người quân tử có ngại gì tuổi nhiều hay ít huyền đức nói vậy ông hãy ở chơi đây đến mai sẽ xin nói lại hôm ấy huyền đức mở tiệc khoản đãi lã phạm rồi lưu lại nhà khách đến tối huyền đức bàn với khổng minh khổng minh nói ý tứ của họ nào tôi đã biết cả rồi tôi vừa bói dịch được quẻ đại cát chúa công cứ việc nhận lời đi mai tôi sai tôn cản đi theo lã phạm sang thưa chuyện với ngô hồng hứa hẹn xong rồi ta sẽ chọn ngày sang cưới huyền đức nói chu du lập mưu muốn hại ta sao ta lại đem mình vào nơi nguy hiểm khổng minh cười nói chu du tuy giỏi dùng mưu nhưng che sao được mắt tôi tôi chỉ dùng một mẹo nhỏ khiến chu du không thò được ngón gì mà em gái ngô hầu lại về tay chúa công kinh châu cũng vững như bàn thạch huyền đức vẫn còn hoài nghi khổng minh sai ngay tôn càn cứ việc sang giang nam nói việc hôn nhân tôn càn vâng mệnh cùng với lã phạm sang ra mắt tôn quyền quyền nói ta muốn gả em gái cho huyền đức chớ không có bụng dạ nào khác tôn càn lại tả về thưa chuyện lại với huyền đức nói ngô hầu chỉ mong chúa công sang làm lễ thành hôn Huyền Đức ngại ngùng không muốn đi. Khổng Minh nói, tôi đã định sẵn ba kế, việc này triệu Tử Long đi không xong. Bèn gọi Tử Long đến cạnh, ghé tai dặn rằng, người bảo vệ chúa công sang Đông Ngô, nên nhận lấy ba cẩm nang này. Trong có ba kế rất hay, cứ theo thứ tự mà làm. Nói đoạn, đưa ba cẩm nang cho vân giấu kỹ trong người. Đoạn Khổng Minh sai người sang Đông Ngô dâng lễ cưới trước, lễ vật đầy đủ không thiếu thứ gì. Tháng 10 mùa đông, năm kiến an thứ 14. Huyền Đức cùng với Triệu Vân, Tôn Cản thu xếp chục chiếc thuyền tốc hành, mang theo 500 quân sĩ, rời Kinh Châu sang Nam Từ. Mọi việc ở Kinh Châu đều do cho Khổng Minh trông coi. Huyền Đức trong lòng áy náy không yên, khi thuyền đã đến Nam Từ, Vân tự nhủ quân sư trao cho ba kế hay, dặn cứ thứ tự làm theo, nay đã đến đây, phải mở túi thứ nhất ra xem mới được. Vân bèn mở túi thứ nhất ra xem, xem xong, Vân gọi 500 quân sĩ, dặn bảo các việc lại nói với huyền đức vào ra mắt kiều quốc lão trước cụ này nguyên là cha hai nàng kiều nhà ở nam từ huyền đức mang dê và rượu vào bái kiến quốc lão thuật lại việc lã phạm sang làm mối tôn phu quân năm trăm quân sĩ người áo thắm kẻ quần điều tấp nập ra phố mua bán đồ vật nói toang lên rằng huyền đức vào làm rể đông ngô mọi người trong thành đều biết chuyện cả tôn quyền thấy huyền đức đến sai lã phạm ra đón tiếp, mời đến nhà khách nghỉ ngơi. Đây nói kiều quốc lão gặp huyền đức xong, vào ngay trong cung chúc mừng bà ngô quốc thái. Quốc thái hỏi, có việc gì mà mừng, kiều quốc lão đã, cô em đã gả cho huyền đức làm phu nhân, nay chàng rể đã sang đây rồi, sao còn giấu tôi? Quốc thái ngạc nhiên nói, quả thật tôi không biết gì hết, lập tức quốc thái một mặt cho gọi ngô hầu vào hỏi xem hư thực ra sao, một mặt cho người ra phố xã nghe ngóng tình hình mọi người về đều nói rằng quả có việc ấy thực, chàng rể mới đã nghỉ ở nhà khách, 500 quân sĩ đi theo đang tiếu tít mua sắm dê lợn, hoa quả để sửa lễ kết hôn. Bên nhà gái thì lã phạm, bên nhà trai thì tôn càn, hai người làm mối, hiện đã ở cả nhà khách tiếp đãi nhau. Quốc Thái giật mình, một lát, tôn quyền vào, Quốc Thái cứ đấm bụng khóc ầm lên. Quyền hỏi, sao mẫu thân phiền não thế? Quốc Thái nói, mày thật không coi ta ra gì nữa rồi khi chị ta lâm chung, dặn lại mày những câu gì. Quyền thất kinh hỏi, mẫu thân có điều gì cứ cho con biết, sao lại khổ sở như vậy? Quốc Thái nói, trai khôn dựng vợ, gái lớn gà chồng, vẫn là lẽ thường xưa nay. Ta là mẹ mẹ, có việc gì cũng phải nói với ta trước mới phải chứ. Này mày đem em gà cho Lưu Huyền Đức, sao mày lại giấu ta? Con gái phải quyền ở ta chứ, quyền giật mình hỏi, mẫu thân nghe chuyện ấy ở đâu vậy? Quốc Thái nói, trừ phi không làm thì không biết thôi. Này chăm họ trong thành, ai ai cũng biết cả, mày lại còn giấu giếm gì. Kiều Quốc Lão nói, lão biết việc này đã mấy hôm nay rồi, này vào mừng đấy. Quyền nói, không phải đâu, đó là kế của Chu Du, vì muốn lấy Kinh Châu, cho nên mượn tiếng như thế. Cốt lừa lưu bị đến đây, bắt giam lại, đổi lấy Kinh Châu, nếu không nghe thì giết đi. Đó là mưu kế chớ không phải sự thật, Quốc Thái nổi giận mắng Chu Du rằng, người làm đại đô đốc sáu quận, 81 châu, không nghĩ được một mưu gì để lấy kinh châu mà phải mượn tiếng con gái bà, dùng kế mỹ nhân. Lưu bị bị giết, con bà chưa chồng, mà té ra mang tiếng qua bùa, còn ai lấy nữa, có phải lỡ cả một đời con gái bà không? Thế cũng đòi lập mưu với lập mẹo, Kiều Quốc Lão nói, nếu dùng kế ấy, dù có lấy lại được kinh châu, cũng bị thiên hạ chê cười. Tôn quyền ngồi im thiên thiết quốc thái thì cứ chửi mắng chu du không ngớt miệng kiều quốc lão can rằng việc đã lỡ ra thế này rồi nhưng xét lưu huyền đức cũng là tôn thân nhà hán chi bằng gả đi kẻo mang tiếng xấu quyền nói e không vừa đôi phải lứa kiều quốc lão nói lưu hoàng thúc là hào kiệt thời nay nếu kén được người rể ấy cũng xứng đáng không nhục gì cô em đâu quốc thái nói ta chưa biết mặt lưu hoàng thúc ra sao ngày mai mời đến chùa cam lộ cho ta xem mặt nếu không vừa ý ta thì gà quách con ta cho hoàng thúc cũng được. Tôn quyền vốn là người chi hiếu, thấy mẹ nói thế, liền vâng lời, trở ra gọi lã phạm bảo ngày mai mở một tiệc yến ở nhà phương trượng chùa Can Lộ, để quốc thái xem mặt lưu bị. Lã phạm nói, sao không sai giả hoa phục sẵn 300 quân đao phủ ở hai bên hành lang. Hễ thấy quốc thái có ý không bằng lòng, thì nổi một tiếng hiệu cho quân phục đổ ra mà trói lưu bị lại. Quyền y lời. Bảo Già Hoa sắp sẵn mọi việc đâu đấy, chỉ chờ xem ý Quốc Thái ra sao thôi." Lại nói, "Kiều Quốc Thái từ biệt Quốc Thái trở về, sai người báo tin cho Huyền Đức, ngày mai Ngô hầu và Quốc Thái thân đến gặp mặt, vậy phải để ý cẩn thận." Huyền Đức bàn với Tôn Càn và Triệu Vân, Vân nói, "Buổi hội ngày mai, giữ nhiều lành ít, tôi xin dẫn 500 quân đi bảo vệ." Hôm sau, Ngô Quốc Thái và Kiều Quốc lão đến trước chùa Cam Lộ, vào nhà Phương Trưởng ngồi chơi. Tôn Quyền dẫn một ban mưu sĩ cùng đến, sau lã phạm ra nhà khách mời Huyền Đức. Huyền Đức mặc áo giáp nhỏ ở trong, ngoài khoác cầm bào. Các tùy tùng đeo kiếm đi theo, lên ngựa thẳng tới chùa Cam Lộ. Triệu Vân mặc giáp, nài nịt gọn ghẽ, dẫn 500 quân bảo vệ. Huyền Đức đến cửa chùa xuống ngựa, vào ra mắt Tôn Quyền trước. Quyền thấy Huyền Đức diện mạo phi thường, đã có ý hoàng sợ. Hai bên chào hỏi nhau rồi, vào nhà phương trượng ra mắt quốc thái. Quốc thái thấy huyền đức mừng lắm, nói với kiểu quốc lão, người này thật đáng nể ta lắm. Quốc lão nói, huyền đức có dáng như rồng như phượng, uy nghi đường bề. Và lại, nhân nghĩa dội khắp thiên hạ, quốc thái được dễ hiền như thế, thật đáng chúc mừng. Huyền đức lại tả, cùng ăn yến ở trong nhà phương trượng. Một lát, tử long đeo gươm đi vào, đứng bên cạnh huyền đức, quốc thái hỏi người nào huyền đức bẩm đó là triệu vân ở thường sơn quốc thái nói có phải tướng cứu được a đầu ở trận đương dương trường bản đó không huyền đức nói bẩm chính phải quốc thái khen thế mới thực là tướng quân nói rồi ban cho triệu vân một cốc rượu vân bảo huyền đức rằng tôi vừa đi xem xét ngoài hành lang tất nhiên có chuyện chẳng lành chúa công nên kêu với quốc thái huyền đức liền đến quỳ trước mặt quốc thái khóc mà nói rằng quốc thái nhược bằng muốn giết lưu bị thì bị xin ra đây để chịu chết. Quốc Thái hỏi, sao lại nói thế? Huyền Đức thưa, quân đào phủ mai phục hai bên hành lang, không có ý giết bị thì để làm gì? Quốc Thái nổi giận mắng tôn quyền rằng, này Huyền Đức đã là rể ta, thì cũng như con ta, sao dám phục quân để mưu hại? Quyền chối không biết, gọi lã phạm ra hỏi. Phạm lại đổ cho giả hoa. Hoa nín lặng, Quốc Thái sai tả hữu lôi ra chém huyền đức can rằng trong việc vui mừng không nên chém đại tướng nếu chém đại tướng thì việc kết thân sẽ bất lợi bị này khó lòng ở đây lâu để hầu hạ quốc thái kiều quốc lão cũng khuyên can quốc thái mới mắng đuổi giả hoa ra quân đào phủ tên nào tên nấy ôm đầu lùi thùi chạy cả huyền đức trở ra ngoài thay áo đến trước sân chùa huyền đức thấy có một hòn đá to liền thanh gươm của tên lính hầu ngẩng mặt lên trời khấn rằng tôi là lưu bị nếu trở về được Kinh Châu, lập nổi nghiệp vương bá, thì xin chém hòn đá này một nhát vỡ ra làm đôi. Nhược bằng số tôi chết ở đây, thì đá không vỡ. Huyền Đức khấn đoạn, cầm thanh gươm chém xuống, nảy tóe lửa, hòn đá vỡ ra làm hai mảnh. Tôn Quyền ở mé sau trông thấy bèn hỏi rằng, Huyền Đức giận gì hòn đá thế? Huyền Đức nói, tôi đã ngót năm chục tuổi đầu, không trừ được giặc giã cho nước, trong lòng buồn bực lắm nay nhờ quốc thái thương yêu cho làm gì thật là một việc kỳ ngộ tôi lấy làm thỏa chí bình sinh vừa rồi tôi khấn trời bói một quẻ nếu phá được tàu hưng được hán thì chém vỡ hòn đá may sao quả nhiên như nguyện quyền nghĩ thầm phải chăng huyền đức bịa ra để nói dối ta chăng bèn cũng cầm một thanh gươm bảo huyền đức rằng tôi cũng xin trời một quẻ nếu phá được giặc tàu cũng chặt hòn đá này vỡ làm đôi rồi quyền khấn lầm rầm nếu lấy lại được kinh châu hưng vượng đông ngô, thì xin chém hòn đá này làm hai mảnh. Quyền liền vung kiếm, chém một nhát, hòn đá lại toác làm hai mảnh nữa. Đến bây giờ vẫn còn di tích hai hòn đá có vết chữ thập, gọi là hòn đá căm hơn. Người sau thăm nơi thắng cảnh đó vịnh thơ rằng tảng đá chơ chơ trước vật đài, gươm đao một nhát, toác làm đôi, quả nhiên hai nước cùng hương vượng, thiên hạ chia ba bởi mệnh trời, hai người cùng bỏ gương xuống, dắt nhau vào tiệc. Lại uống thêm vài tuần rượu nữa. Tôn Càn đưa mắt cho Huyền Đức. Huyền Đức mới từ tạ rằng. Tôi không uống được nhiều rượu. Xin cáo thoái. Tôn Quyền tiễn ra trước cửa chùa. Hai người đứng ngắm phong cảnh sông núi. Huyền Đức khen rằng. Đây mới thực là Giang Sơn bậc nhất trong thiên hạ. Đến nay trong chùa can lộ có bức hoành để mấy chữ. Thiên hạ đệ nhất Giang Sơn. Người sau có đề một bài thơ rằng. Núi non chen trúc. Ốc xanh trồng. Phong cảnh nhìn xem cũng lạ lùng nào chỗ anh hùng chơi thở trước hẳn nơi sườn núi tựa dòng sông trong khi hai người đang đứng ngắm nghía bỗng nhiên trời nổi gió to dưới sông sóng dâm cuồn cuộn chợt thấy một chiếc thuyền nhỏ đi trên mặt nước vững vàng như đi trên cạn huyền đức than rằng người miền nam không biết cưỡi ngựa sao huyền đức nghe nói làm vậy cũng ven áo nhảy lên ngựa phi xuống núi rồi lại phi lên hai người kìm ngựa đứng trên đỉnh núi dơ roi cười khúc khích với nhau vì thế chỗ ấy gọi là gò trụ mã. Người sau có thơ rằng, dạng đá quanh co ngựa rủi rong, rừng cương đỉnh núi ngắm non sông, đồng ngô, tây thục nên vương bá, trụ mã nghìn thu vững tựa đồng, khi ấy hai người lại sóng đôi ngựa trở về, nhân dân nam từ, ai nấy đều nức nở khen ngợi. Huyền Đức về nhà khách, bàn với tôn càn, càn nói, chúa công nên nói với kiều quốc lão, xin thành hôn cho mau, kẻo lại sinh chuyện gì chăng? Huyền Đức nghe lời hôm sau lại đến nhà kiều quốc lão quốc lão mời vào thi lễ và nước nuôi xong huyền đức bẩm rằng nhiều người bên giang tả đều muốn hại tôi tôi e không ở lại đây lâu được quốc lão nói ông ấy yên tâm để tôi nói với quốc thái chu toàn cho huyền đức lại tạ ra về kiều quốc lão vào gặp quốc thái nói huyền đức sợ người mưu hại cứ nằng nặc đòi về quốc thái nổi giận nói con rể ta đó ai dám giết nó nào lập tức sai người ra mời huyền đức dọn dẹp vào ở tạm phòng sách chọn ngày làm lễ cưới huyền đức vào bẩm với quốc thái rằng còn triệu vân ở ngoài không tiện quân sĩ không có ai đôn đốc quốc thái cho vào ở cả trong phủ kẻo ở ngoài nhà khách lại sinh chuyện huyền đức mừng thầm vài hôm sau quốc thái kén được ngày lành tháng tốt mở tiệc rất to rồi cho tôn phu nhân cùng với huyền đức làm lễ thành hôn đến chiều tối khách khứa tan đâu vào đấy hai hàng đuốc hoa đỏ ối soi dẫn cho huyền đức nhập phòng dưới ánh đèn thấp thoáng huyền đức chỉ thấy gươm giáo tuột tủa hai bên thị nữ kẻ thì cắp gươm người thì vác kích huyền đức sợ mất hồn thế là hoàng trông thị nữ đeo gươm đứng cứ tưởng đông ngô đặt phục binh chưa biết duyên cớ ra sao xem hồi sau sẽ hiểu hồi năm mươi lăm huyền đức khéo léo nói khích tôn phu nhân khổng minh hai phen trêu tức chu công cần lại nói huyền đức trông thấy trong phòng tôn phu nhân hai bên giáo mát tua tủa thị tỳ lại toàn đeo gươm đứng hầu hồn vía rộng rời Mụ quản gia bước ra thưa quý nhân đừng sợ hãi phu nhân tôi từ thuở bé vốn thích nghề võ thường thường vẫn sai thị tỳ đấu gươm giúp vui cho nên có quang cảnh ấy huyền đức nói đó không phải là những đồ của phu nhân chơi ta khiếp sợ lắm hãy bỏ đi thôi mụ liền vào bẩm với tôn phu nhân tần lang trông thấy khí giới có vẻ không an tâm xin hãy cho cất cả đi phu nhân cười tủm tỉm nói rằng trình chiến đã quá nửa đời người cũng sợ gươm giáo à nói đoạn sai bỏ cả đi và bảo thị tỳ cởi gươm ra đứng hầu. đêm hôm ấy huyền đức thành thân với tôn phu nhân tâm đầu ý hợp lắm huyền đức lại phát vàng lụa cho các thị tỳ để gây cảm tình rồi sai tôn càn về kinh châu báo tin mừng từ bữa ấy yến tiệc luôn mấy hôm quốc thái yêu mến vô cùng tôn quyền sai người đến sải tang báo tin cho chu du biết rằng việc đó do mẫu thân ta chủ trương cả mẫu thân ta đã đem em gái ta gả cho lưu bị rồi không ngờ chuyện giả hóa thật bây giờ định liệu làm sao chu du được tin giật mình đứng ngồi không yên liền nghĩ ra một kế vội viết mật thư sai người dâng lên tôn quyền quyền mở thư xem trong thư nói việc mới rồi không ngờ xảy ra điên đảo như vậy. Này đã chuyện giả hóa thật, phải lợi dụng việc này mà dùng kế khác mới xong. Lưu bị đã là bậc kiêu hùng, lại có quan, trương, triệu vân làm tướng. Gia Cát Lượng bày mưu lập mẹo, chắc không phải là người chịu hèn mãi đâu. Theo ý tôi, chi bằng hãy giam lòng hắn ở đông ngô. Ta sửa sang cửa nhà cho lộng lẫy, làm nhụt chi khí của hắn đi, đưa vào nhiều gái đẹp, và những đồ quý báu khiến hắn mê mải cuộc vui nhạt tình cũ với quan trương quên ra cát lượng mỗi người một nơi rồi ta sẽ đem quân sang đánh thế nào việc lớn cũng thành công nếu thả về ngay e rằng giao long gặp được mưa gió không khi nào chịu chết già trong ao tù nữa đâu xin chúa công xét cho kỹ quyền xem thư xong đưa cho trương chiêu chiêu thưa mẹo của công cần cũng hợp với ý tôi lưu bị xuất thân hàn vi lòng đong bốn bể chưa được nếm mùi phú quý bao giờ nay nếu cho hắn ở cửa cao nhà rộng, lắm tiền nhiều bạc, hầu con gái đẹp, ra vào nâng giấc, tất nhiên hắn sẽ không tưởng gì đến khổng minh, quan, trương nữa, khiến bọn đó đâm ra oán tức. Có thế thì ta mới tính được kinh châu, chúa công nên theo mẹo công cần mà làm ngay đi, quyền mừng lắm, lập tức sai sửa sang tòa đông phủ, trồng cây cối hoa cảnh cực đẹp, bày biện đồ đạc tương tất, rồi mời huyền đức và em gái sang ở cả đó lại kén hàng chục con hát cực hay và cả đồ vàng ngọc, gấm vóc đem lại. Quốc Thái tưởng là tôn quyền có lòng tốt, lấy làm hà dạ lắm. Quả nhiên huyền đức mê mải về nhạc hay sắc đẹp, không tưởng trở về Kinh Châu nữa. Triệu Vân và 500 quân sĩ ở riêng một nhà cạnh Đông Phủ, nhàn rỗi cả ngày, chỉ ra ngoài thành phóng ngựa săn bắn chơi bời. Ngày tháng thấm thoát, đã gần hết năm, Vân Sực nhớ khổng minh trao cho ba cái túi gấm có dặn thoạt tiên đến nam từ thì mở túi thứ nhất, cuối năm, mở túi thứ hai, đến khi nào nguy cấp không có đường chạy, thì mở nốt cái thứ ba. Trong túi có mẹo xuất quỷ nhập thần, bảo toàn được chúa công về tới nhà. Này đã sắp hết năm rồi, chúa công thì cứ ham mê nữ sắc, không trông thấy mặt lúc nào, sao không mở túi thứ nhì xem kế mà làm. Vân liền mở túi ra xem, biết được mưu mẹo như vậy. Ngày hôm ấy, Vân đến phủ xin gặp huyền đức thị tỳ vào báo triệu vân có việc khẩn cấp đến bẩm với quý nhân huyền đức gọi vào hỏi vân làm ra vẻ lo sợ nói chúa công cứ ở trong cung thẳm không tưởng gì đến kinh châu nữa à huyền đức nói có việc gì mà ngơ ngác như thế vân đáp sáng nay khổng minh sai người sang tào tháo muốn trả thù hận xích bích đã khởi 50 vạn tinh binh đánh đến kinh châu việc nguy cấp đến nơi chúa công phải về ngay mới được Huyền Đức nói: "Ta cần phải bàn với phu nhân đã." Vân nói: "Nếu chúa công bàn với phu nhân, chắc phu nhân trả để cho đi." Bất nhược đừng nói, chiều nay về luôn, kẻo chậm thì lỡ việc." Huyền Đức nói: "Ngươi hãy ra ngoài, để ta sẽ liều. Vân cố dục dã hai ba lần, rồi lui ra. Huyền Đức trở về gặp Tôn phu nhân liền rơm rớm nước mắt. Phu nhân nói: "Phu quân có điều chi phiền não làm vậy?" Huyền Đức nói: "Tôi nghĩ mình tôi." một thân nương nhờ đất khách, khi cha mẹ về đã không thờ phục được thì chớ, Tết nhất đến nơi, lại không tề tựu được tổ tiên, làm cho tôi ấy náy trong lòng. Phu nhân nói, thôi, phu quân đừng giấu tôi nữa, tôi đã biết rõ cả rồi, lúc nãy, triệu tử Long báo tin kinh châu nguy cấp, phu quân muốn về nên mượn cơ đó thôi. Huyền Đức quỳ xuống nói, phu nhân đã biết, tôi đâu dám giấu giếm, tôi mà không về, nếu mất kinh châu sẽ bị thiên hạ chê cười. Tôi mà về thì lại không dứt được tình nghĩa với phu nhân. Vì thế, tôi phiền não lắm." Phu nhân nói, "Tôi thì phận gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng một lòng xin theo." Huyền Đức nói, "Đành rằng phu nhân có lòng tốt như thế, nhưng quốc thái và ngô hầu sao chịu cho phu nhân đi? Phu nhân có thương tôi, xin hãy yên tâm tạm ở lại đây, để tôi đi một mình cho tiện." Nói đoạn, nước mắt ròng ròng, phu nhân khuyên giải rằng, "Phu quân đừng phiền não nữa." để tôi nói khó với mẫu thân tôi, chắc sẽ cho tôi về với phu quân nhân thể. Huyền Đức nói, mặc dầu quốc thái cho phép, nhưng thế nào ngô hầu cũng ngăn trở. Tôn phu nhân ngồi nghĩ một lúc, rồi nói, để đến giữa hôm mồng một Tết, tôi với phu quân nguyện cớ ra bờ sông Tế Tổ, rồi ta cùng lẻn đi cả, có được không? Huyền Đức nói, nếu được thế, tôi sống chết cũng không quên ơn phu nhân. Nhưng xin chớ để lộ chuyện ra ngoài, hai vợ chồng bàn định đâu đấy Huyền Đức Mật gọi Tử Long vào dặn, ngày mồng một Tết, người dẫn quân ra trước trực sẵn, ở dọc đường. Ta lấy cơ tế tổ sẽ cùng phu nhân đi một thể. Vân vâng lời, ngày nguyên đán, tháng riêng, mùa xuân, năm kiến an thứ 15, ngô hầu hội cả văn võ trong chiều. Huyền Đức và tôn phu nhân vào bái yết bà quốc Thái. Phu nhân thưa, phu quân còn nhớ đến mồ mả tôn tổ, cha mẹ, ở cả trác quận, ngày đêm thương cảm khôn nguôi nay muốn ra bờ sông tế vọng, xin cáo để mẫu thân được biết. Quốc Thái nói, đó cũng là đạo hiếu, lẽ nào mẹ chẳng đồng ý, con không được biết bố mẹ chồng, thì phải cùng với chồng con ra tế bái cho xứng đạo làm dâu con à. Hai vợ chồng lại tả trở ra, muốn giấu, không cho tôn quyền biết, phu quân ngồi xe, chỉ mang một ít đồ dùng lặt vặt, huyền đức lên ngựa, dẫn vài tên quân kỵ mã đi theo gia thành, hội với triệu vân năm trăm quân sĩ tiền hô hậu ủng rời khỏi nam từ cấp tốc đi miết hôm ấy tôn quyền say quá tả hữu vực vào nhà trong văn vũ tan đâu về đấy đến lúc các quan biết tin huyền đức và phu nhân đi thì trời đã tối muốn báo cho tôn quyền biết nhưng quyền lại đang ngủ say khi quyền tỉnh dậy thì trời đã tang tảng sáng hôm sau quyền nghe tin huyền đức trốn mất vội vàng đòi văn võ vào bàn bạc trương chiêu nói nếu để người này chạy thoát được nay mai tất sinh loạn, nên sai người đuổi cho mau. Quyền sai ngay Trần Vũ, Phan Trương lựa 500 tinh binh, không kể ngày đêm phải đuổi kịp bắt Huyền Đức về. Hai tướng được lệnh nhận quân đi, tôn quyền giận Huyền Đức không biết ngần nào, cầm nghiên mực bằng ngọc trên án thư đập tan ra từng mảnh. Trình phổ nói, chúa công dù có nổi trận lôi đình, tôi tin chắc hai tướng cũng không bắt nổi lưu bị. Quyền nói, ai dám trái lệnh ta? Phổ nói, quận chúa từ nhỏ ưa chuộng nghề võ tinh khí nghiêm nghị, các tướng đều sợ cả. Nay đã thuận theo lưu bị, tất nhiên đồng tâm đi với nhau. Các tướng đuổi theo, nếu gặp quận chúa, thì còn ai dám hạ thủ nữa. Quyền giận lắm, rút ngay thanh gươm đang đeo, gọi tưởng khâm, chu thái đến bảo rằng hai tướng đem thanh gươm này đi lấy cả đầu em ta dẫn đầu lưu bị mang về đây. Nếu trái lệnh sẽ bị chém đầu, hai tướng lĩnh mệnh lại dẫn một nghìn quân mã đuổi theo. Nói về huyền đức, gò cương ra roi, đi như rút đường. Đêm hôm ấy, nghỉ tạm ở dọc đường chừng hai trống canh lại vội vàng khởi hành, gần đến đầu địa phận xài Tang, ngoảnh lại, thấy mé sau bụi bay mù mịt, đoán chắc là có quân đuổi theo. Huyền Đức Đâm Hoàng hỏi Vân, quân đuổi đến nơi, làm thế nào bây giờ? Vân nói, chúa công hãy đi trước, để tôi đi chặn hậu. Vừa qua chân núi trước mặt, một toán quân mã xông ra chẹn đường hai tướng đi đầu quát to lên rằng lưu bị xuống ngựa chịu trói cho mong ta phụng lệnh chu đô đốc đợi ở đây đã lâu rồi thì ra chu du vẫn có ý sợ huyền đức chạy trốn nên đã sai từ thịnh đinh phụng dẫn ba nghìn quân mã đóng đồn trực sẵn ở nơi sung yếu hàng ngày cho người lên gò cao trông chừng đoán chắc nếu huyền đức đi theo đường bộ thế nào cũng qua lối này khi ấy hai tướng trông thấy có một toán quân mã của huyền đức đi đến liền cầm võ khí ra chặn đường Huyền Đức Hoàng Sở dừng ngựa lại hỏi Triệu Vân rằng: "Trước mặt có quân chặn đường, sau lưng có quân đuổi theo, hết đường rồi, làm thế nào bây giờ?" Vân thưa: "Chúa công chớ ngại, quân sư có ba điều diệu kế ở trong túi gấm này. Hai lần mở trước đều đã trúng cả, nay còn điều thứ ba, dặn lúc nào nguy cấp lắm mới mở. Chính lúc này nên mở ra xem sao." Nói rồi, Vân mở nốt túi thứ ba dâng lên, Huyền Đức xem xong đến ngay trước xe tôn phu nhân khóc mà nói rằng tôi có mấy lời tâm phúc, đến đây phải thành thật tỏ bày cùng phu nhân. Phu nhân nói, phu quân có điều gì, cứ nói thực cho tôi được biết. Huyền Đức nói, trước kia ngô hầu đồng mưu với chu du gọi gả phu nhân cho tôi, thực ra không phải có ý muốn tác thành cho phu nhân đâu, mà chính là định cấm tù bị này để cướp kinh châu đó thôi. Khi kinh châu về tay rồi, họ sẽ giết tôi đi rõ ràng họ dùng phu nhân làm cái mùi thơm để giữ tôi đó. Sở dĩ tôi không sợ chết, dám cả gan đến đây, vì biết chắc phu nhân có chi khí nam nhi, có lòng yêu thương đến tôi. Vừa rồi, thấy ngô hầu có ý muốn hại, nên tôi nói dối là Kinh Châu có việc, để tính đường trở về. Nay được phu nhân không nỡ bỏ nhau, theo tôi đến đây. Không ngờ ngô hầu sai người đuổi theo sau lưng, chu du lại cho người chặn đường trước mặt ngoài phu nhân ra không ai gỡ được nạn này, nếu phu nhân không rủ lòng cứu cho, thì tôi xin chết ngay ở trước xe để đáp ơn đức của phu nhân. Phu nhân nổi giận nói, anh tôi đã không coi tôi là ruột thịt thân thiết thì còn mặt nào trông thấy nhau nữa. Thôi, việc hôm nay phu quân cứ để mặc tôi, lập tức tôn phu nhân sai đẩy xe lên trước, cuốn rèm lên, rồi mắng từ thịnh, đinh phụng rằng, hai người muốn làm phản hay sao? Hai tướng vội vàng xuống ngựa, bỏ gương giáo xuống bẩm rằng chúng tôi đâu dám làm phản nguyên phụng tướng lệnh của chu đô đốc đóng tại đây đợi chờ lưu bị đó thôi phu nhân giận lắm nói thằng giặc chu du kia đồng ngô ta có phụ gì mày huyền đức là hoàng thúc nhà hán lại là chồng ta ta đã nói với mẹ và anh cho vợ chồng ta về kinh châu rồi nay các người dẫn quân chặn đường định cướp đồ đạc của vợ chồng ta hay sao hai tướng vâng dạ liên hồi thưa rằng chúng tôi đâu dám thế xin phu nhân nguôi giận. Việc này là chúng tôi phụng mệnh của đô đốc chớ có can gì đến chúng tôi đâu. Phu nhân thét các người chỉ biết sợ Chu Du, còn không biết sợ ta à? Chu Du giết nổi các người, ta đây dễ thường không giết nổi Chu Du hẳn. Nói rồi chửi mắng Chu Du thảm hại, rồi đẩy xe tiến lên. Từ, đinh hai tướng nghĩ rằng mình là người bề dưới, đâu dám kháng cự với phu nhân, và lại trông thấy Triệu Vân có vẻ căm tức lắm nên buộc lòng phải thét quân sĩ mở đường cho đi. Xe vừa đi được 5-6 dặm, thì Trần Vũ, Phan Trương đuổi đến nơi. Từ thịnh, Đinh Phụng Thuật lại chuyện trước. Hai tướng kia nói rằng các người tha cho đi là hỏng rồi. Chúng ta phụng mệnh ngô hầu đuổi theo bắt họ về đây. Rồi bốn tướng học binh làm một gia sức đuổi theo. Huyền Đức đang chạy, bỗng nghe mé sau có tiếng reo nổi lên ầm ầm, lại nói với phu nhân rằng quân mé sau lại đuổi đến thì làm thế nào? Phu nhân nói, phu quân cứ đi trước, để tôi với tử long đón đánh mặt sau. Huyền Đức dẫn 300 quân, nhắm bờ sông đi trước. Tử long dùng ngựa đứng bên cạnh xe, dàn quân ra đợi các tướng kia đến. Bốn tướng đến nơi, trông thấy phu nhân vội vàng xuống cả ngựa, chắp tay đứng im. Phu nhân hỏi, Trần Vũ, Phan Trương đến đây có việc gì? Hai tướng bẩm rằng, chúng tôi phụng mệnh chúa công, mời phu nhân và Huyền Đức trở về. Phu nhân nghiêm nét mặt quát, bọn người toàn là đồ thất phu, chia rẽ anh em ta, để chúng ta không hòa thuận với nhau. Ta đã gả bán cho người, hôm nay đi về, không phải là đi theo trai. Ta vâng lệnh mẹ ta để cho vợ chồng ta trở lại Kinh Châu, dù anh ta có đến đây nữa, cũng phải theo lễ phép. Các người cậy có quân, muốn giết ta hay sao? Tôn phu nhân mắng mỏ một chập, khiến bốn tướng chỉ đứng nhìn nhau. Ai nợ tự nghĩ rằng, người ta với chủ mình vạn năm vẫn là anh em với nhau, mà việc này còn có quốc thái làm chủ. Ngô Hầu lại là người chi hiếu, sao dám trái lời mẹ, mai này nghĩ lại, thì muôn sự té ra chúng mình không phải cả. Chỉ bằng ta hãy làm một việc có chút tình tử tế là hơn, và lại trong đám ấy không thấy huyền đức, chỉ thấy có triệu vân mắm môi trợn mắt, lăm le muốn đánh. Bởi thế, các tướng dạ ran mấy tiếng, rồi rút quân về. Tôn phu nhân sai đẩy xe đi thẳng. Từ thịnh nói với các tướng rằng, chúng ta hãy cùng đến trình việc đó với Chu Đô Đốc. Bốn tướng còn đương do dự, bỗng thấy, một toán quân sồng sộc chạy đến, trông ra thì là tưởng khâm và Chu Thái. Hai tướng hỏi ngay, các ông có thấy lưu bị không? Bốn người đều nói, buổi sáng có qua đây, đến bây giờ đã đi xa rồi. Tưởng khâm nói, sao không bắt trói lại? Bốn tướng thuật lại chuyện phu nhân mắng mỏ vừa rồi. Tưởng khâm nói, chính vì thế ngô hầu ban cho một thanh kiếm mang theo đây truyền cho giết cô em trước lưu bị sau hễ sai lệnh sẽ bị chém đầu bốn tướng nói họ đi xa rồi làm thế nào tưởng khâm nói hắn chỉ có một ít quân bộ mình đi gấp cũng không được từ đinh hai tướng nên phi báo với đô đốc sai đường thủy bơi thuyền tốc hành đuổi mong. bốn chúng ta thì đuổi trên bộ bất kỳ đường nào hễ đuổi kịp thì cứ việc chém phăng đi không cho nói lôi thôi gì hết đinh từ liền phi báo với chu du còn bốn tướng dẫn quân men bờ sông đuổi giết, lại nói Huyền Đức và quân sĩ rời xài tang đã xa đến bến lưu lang mới hơi vững dạ đi dọc bờ sông tìm thuyền chỉ thấy dòng sông mênh mông không một bóng thuyền nào Huyền Đức cúi đầu nghĩ ngợi Triệu Vân nói chúa công ở trong hang hồ trốn nạn ra đây nay đã gần đến địa giới nhà rồi tôi chắc thế nào quân sư cũng liệu trước không phải lo ngại đâu Huyền Đức nghe xong sực nhớ đến chuyện phồn hoa sung sướng ở đông ngô vừa rồi bỗng dưng ứ hàng nước mắt người sau có thơ than rằng sóng này ngô thục kết nhân duyên cửa ngọc nhà vàng bóng dáng tiên thiên hạ chịu nhường cô gái đẹp đổi làm sao nổi trí lưu lang huyền đức sai tử long ra mé trước tìm thuyền chợt tin báo phía sau cát bụi bay mù trời huyền đức lên cao trông xem thấy người ngựa kéo đến đông như kiến cỏ liền than rằng chạy tất tươi cả ngày người ngựa mỏi mệt chưa thở được lại có quân đuổi theo, thiệt là chết, không còn chỗ chôn đây. Tiếng reo mỗi lúc một gần, Huyền Đức đang luống cuống không biết tính thế nào, chợt thấy một dãy hơn vài chục chiếc thuyền mui bồng đậu ở bờ sông. Tử Long nói, trời ơi, may quá, có thuyền đây rồi, xin Chúa Công xuống thuyền ngay để sang sông, rồi ta sẽ lại liệu. Huyền Đức cùng Tôn Phu Nhân, Tử Long và 500 quân sĩ xuống cả thuyền chỉ thấy một người khăn lượt áo the ở trong khoang vừa cười vừa bước ra nói xin chúc mừng chúa công gia cát lượng chờ ở đây đã lâu rồi những người giả làm lái buôn ở trong thuyền đều là thủy quân ở kinh châu cả huyền đức mừng lắm một lát bốn tướng đã đổi kịp đến nơi khổng minh cười trỏ đám người trên bờ nói ta biết trước đã lâu rồi các ngươi về nói với chu lang từ giày đừng dùng cái kế, kế mỹ nhân ấy nữa nhé trên bờ công tên bắn xuống tới tấp nhưng thuyền ra xa rồi bốn tướng cứ đứng ngây mặt nhìn theo, thuyền huyền đức và khổng minh đang đi, bỗng thấy nước sông réo lên ầm ầm. Ngoảnh đầu lại xem, thấy chiến thuyền đông ngô kéo đến như lá tre. Chu du ngồi dưới lá cờ tướng, bên tả có hàn đương, bên hữu có hoàng cái, thế như ngựa bay, sao chạy, ảo ảo lướt tới. Khổng minh sai lái giạt vào bờ phía bắc, rồi bỏ thuyền lên cả bộ, xe ngựa kéo đi. Chu Du đuổi đến nơi cũng ùa lên bộ đuổi theo toàn bộ thủy quân để đi trước, Hoàng Cái, Hàn Đương, Từ Thịnh, Đinh Phụng kèm sau. Du hỏi, đây là xứ nào, quân sĩ bẩm trước mặt là địa đầu Hoàng Châu, Chu Du trông theo, thấy quân mã huyền Đức chưa đi xa mấy, liền sai quân sĩ giáng sức đuổi đánh. Đang đuổi miết, bỗng thấy hồi trống nổi lên, một toán quân ở trong sườn núi kéo ra, đại tướng đi đầu là quan Vân Trường. Du luống cuống, vội quay ngựa chạy, Vân Trường xốc tới, du tế ngựa chạy chí chết đang chạy hoàng trung ngụy diên hai bên đổ ra đánh giết quân ngô thua to dù lật đật xuống được đến thuyền thì quân sĩ ở trên bờ đồng thanh hô lớn chu du mẹo giỏi yên thiên hạ đã mất phu nhân lại thiệt quân dù nổi giận nói lại phải lên bờ quyết một trận sống mái xem sao hàn đương hoàng cái cố sức can ngăn dù tự nghĩ rằng kế của ta không thành công còn mặt mũi nào trông thấy ngô hầu nữa Nghĩ đoạn gầm lên một tiếng, vết đau vỡ tung ra, ngã quay xuống thuyền. Các tướng súng lại cấp cứu, thì Du đã mê man bất tỉnh nhân sự rồi. Đó là, hai phen khôn quá thành ra vụng, này lại hờn căm, lại thẹn thùng, chưa biết Chu Du rồi ra thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 56, Tào Tháo mở tiệc mừng đài đồng tước khổng minh ba lần chiêu tức Chu Du, nói về Chu Du bị khổng minh phục ba cánh quân của quan công. Hoàng Trung và Ngụy Diên đánh cho đại bại. Hoàng Cái và Hàn Đương vội cứu xuống thuyền, thủy quân bị chết rất nhiều. Chu Du ngừng trông lên thấy Huyền Đức, Khổng Minh, Tôn Phu Nhân và quân sĩ đóng cả trên đỉnh núi, làm gì chẳng tức điên ruột. Vết thương chưa lành, lại vỡ tung ra, ngất nhào xuống thuyền. Các tướng cứu tỉnh, quay thuyền chạy trốn. Khổng Minh không cho quân đuổi, cùng với Huyền Đức về Kinh Châu ăn mừng, khao thưởng tướng sĩ. Chu Du về Sài Tang, còn bọn tường khâm về Nam từ báo với tôn quyền. Quyền tức lắm muốn cử trình phủ làm đại đô đốc, đem quân sang lấy Kinh Châu. Chu Du cũng dâng thư xin điều binh sang đánh báo thù. Trương Chiêu can rằng việc này không nên vội, Tào Tháo vẫn lăm le muốn báo thù trận xích bích, vì sợ tôn, lưu hai nhà đồng tâm hiệp lực với nhau, cho nên chưa dám làm. Này Chúa Công vì tức giận chốc lát vội vàng gây sự đánh nhau, Tháo tất nhiên thừa cơ đến đánh, nước ngô ta sẽ nguy khốn ngay. Cố ôm cũng nói, ở đây thế nào chẳng có quân do thám của hứa đô. Nếu biết tôn, Lưu Bất Hòa Tháo tất nhiên sai người đến câu kết với Lưu Bị. Bị e sợ Giang Đông, sẽ phải đi theo Tào Tháo. Như thế Giang Nam bao giờ mới được yên ổn, không gì bằng sai người đến hứa đô, tâu xin cho Lưu Bị làm chức châu mục ở Kinh Châu. Tào Tháo thấy vậy, tất nhiên lo sợ không dám nhòm đến mặt Đông Nam, và Lưu Bị cũng không oán gì chúa công nữa rồi ta sẽ sai người tâm phúc, dùng kế phản gián, làm cho Tào Tháo với Lưu Bị đánh lẫn nhau, Bây giờ ta sẽ thừa cơ tính lấy, chắc chắn thắng lợi. Quyền khen rằng Nguyên Thán nói chí phải, nhưng ai đi xứ được đây? Cố ôm nói, ở đây có một người Tào Tháo rất kính mến, có thể đảm nhận vị ếch ấy, ấy được. Quyền hỏi người nào, ông đã, hoa hâm hiện có mặt ở đây, sao không sai hắn? Quyền mừng lắm, sai ngay hoa hâm mang biểu đến hứa đô hầm lĩnh mệnh lên đường thẳng đến hứa đô xin ra mắt Tào Tháo. Được tin Tháo đang hội cả quần thần ở nghiệp quận ăn mừng đài đồng tước, hầm liền đến ngay nghiệp quận. Tào Tháo từ khi thua ở Xích Bích, vẫn có ý muốn đánh báo thù, nhưng còn ngại tôn, lưu đồng tâm hiệp lực, nên chưa dám kinh động. Năm kiến an thứ 15, 210, đài đồng tước hoàn thành, Tháo hội cả các quan văn võ ở nghiệp quận, mở tiệc ăn mừng. Đài này xây trên bờ Trương Hà, tòa chính giữa gọi là Đồng Tước, tòa bên phải là Ngọc Long, tòa bên hữu là Kim Phượng, đều cao 10 trượng. hai bên xây hai cái cầu thông với nhau, trăm ngàn cửa ngõ, trong đền ngoài cửa, vàng son choáng lộn. Hôm ấy, tháo đầu đội mũ vàng khảm ngọc, mình mặc áo bảo gấm xanh, giày kết hạt châu, ngồi chễm trệ ở tầng trên, các văn võ đứng hầu bên dưới. Tháo muốn xem các tướng thi công tên, bèn sai người hầu cận mang một chiếc chiến bào bằng gấm Tây Xuyên, treo trên cành liễu dưới gốc cây dựng một cái bia, chỗ đứng bắn cách xa một trăm bước, các tướng chia làm hai đội, người tôn tộc họ tào mặc áo bảo đỏ, còn các tướng khác mặc áo bảo xanh. Ai nấy đều đeo cung cứng tên dài, cưỡi ngựa đứng sẵn chờ lệnh, tháo truyền lệnh rằng ai bắn trúng hồng tâm, thì được thường cầm bào, nếu bắn không tin sẽ bị phạt uống một chén nước lã. Lệnh vừa truyền xuống, trong đội áo đỏ có một tướng trẻ tuổi, tế ngựa nhảy ra. Mọi người trông xem ai, thì là tào hưu hưu phi ngựa dạo đi dạo lại hai ba vòng rồi rút một mũi tên giường đẩy sức cung bắn ra một phát trúng giữa hồng tâm chiêng trống nổi lên tiếng reo mừng ầm ĩ tào tháo ngồi trên cũng mừng nói rằng đó là ngựa thiên lý của nhà ta đó vừa toàn sai ngươi ra lấy áo bào thưởng cho tào hưu thì trong đội áo xanh có một tướng tế ngựa ra kêu lên rằng áo bào của thừa tướng nên nhường cho chúng tôi là người ngoài lấy trước trong tôn tộc không nên tranh lấy phần hơn tháo nhìn xem ai thì là văn xính các quan nói hãy để xem văn trọng bắn thế nào đã văn xính dương cung tế ngựa bắn một phát cũng trúng hồng tâm mọi người gieo mừng ầm ĩ chiêng trống khua vang xính hô lớn lên rằng đem áo bào lại đây mong đội áo đỏ lại có một tướng tế ngựa ra thét lên rằng văn liệt bắn trước sao ngươi dám nẫng tay trên hãy xem ta bắn để giải hòa cho cả người đây này nói đoạn Dương cung bắn một phát, cũng trúng hồng tâm. Chúng vỗ tay reo ầm cả lên, trông ra thì tào hồng. Hồng sắp đến lĩnh áo, lại có một tướng trong đội áo xanh chạy ra Dương cung nói lớn, bà anh bắn thế chưa tài, xem ta bắn đây nhé. Chúng nhìn xem ai, thì là trương cáp, cáp phi ngựa, quay lưng lại, bắn một phát, cũng trúng hồng tâm nốt. Bốn mũi tên cắm thành vòng trong hồng tâm, ai cũng khen là tài bắn cả. Cáp nói, cầm bào phải về tay ta chớ. Cáp nói chưa dứt lời, bỗng lại có một tướng áo đỏ tế ngựa ra nói rằng, người quay lưng lại bắn cũng chưa giỏi. Hãy xem ta bắn trúng hồng tâm giữa bốn mũi tên cho mà xem. Tương ấy là hạ hầu uyên, uyên tế ngựa ra đứng chỗ cũ bắn, cũng quay mình lại ra bắn một phát, trúng ngay vào khoảng giữa bốn mũi tên. Chiêng trống lại khua ẩm ĩ, uyên kìm ngựa, thu cung lại reo lên rằng, mũi tên này đã đáng lấy áo bào chưa? lại có một tướng áo xanh nhảy ra gọi rằng, hãy để áo gấm ấy cho tư hoàng. Huyên hỏi, anh còn bắn thế nào tài hơn được ta nữa, mà đòi lấy áo gấm? Anh bắn tin hồng tâm cũng chưa giỏi. Hãy xem ta bắn lấy cái áo gấm đây này. Nói đoạn, hoàng bèn dương cung đặt tên, ngắm cảnh liễu bắn một phát, cảnh liễu gãy đôi, áo bảo rơi xuống đất. Từ hoành tế ngựa lại lấy áo khoác lên vai, lên trước đài bầm to rằng, tạ ơn thừa tướng bàn áo gấm, tào tháo và các quan ai cũng khen tài hoảng quay ngựa toan trở về, bỗng có một tướng áo xanh nhảy sổ ra gọi rằng, anh mang áo đi đâu, hãy mau mau để đó cho ta, chúng trông ra thì là hứa chữ. Từ hoảng nói, áo đã ở trong tay ta rồi, anh cướp lại sao nổi. Chữ chẳng nói chẳng rằng, sóc ngựa tới giật áo bào. Hai ngựa giáp nhau, hoàng cầm cung giọt hứa chữ. Chữ một tay nắm lấy cung, một tay lôi hoàng khỏi bàn đạp, hoảng bỏ cung nhảy xuống ngựa. Chữ cũng nhảy xuống theo, hai người rằng co vật lộn, tháo gọi hai người lên cả trên đài, từ hoàng trợn mày trừng mắt, hứa chử mím miệng nghiến răng, hai người chỉ lăm le trực đánh nhau. Tháo cười, bảo rằng ta chỉ nhờ sức mạnh của các ông, có tiếc gì một cái áo gấm, liền gọi các tướng lên hết cả trên đài, ban cho mỗi người một tấm gấm Tây Xuyên. Các tướng cùng lại tạ, Tháo mời các tướng ngồi theo thứ tự ăn yến, tiếng nhạc vang lừng, trên cạn dưới nước trăm thứ trò vui quan văn tướng võ, chén thủ chén tạc, vui vẻ vô cùng. Tháo bảo các quan văn rằng, tướng võ thì lấy ngựa bắn cung làm vui, uy dũng như thế đủ rồi. Còn các ông đều là những người hay chữ, đã lên đến chỗ đài cao, sao không vịnh một bài thơ hay để ghi lấy thắng cảnh này? Các quan đều khom lưng, thưa, xin tuân lệnh, bấy giờ, bọn quan văn có Vương Lãng, Trung Do, Vương Sán, Trần Lâm mỗi người hiến một bài thơ bài nào cũng ca ngợi công đức tào tháo như trời biển xứng đáng lên ngôi thiên tử tháo xem từng bài rồi cười mà nói rằng các ông văn hay khen ta khi quá lời ta vốn là người ngu lậu khi trước cũng may mà được phong chức hiếu liêm sau gặp buổi thiên hạ loạn lạc ta có làm một cái nhà mát cách thành tiêu năm mươi dặm về phía đông ta cũng muốn mùa xuân mùa hạ thì đọc sách mùa thu mùa đông thì săn bắn đợi khi nào thì thiên hạ thái bình mới ra làm quan không ngờ triều đình triệu gia cho làm điển quân hiệu úy. Ta mới đổi nguyện vọng xưa, muốn ra dẹp giặc, lập công với nước, chỉ mong sau khi ta mất đi, được để ở trên mộ trí rằng, mộ của quan cố trinh Tây tướng quan Tào Hồng. Ấy nghĩa là ta mãn nguyện, nhớ lại, từ khi ta giết đồng trác, quét sạch khăn vàng, trừ được viên thuật, phá được lão bố, dẹp tan đám viên thiệu, lưu biểu, dần dần bình định được cả thiên hạ, mình làm đến chức tể tướng ngôi phu quý tưởng tột bậc rồi còn mong gì hơn nữa nếu triều đình không có ta chưa biết bao giờ người xưng đế bao kẻ xưng vương rồi đó lắm người thấy ta quyền cao chức trọng ngờ cho ta có bụng này khác thật là lầm lớn ta thường nhớ khổng tử khen đức tốt của vua văn vương nhà chu lời xưa ta vẫn canh cánh bên lòng như muốn cho ta bỏ binh quyền đi ra ở chỗ đất được phong là võ bình hầu thì cũng không xong vì ta không còn binh quyền trong tay tất sẽ bị kẻ khác hãm hại. Ta mà bị hại, thì nhà nước cũng sụp đổ, bởi thế ta không thể mến cái tiếng hão mà mang cái vạ thật, chắc các ông không ai biết nỗi lòng cho ta. Các quan cùng đứng dậy, lại mà nói rằng dẫu y doãn, chu công ngày xưa cũng không bằng được thừa tướng. Người sau có thơ rằng vương mãng trong khi tôn kẻ sĩ chu công giữa lúc bị dèm pha giá phòng bấy giờ đều chết cả, còn ai biết được chính hay ta, tào tháo uống luôn vài cốc rượu, không ngờ say quá, gọi tả hữu mang nghiên bút đến, cũng toàn để chơi một bài thơ đồng tước. Tháo sắp hạ bút xuống viết, chợt có tin báo rằng đồng ngô sai hoa hâm đến dâng biểu, tàu xin cho lưu bị làm kinh châu mục. Tôn quyền gả em gái cho lưu bị, chín quận trên sông Hán đã về tay lưu bị quá nửa rồi. Tháo nghe nói hoảng sợ, chân tay lúng cuống, quẳng ngay bút xuống đất. Trình dục hỏi, thừa tướng đang lúc ở giữa đám quân trăm vạn, tên đạn bời bời, chưa khi nào phải sợ hãi đến thế. Nay nghe thấy Lưu bị được kinh châu, mà sao thất kinh vậy? Tháo nói, Lưu bị như con rồng trong đám người, xưa nay chưa được xuống nước bao giờ. Nay được kinh châu khác nào rồng khô mà vào bể lớn, trách nào ta chẳng giật mình. Trình Dục nói, thừa tướng có biết hoa hâm đến đây là có ý làm sao chưa? Tháo nói, chưa biết, Dục nói, tôn quyền vốn ghét Lưu bị, muốn cất quân đến đánh, lại sợ thừa tướng thừa cơ đến báo thù cho nên dâng biểu tiến cử lưu bị để bị yên lòng và để thừa tướng đừng mong mỏi gì nữa. Tháo gật đầu nói rằng, người nói phải lắm, dục lại nói, tôi có một mẹo này, khiến cho tôn, lưu sâu xé lẫn nhau, rồi thừa tướng sẽ thừa cơ đánh phá, chỉ một trận là diệt được cả hai tên. Tháo mừng lắm, hỏi mẹo làm sao, trình dục thưa, đồng ngô chỉ trông cậy vào chu du, thừa tướng nên tâu phong cho chu du làm thái thú ở Nam Quận, trình phủ làm thái thú ở Giang Hạ còn hoa hâm thì cho làm quan ở đây. Như thế Chu Du tất sinh thù địch với Lưu Bỉ ta sẽ thừa cơ ở hai bên sâu xé nhau, mà đánh thì có hay hơn không? Tháo nói lời trọng đức hợp ý ta lắm, liền gọi hoa hâm đến đài, thưởng cho rất hậu, hôm ấy tan tiệc, Tháo dẫn văn võ đến hứa xương, tâu phong cho Chu Du làm thái thú Nam Quận, trình phủ làm thái thú Giang Hạ, hoa hâm làm đại lý thiếu khanh ở lại Kinh Đô. Sứ giả đưa tới Đông Ngô, Chu Du chính phủ đều nhận tước phong cả dù lĩnh chức rồi lại càng nghĩ cách báo thù mới dâng thư lên ngô hầu xin sai lỗ túc sang đòi kinh châu quyền gọi lỗ túc vào bảo rằng người bầu chủ cho lưu bị mượn kinh châu nay hắn dây dưa mãi không trả còn đợi đến bao giờ túc thưa trong văn khế hẹn rằng khi nào lấy được tây xuyên mới trả kia mà quyền gắt mắng cứ nói lấy được tây xuyên nay vẫn chưa thấy cất quân còn đợi đến xạ à túc thưa vậy tôi xin sang đòi Nói rồi, liền đi thuyền sang Kinh Châu, Huyền Đức, Khổng Minh lâu nay ở Kinh Châu, tích chứa lương thảo, luyện tập quân mã, hiền sĩ gần xa quy phục rất nhiều. Sực có tin báo lộ túc đến, Huyền Đức hỏi Khổng Minh, từ kính đến chuyến này có mục đích gì? Khổng Minh nói, mới rồi, Tôn Quyền tâu cho chúa công làm Kinh Châu mục, là vì sợ Tào Tháo. Tháo Phong Chu Du làm thái thú Nam quận là muốn cho Tôn Lưu đánh lẫn nhau, hắn ở giữa kiếm lợi này lộ túc đến đây, tất là chu du tụ chức rồi, sai túc sang đòi kinh châu đó thôi. Huyền Đức hỏi, thế thì trả lời làm sao? Khổng Minh đáp, nếu lộ túc nhắc đến việc kinh châu, thì chúa công cứ hòa lên khóc, khóc đến chỗ thảm thiết, tôi sẽ xin ra khuyên giải. Bản định đâu đấy? Huyền Đức ra tiếp lỗ túc vào phủ ngồi chơi. Túc nói, hoàng túc này đã là rể đông mô, tức như chúa công tôi, tôi đâu dám ngồi. Huyền Đức nói, tử kính là bạn cũ của ta, sao quá khiêm tốn vậy? Túc mới ngồi, uống trà xong, Túc nói, tôi phụng mệnh ngô hầu, chỉ vì việc Kinh Châu mà đến đây. Hoàng Thúc mượn Kinh Châu cũng đã lâu rồi, nay hai nhà lại kết thân với nhau, nên nể mặt nhau một chút, mau trao trả cho xong. Huyền Đức nghe nói, ôm mặt khóc hu hu lên, Túc sợ hỏi, sao Hoàng Thúc lại thế? Huyền Đức cứ khóc, khổng minh ở sau bình phong bước ra nói, tử kính có hiểu cớ làm sao mà chúa công tôi khóc thế không? Túc nói, tôi thật không biết, khổng minh nói, có khó gì mà không biết. Trước kia chúa công tôi mượn Kinh Châu có hẹn rằng bao giờ lấy được Tây Xuyên thì trả. Nhưng suy đi nghĩ lại, Lưu Trương ở Ích Châu là em chúa công tôi, đôi bên cùng là máu ngủ nhà Hán cả. Nếu cất quân sang cướp lấy thành trì, e thiên hạ chê cười. Ích Châu đã không lấy được mà lại phải trả Kinh Châu thì còn chỗ nào mà ở mà không trả thì e mất thân tình, việc thực khó nghĩ, bởi thế mới đau lòng mà khóc. Khổng Minh nói động đến niềm tâm sự của Huyền Đức, Huyền Đức càng đấm ngực dẫm chân, khóc ầm lên. Lỗ Túc khuyên rằng, Hoàng Thúc chớ nên phiền não, hãy bàn với Khổng Minh thế nào cho phải thì thôi. Khổng Minh nói, nhờ từ kính về ra mắt ngô hầu, xin chớ tiếc lời, hãy tha thiết bày tỏ cái tình cảnh đó mà cho khoan hạn ít lâu nữa. Túc nói, lỡ ngô hầu không nghe thì làm thế nào? Khổng Minh nói, ngô hầu đã gả em gái cho hoàng thúc tôi, có lẽ nào chẳng nghe. Nhờ tử kính về nói đỡ cho khéo, lỗ Túc vốn là người nhân từ độ lượng, thấy huyền đức sầu não làm vậy, đành phải vâng lời. Huyền đức và khổng Minh bái tạ, tiệc xong, lỗ Túc từ biệt xuống thiền, đi thẳng đến sải tang, thuật chuyện lại với Chu Du. Du dẫm chân xuống đất nói rằng, tử kính lại mắc lửa ra cát lượng rồi khi xưa Lưu bị ở nhờ Lưu Biểu còn có bụng muốn cướp lấy Kinh Châu, huống chi là đối với Lưu Trương ở Tây Xuyên, y cứ nói quanh mãi thế này, e lại lụy đến ông mất. Này ta có một mẹo này, chắc ra cát lượng không sao thoát được, Tử Kính phải đi cho một chuyến nữa mới xong. Tức hỏi, xin cho tôi được biết mưu hay ra sao? Dù đã hấp Tử Kính không phải đến Ngô Hầu làm chi, cứ lại sang Kinh Châu, bảo với Lưu bị rằng, tôn, Lưu hai nhà đã kết thân với nhau thì cũng như một nhà. Nếu Hoàng Thúc không nỡ lấy Tây Xuyên, hãy để Đông Ngô khởi quân đi đánh lấy hộ. Lấy được Tây Xuyên rồi, thì Đông Ngô đem châu ấy làm của hồi môn, mà Hoàng Thúc phải trả kinh châu cho Đông Ngô. Túc nói Tây Xuyên xa xôi lắm, chưa dễ đã lấy được, cây ấy của Đô Đốc, có lẽ không xong chăng. Dù cười nói rằng tử kính thật thà quá, ông tưởng tôi lấy Tây Xuyên thật cho hắn ư, ta mượn tiếng lấy Tây Xuyên, kỳ thực là sang lấy Kinh Châu để hắn không đề phòng trước. Quân mã ta kéo sang Tây Xuyên phải đi qua Kinh Châu, ta bắt y phải cung cấp tiền lương, lưu bị thế nào cũng ra khao quân ta sẽ thừa cơ giết phăng đi, rồi cướp lấy Kinh Châu. Có thế, mới sửa được hận của ta, mà gỡ luôn cả vả cho ông nữa. Lỗ Túc mừng lắm, lại sang ngay Kinh Châu. Khổng Minh bàn với huyền Đức rằng Lỗ Túc chắc chưa về nói với Ngô Hầu, mà chỉ đến sải tang cùng Chu Du bày mưu lập kế gì đó để nhử ta đó thôi nhung hắn nói câu gì hễ chúa công thấy tôi gật đầu thì cứ việc nhận lời bản định xong xuôi lỗ túc vào chào hỏi rồi nói ngô hầu ca tụng nhân đức của hoàng thúc lắm nên bàn với các tướng muốn cất quân sang lấy đỡ tây xuyên cho hoàng thúc để đổi lấy kinh châu và để làm của hồi môn khi quân mã đi qua phiền hoàng thúc cung ứng đỡ cho ít nhiều tiền lương khổng minh nghe xong gật lấy gật để, nói rằng quý báu quá không mấy người được tốt bụng như ngô hầu huyền đức chắp tay cảm tạ rằng đó là nhờ tử kính khéo nói giúp cho đấy khổng minh nói khi nào quân mã quý quốc đi qua đây sẽ xin ra tận ngoài xa nghênh tiếp khao quân tử tế lỗ túc mừng lắm ăn yến xong từ biệt ra về huyền đức hỏi khổng minh thế là ý làm sao khổng minh cười ầm lên nói rằng chu du đến ngày sắp chết đây mưu kế ấy đến trẻ con nó cũng biết nữa là huyền đức vẫn chưa nghe ra lại hỏi Khổng Minh nói, đó là mẹo, mượn đường diệt quắc, khi xưa, tiếng là lấy xuyên, kỳ thực là lấy kinh châu, đợi khi nào chúa công ra thành khao quân, thì thừa cơ bắt lấy, rồi đánh ùa vào thành, đó gọi là đánh vào chỗ sơ hở, lừa lúc ta không để ý đấy thôi. Huyền Đức hỏi, ta nên làm thế nào, chúa công hãy yên tâm, ta cần phải dự sẵn công tốt để bắn hổ mạnh, móc sẵn mồi thơm để giật cá ngao. Chu du mà đến đây, chẳng chết thì cũng ngắt ngoài liền gọi Triệu Vân lại dặn kế, như thế, như thế. Ngoài ra mặc ta bố trí, huyền đức mừng lắm, người sau có thơ than rằng, chu du lập mẹo lấy kinh châu, Gia cát tài tình biết đã lâu, vẫn tưởng trường giang mồi đớp gọn, nào ngờ cá lại mắc vào công, lỗ túc trở về thuật lại với chu du, nói huyền đức, khổng minh mừng lắm, đã sắp sẵn để ra thành khao quân. Du cười ha hà nói, ra cát giỏi mấy thì phen này cũng mắc mưu của ta. Liền sai lộ túc về báo với Ngô Hầu Và cho trình phủ dẫn quân tiếp ứng Bấy giờ bệnh tình của Chu Du tạm bình phục Thân thể đã khỏe mạnh Du sai Cam Ninh làm tiên phong Cùng với Từ Thịnh Đinh Phục làm đội thứ hai Lăng Thống Lã Mông làm hậu đội Quân thủy bộ cả thầy năm vạn Kéo sang Kinh Châu Chu Du ngồi trong thuyền Cười cười nói nói Đinh Ninh là ra cát lượng mắc mẹo. Tiền quân kéo đến hạ khẩu Chu Du hỏi, Kinh Châu có ai đến nghênh tiếp đó không? Quân sĩ bẩm, Lưu Huyền Đức sai mi chúc đến hầu đô đốc, dù cho gọi vào hỏi lễ khao quân ra làm sao. Chúc bẩm, chúa công tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Du hỏi, Hoàng Túc ở đâu? Chúc thưa, ở ngoài thành Kinh Châu, chỉ đợi đô đốc đến để chúc rượu mừng. Du nói, này đồng ngô ta vì việc của nhà ngươi, phải mang quân đi đánh tận nơi xa. Lễ lập khao quân, phải cho tử tế. Mi Trúc xin vâng rồi từ biệt trở ra. Du Sai dâng thuyền kín cả mặt sông, lần lượt kéo đi. Gần đến công an, cũng không thấy một chiếc thuyền, một bóng người nào ra nghênh tiếp. Chu Du dục thuyền đi cho mau, chỉ còn cách kinh châu độ mươi dặm, trên mặt sông vẫn lạnh ngắt như tờ. Quân do thám báo rằng trên thành kinh châu, chỉ thấy phất phơ hai lá cờ trắng, ngoài ra chẳng có một ai. Dù trong bụng nghi hoặc, sai áp thuyền vào bờ, lên bộ, dẫn cam ninh, Tư Thịnh, Đinh Phụng và ba nghìn quân sĩ, nhằm Kinh Châu đi tới. Đến tận dưới thành, vẫn không thấy gì, Du Hìm Ngựa lại sai quân sĩ gọi cửa. Quân trên thành hỏi ai, quân ngô đã có chu đô đốc ở Đông Ngô đến đây, nói chưa dứt lời, bỗng một hồi mõ nổi lên, quân sĩ trên mặt thành nhất tề gươm giáo dựng lên tua tù Rồi thấy Triệu Vân đứng trên tròi cao, gọi hỏi rằng, đồ đốc đến đây có việc gì? Du nói, ta thay chủ ngươi đi lấy Tây Xuyên, ngươi chưa biết à? Vân nói, quân sư tôi đã biết đô đốc dùng mẹo, mượn đường diệt quắc, nên sai tôi giữ ở đây. Chúa công tôi nói, ta với Lưu Trương đều là tôn thần nhà Hán cả, sao nỡ bội nghĩa mà cướp lấy Tây Xuyên? Nếu Đông Ngô thật sự đánh Tây Xuyên, ta sẽ xóa tóc vào ẩn trong núi chớ không chịu mất tín nghĩa với thiên hạ. Chu Du nghe vậy, quay ngựa trở về, bỗng thấy một người cầm cờ lệnh đến báo rằng, chúng tôi dò biết có quân mã bốn mặt kéo đến, Quan Vân Trường từ Giang Lăng, Trương Phi từ Tỷ Quy, Hoàng Trung ở Công An, Ngụy Diên thì từ con đường nhỏ sán lăng, bốn mặt không biết có bao nhiêu quân mã kéo đến, tiếng reo vang trời dậy đất, chúng hò hét, chuyến này nhất bắt sống Chu Du, dù gầm lên một tiếng, ngã nhào xuống ngựa, đó là một nước cờ cao, khôn gỡ được mấy phen tính toán mất công không, chưa biết tính mệnh Chu Du phen này ra sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 57, cửa xài tang Ngọa long đến viếng tang huyện lỗi dương phượng sồ quản công việc nói về chu du khí tức đầy ruột ngã quay xuống ngựa tả hiệu cấp cứu xuống thuyền lại có quân sĩ bẩm rằng huyền đức khổng minh đang ngồi trên đỉnh núi trước mặt uống rượu vui cười dù càng tức lắm nghiến răng lại nói rằng người bảo ta không lấy được tây xuyên hay sao ta thề sang lấy cho mà xem đang cơn tức giận thì có tin báo em tôn quyền là tôn du đến chu du mời vào thuật rõ đầu đuôi chuyện trước. Tôn Du nói, tôi phụ mệnh anh tôi đến đây để giúp đô đốc, dù thúc quân kéo đi đến ba khâu, bỗng lại có người báo mé thượng lưu có lưu phong, quan bình chặn ngang sông. Chu Du càng tức nữa, một lát thấy khổng minh sai người đưa thư đến, Du mở xem, trong thư nói rằng quân sư Trung lang tướng nhà Hán là gia cát lượng đưa thư này cho đô đốc nước ngô là công cần được biết. Tôi từ ngày chia tay với ngài ở Sài tang đến giờ, vẫn còn lưu luyến chưa quên nay nghe thấy ngài muốn cất quân sang lấy Tây Xuyên, tôi thiết nghĩ không nên. Ít Châu dân thì mạnh, đất thì hiểm, Lưu Trương tuy rằng hèn đớn, nhưng giữ cũng nổi. nay muốn thành công mà bắt quân đi khó nhọc đi đánh xa, vận tải hàng muôn dặm, tôi chắc dẫu đến ngô khởi, tôn vũ ngày xưa cũng không sao làm nổi được. Tào Tháo mới thua ở Xích Bích đâu đã phút chốc quên bẵng việc báo thù. nay ngài cất quân đi đánh phương xa, Tào Tháo thừa cơ đến đánh thì giang nam ra cám mất tôi không nỡ ngồi nhìn mà không báo trước xin ngài soi xét chu du xem xong thở dài một tiếng gọi tả hữu đem bút mực đến viết một phong thư sai người dâng lên ngô hầu rồi họp các tướng lại dặn rằng ta không phải là không muốn hết lòng báo nước nhưng số mệnh ta đến đây là hết rồi các ông nên thờ ngô hầu cho thủy trung để cùng dựng lên nghiệp lớn nói đoạn Ngất đi một lúc rồi dần dần lại tỉnh ngửa mặt lên trời thở dài mà than rằng trời đã sinh ra du, sao còn sinh ra lượng, du kêu luôn mấy tiếng rồi mất, thọ 36 tuổi. Người sau có thơ than rằng, xích bích, anh hùng nổi tiếng A, phong lưu tuổi trẻ bậc tài hoa, thảnh thơ chén rượu từ lời bạn, thánh thoát cung đàn tỏ ý xa, xích bích dẹp tan muôn hổ báo, giang nam riêng mở một sơn hà, ba khâu mệnh bạc từ đây nhé, lệ ứ hai hàng ruột xót xa, các tướng đem thi hài chu du về quản ở ba khâu rồi sai người mang thư về báo với Tôn Quyền. Quyền nghe tin Chu Du mất liền khóc vang lên, rồi mở thư ra xem, thì là thư tiến cử lỗ túc để thay mình. Đại ý trong thư viết dù tôi là kẻ bất tài, may được đội ơn đãi ngộ đặc biệt, ủy thác cho những việc quan trọng, thống lĩnh quân mã, đâu dám không dốc hết sức lực để đền đáp ơn dày. Nhưng sống chết khôn lường, ngắn giải có số, ý chí chưa đạt, thân thể đã tàn, bất hận kể sao xiết nổi giờ đây tào tháo ở phía bắc bờ cõi chưa yên lưu bị ở nhờ khác gì nuôi hồ việc trong thiên hạ chưa biết thế nào chính lúc này là lúc kẻ làm bề tôi phải hy sinh vất vả vua chúa phải lo lắng gian lao lỗ túc là người trung liệt gặp việc không cầu thả có thể thay tôi con người lúc sắp chết thì lời nói thường đúng nếu được lượng trên soi xét tôi chết cũng không đến nỗi uồng. tôn quyền xem thư xong khóc qua mà rằng công cần có tài vương ta chẳng may mất sớm thế này, ta còn trông cậy vào ai? nay để thư lại tiến cử Lỗ Túc, có đâu ta chẳng nghe lời? ngày hôm ấy, phong Lỗ Túc làm đại đô đốc, thống lĩnh cả binh mã, rồi sai người rước linh cữu của Chu Du về táng, lại nói khổng Minh ở Kinh Châu đêm xem thiên văn, thấy có một ngôi tướng tinh rơi xuống đất, cười mà nói rằng Chu Du chết rồi. đến sáng, nói chuyện với Huyền Đức, rồi sai người đi do tháng, quả nhiên như thế. Huyền Đức hỏi: "Chu Du chết rồi, bên ấy bây giờ ra làm sao?" Khổng Minh đáp: "Người thay Chu Du thống lĩnh binh quyền chắc là Lỗ Túc. Tôi xem thiên văn thấy tướng tinh tụ ở phương đông, vậy xin sang Giang Nam một chuyến mượn cơ viếng tang để tìm Hiền Sĩ về giúp chúa công." Huyền Đức nói: "Chỉ ngại các tướng sĩ Đông Ngô muốn hại tiên sinh." Khổng Minh nói: "Khi Chu Du còn sống, tôi còn chẳng ngại, nay hắn ta chết rồi, còn lo gì nữa." Nói đoạn sai triệu tử long dẫn 500 quân, đem đồ lễ xuống thuyền, đến thẳng ba khâu viếng tang. Dọc đường, được tin lỗ túc đã lĩnh chức đô đốc, linh cữu chu du đã đưa về sải tang, khổng minh bèn đi tắt sang đó. Lỗ túc ra nghênh tiếp tử tế, bộ hạ của chu du đều muốn giết khổng minh, nhưng thấy triệu văn đem gươm đi kèm không dám hạ thù. Khổng minh sai bày lễ vật trước linh vị chu du, thân rót rượu. Rồi quỳ xuống đọc một bài văn tế rằng, than ôi, không cần chẳng may chơi hại, thọ yểu số trời, ai không ái ngại, rót chén rượu này lòng ta xót xa, ông có khôn thiêng, chứng dám cho ta, viếng ông thuở nhỏ, chơi với bá phù, trọng nghĩa khinh tài, nhường nhà cho nhau, thương ông trẻ trung, có ý cao xa, gây dựng nghiệp bá, riêng một sơn hà, khen ông sức khỏe, chấn giữ ba không, cảnh thăng mất vía, tôn sách yên lòng, thương ông trai trẻ, sánh với tiểu kiều, rể tôi nhà hán, xứng đáng trăm điều. thương ông khi khái ngăn việc hàng tàu, trước chưa chấp cánh, dần dần bay cao, thường ông khôn ngoan, tưởng cán đến rủ chén rượu thành thơi, tảo man mắc mẹo, thường ông có tài, văn võ kiêm toàn, hỏa công phá tàu, chuyển nguy thành an, thường ông khi ấy, anh hùng ghê gớm, lệ tuôn hai hàng, thường ông mất sớm, lòng thì trung nghĩa, hồn thì anh linh, mới ba chục tuổi, nghìn thu nêu danh, ruột ta giàu dĩ, thương ông tha thiết, trăm thảm nghìn sầu, kể sao cho xiết trời mây mịt mù ba quân xót xa chủ thì sùi sụt bản thì lệ xa lượng tôi bất tài xin mẹo cầu mưu giúp ngô cống tào phò hán yên lưu lập thế ỷ dốc cứu giúp nhau cùng kẻ mất người còn xót ruột đau lòng than ôi không cần giã biệt nhau rồi tôi nói chi nữa thế là xong đời hồn có khôn thiêng soi thấy can tâm từ nay thiên hạ ai kẻ chi âm than ôi thương thay phục duy thượng hưởng khổng minh tế xong, gục xuống đất khóc, nước mắt giàn ruộng như suối, đau đớn vô cùng. Các tướng bảo nhau người ta nói khổng minh không hòa với công cần, nay xem tình thương xót thế này, mới biết họ toàn nói nhảm cả. Lỗ túc thấy khổng minh thương khóc, cũng ứa nước mắt, nghĩ khổng minh vẫn là người tử tế, chỉ vì công cần hẹp hòi, tự dước lấy cái chết đó thôi người sau có thơ rằng, Nam Dương Ngọc Long ngủ chưa dậy, tướng tinh lại hạ xuống thư thành, trời sinh chót đã sinh công cần, trần thế sao còn này khổng minh, lỗ túc đặt tiệc khoản đãi khổng minh, tiệc xong, khổng minh từ biệt ra về, vừa sắp xuống thuyền, bỗng có một người đội mũ áo đạo sĩ, một tay nắm lấy khổng minh cười ha hả nói, người đã làm chu du tức mà chết, lại còn đến viếng tang, rõ ràng coi thường đông mô không còn ai nữa chăng. Khổng Minh vội trông lại xem ai, thì là phượng sổ tiên sinh bảng thống. Khổng Minh cũng cười lớn dắt tay nhau lên thuyền nói chuyện. Khổng Minh đưa một phong thư cho bảng thống và dặn tôi chắc tôn quyền không trọng dụng được ông. Nếu có điều gì không như ý, xin hãy sang Kinh Châu giúp Lưu Huyền Đức với tôi. Huyền Đức là người khoan nhân trung hậu, tất không phụ cây học của ông. Thống nhận lời, rồi từ biệt Khổng Minh, lại nói, lỗ túc đưa linh cữu Chu Du về đến Vu Hồ. Tôn quyền ra đón, hóc tế trước linh vị rồi sai hậu táng tại quê làng dù có hai trai một gái con trưởng tên tuần con thứ tên dân quyền đều giúp đỡ rất chu đáo lỗ túc nói tôi tài nhỏ trí mỏn công cần tiến cử nhầm quả thật không xứng đáng với chức vụ tôi xin cử một người giúp chúa công người này trên thông thiên văn dưới tường địa lý mưu lược chẳng kém gì quản nhạc kế sách ngang với tôn ngô trước đây công cần nhờ mẹo người ấy cũng nhiều mà khổng minh cũng chịu là giỏi hiện người ấy đang ở giang nam sao chúa công không trọng dụng quyền nghe nói mừng lắm liền hỏi họ tên là gì túc thưa người ấy ở tương dương họ bàng tên thống tự là sĩ nguyên đạo hiệu phượng sổ tiên sinh quyền mừng lắm nói ta nghe tiếng người này đã lâu nay có ở đây nên cho mời lại chơi ngay lỗ túc mời bằng thống đến ra mắt tôn quyền thống đến thi lễ xong Quyền trông thấy bảng thống lông mày rậm, mũi lõ, mặt đen, dâu ngắn, hình dung cổ quái, có ý không bằng lòng, mới hỏi rằng bình sinh ông học môn gì là chính, thống thưa không cầu nệ gì cả, cứ tùy cơ mà ứng biến. Quyền hỏi tài học của ông so với công cần thế nào, thống cười đáp tôi học khác công cần nhiều, quyền xưa nay ưa nhất chu du, thấy thống coi thường du, càng tỏ vẻ không bằng lòng, bảo thống rằng ông hãy về, khi nào cần đến sẽ cho người mời. Thống thở dài một tiếng, rồi trở ra, lỗ túc hỏi, chúa công sao không dùng bằng sĩ nguyên, quyền đáp, hắn là một cuồng sĩ, dùng làm quái gì, túc nói, trong trận xích bích, hắn dâm kế liên hoàn, lập được công đầu, chắc hẳn chúa công cũng đã biết. Quyền nói, hồi đó, ý Tào Tháo muốn ghép thuyền lại chứ vị tất đã là công hắn, ta nhất định không dùng. Túc trở ra nói với bảng thống, không phải là tôi không tiến cử ông, nhưng chủ tôi chưa nghe xin ông hãy cố nén lòng chờ đợi. Thống cúi đầu thở dài, chẳng nói năng gì. Túc hỏi, hay là ông không muốn ở đây nữa chăng? Thống không đáp, Túc nói, ông có tài giúp chúa yên dân, đi đâu mà chẳng đắt. Nhưng ông muốn đi xứ nào, nên nói thật cho tôi biết. Thống nói, tôi muốn sang với Tào Tháo. Túc nói, chớ nên, ông mà sang với Tào Tháo, khác nào ném hạt châu quý vào so tối. Ông nên sang Kinh Châu theo huyền đức, tất nhiên được trọng dụng. Thống nói: "Tôi cũng nghĩ thế, vừa rồi là câu nói đùa thôi." Túc nói: "Tôi xin tiến cử ông với Huyền Đức, ông sẽ giúp làm cho Tôn, Lưu hai nhà không đánh lẫn nhau, cùng chung sức phá tạo." Thống nói: "Đó là ý chí của tôi từ trước đến nay vậy." Liền cầm thư của Túc, sang thẳng Kinh Châu ra mắt Huyền Đức. Bấy giờ Khổng Minh đi kinh lý bốn quận chưa về, nhà lại vào bảo có danh sĩ ở Giang Nam là bảng Thống đến. Huyền Đức từng nghe tiếng Thống đã lâu, liền sai mời vào. Thống thấy Huyền Đức chỉ vái dài một cái chứ không lại. Huyền Đức thấy Thống sâu xí, cũng tỏ vẻ không vui, liền hỏi, ông từ xa đến đây, khi vất vả lắm nhỉ. Thống chưa đưa thư của Khổng Minh và Lỗ Túc vội, chỉ đáp rằng, nghe tiếng ngài yêu người hiền, trong kẻ sĩ, nên tôi cũng đến ít kiến. Huyền Đức nói, hai miền kinh, sở vừa tạm sắp xếp yên ổn, chưa có chức gì khuyết. Về phía đông bắc cách đây 130 dặm, có huyện Lỗi Dương khuyết một chức chi huyện, ông hãy làm tạm vậy, sau này cần đến sẽ xin trọng dụng. Bảng thống nghĩ huyền đức đãi mình sao bạc bẽo thế, muốn trổ tài ra cho biết, nhưng vì khổng minh không có mặt ở đây, nên phải gượng vâng lời, từ biệt trở ra. Thống đến huyện lỗi dương, không nghĩ gì đến việc cai trị, chỉ, chỉ uống rượu say khướt suốt ngày. Bao nhiêu việc tiền lương, kiện cáo, xếp cả một xó. Có người báo với huyền đức, huyền đức giận, nói đồ hủ rua, sao dám làm rối loạn pháp luật của ta lập tức gọi trương phi lại dặn hãy đem tùy tùng đến các huyện miền nam kinh châu tuần sát nếu thấy kẻ nào không công minh không tuân giữ pháp luật thì cứ việc trị tội lại sai tôn càn đi kèm để có điều gì khó khăn thì giúp đỡ phi lĩnh mệnh cùng tôn càn đến thẳng huyện lỗi dương nhà lại và nhân dân đều ra nghênh tiếp chỉ một mình quan huyện là không thấy mặt đâu cả phi hỏi quan huyện đâu nhà lại bẩm từ khi quan huyện bàng về nhận chức tới giờ đã hơn ba tháng chẳng hỏi han gì việc trong huyện cả, ngày nào cũng chỉ uống rượu từ sáng đến tối, lúc nào cũng say ly bì. Hiện bây giờ cũng còn đương say nằm một chỗ, chưa đứng dậy được. Trương Phi giận lắm, muốn bắt ngay để hỏi tội. Tôn Cản can rằng bằng thống là người cao minh, chưa nên vội vã. Hãy vào huyện hỏi xem làm sao, nếu không phải, sẽ chỉ tội cũng chưa muộn. Phi nghe lời, vào huyện, ngồi nghiêm chỉnh giữa công đường, sai đòi quan huyện đến hỏi bảng thấm bấy giờ mới ra, áo mũ sộp sạch, chân bước chạnh choạng, miệng còn sặc những hơi rượu. Phi giận nói, anh ta tưởng ngươi là người khá, cho làm chi huyện, sao ngươi dám bỏ hết cả việc quan. Thống cười, nói, tướng quân bảo tôi bỏ những việc gì. Phi nói, ngươi đến huyện hơn ba tháng nay, cả ngày chỉ mê man chè rượu, có coi đầu đến chính sự mà trả bỏ. Thống đáp, cái thứ huyện nhỏ này được mấy nỗi công việc, có gì mà phải coi xét tướng quân hãy ngồi thư lại một lát, tôi xin giải quyết đâu đấy ngay cho mà xem. Lập tức sai nhà lại đem hết công việc bỏ động trong ba tháng đến để phân xử. Nhà lại tiêu tít ôm cả một tập văn án ra, những người kiện cáo đứng vòng quanh cả dưới thềm, thống mở văn án ra xem, tay thì viết, miệng thì phê phán, tay thì nghe người thưa bầm, phải trái phân minh, không sai một sợi tơ sợi tóc nào. Nhân dân đều cúi đầu bái phục, chưa đầy nửa buổi, bao nhiêu giấy má phê xong hết, không sót việc gì thống quảng bút xuống đất nói bỏ bê việc gì nào tào tháo tôn quyền ta còn chẳng coi vào đâu huống chi một cái huyện danh này việc gì mà phải bận lòng phi giật mình đứng ngay dậy xin lỗi nói tiên sinh thật là bậc cao tài tiểu tử có mắt mà không biết vậy xin hết sức tiến cử tiên sinh với anh tôi thống bây giờ mới đưa thư của lỗ túc ra phi hỏi sao lúc mới đến ra mắt anh tôi tiên sinh không đưa ngay thư này ra Thống nói, nếu đưa ngay thì chẳng hóa ra, tôi chỉ nhớ cái thư ấy để cầu cạnh ư? Phi muẩn lại bảo Tôn Càn rằng, giá không có ông, suýt nữa bỏ mất một vị đại hiền. Liền từ biệt Bàng Thống trở về Kinh Châu, thuật lại tài của Bàng Thống. Huyền Đức thất kinh, nói, khinh đãi đại hiền, quả thực là lỗi tại ta. Phi lại trình thư của Lộ Túc, Huyền Đức mở ra xem, trong thư đại ý nói, tài của Bàng Sĩ Nguyên không phải để làm chi huyện. Phải dùng vào chức trị trung biệt giá thì mới vùng vẫy được. Nếu dùng người mà cứ nhìn mặt mũi xấu hay đẹp, e phụ mất tài học vấn của người ta, mà để người khác dùng mất, thật đáng tiếc lắm. Huyền Đức xem xong, còn đang hối hận, sự có tin báo Khổng Minh đã về. Huyền Đức ra tiếp vào. Khổng Minh hỏi ngay rằng, bảng quân sư mấy hôm nay có mạnh khỏe không? Huyền Đức nói rằng, vừa rồi làm chi huyện lỗi dương, hay rượu bỏ cả việc. Khổng Minh cười nói sĩ nguyên không phải là tài tầm thường ông ấy học giỏi gấp mười tôi tôi đã có thư tiến ông ấy chúa công đã xem chưa huyền đức nói nếu không có em tôi nói thì suýt nữa thiệt mất một vị đại hiền lập tức sai ngay trương phi ra huyện lỗi dương mời bằng thống về thống về đến nơi huyền đức xuống thềm xin lỗi lúc này thống mới đưa thư của khổng minh ra huyền đức xem thư đại ý dặn khi nào bằng sĩ nguyên đến thì nên trọng dụng ngay lập tức Huyền Đức mừng, nói, ngày trước Tư Mã Đức Tháo có nói là, Phục Long và Phượng Sồ, trong hai người mà được một người thì đủ yên được thiên hạ. Này ta được cả hai, tất nhiên gây lại được cơ đồ nhà Hán. Lập tức cử bảng thống làm phó quân sư trung lương tướng, cùng với khổng minh bàn tính mưu kế huấn luyện quân sĩ, chuẩn bị đi đánh dẹp. Có người báo về hứa xương rằng lưu bị có ra cát lượng, bảng thống làm mưu sĩ, chiêu binh tập mã, chứa cỏ tích lương, kết liên với đông mô nay mai tất kéo quân đánh miền bắc tháo được tin liền họp cả mưu sĩ lại bàn việc đánh miền nam tuân du thưa chu du mới chết ta nên đánh tôn quyền trước rồi sẽ đánh liêu bị tháo nói nếu ta đi đánh nơi xa chỉ lo mã đằng thừa cơ đánh úp hứa xương. khi đánh ở xích bích đã có tin đồn quân tây lương đến cướp nay phải phòng bị mới được du lại thưa cứ như ý tôi thì nên đưa tờ chiếu phong thêm cho mã đằng làm trinh nam tướng quân sai sang đánh tôn quyền, dụ hắn vào hứa đô mà trừ trước ngay đi, thì mới yên tâm xuống đánh miền Nam được. Tháo mừng lắm, sai ngay người mang chiếu đến Tây Lương Triệu Mã Đằng về. Mã Đằng tự là Thọ Thành, dòng dõi tướng quân phục ba mã viện khi xưa. Cha tên là Túc, thời vua hoàn đế làm chức chi huyện ở Lan Can, quận Thiên Thủy, sau mất quan, lưu lạc sang Lũng Tây, ở lẫn với người Khương, lấy vợ người Khương, sinh ra Mã Đằng đằng mình cao tám thước, tướng mạo hùng dũng, tính nết hiền hậu, ai cũng kính trọng. Cuối đời vua Linh Đế, quân Khương là phản, đằng mộ dẫn quân phá tan được. Trong khoảng giữa đời sơ bình, đằng được phong làm trinh Tây tướng quân. Đằng cùng với chấn Tây tướng quân hàn toại kết làm anh em. Hôm ấy đằng phụng chiếu mệnh liền bàn với con là mã siêu rằng ta từ khi cùng đồng thừa vâng mật chiếu đến nay, hẹn với huyền đức cùng đánh giặc. Chẳng may đồng thừa mất rồi, mà huyền đức ta lại ở xó tây lương hẻo lánh này chưa có thể hợp sức được với huyền đức nay nghe huyền đức mới lấy kinh châu ta đang muốn mở trí khí xưa không ngờ tào tháo lại triệu ta thì nên nghĩ làm sao mã siêu thưa tháo vâng mệnh thiên tử để triệu cha nếu không đi hắn tất trách cha là người chống lệnh nên nhân dịp này vào ngay kinh đô rồi liệu kế mà giết phăng nó đi thì trí của cha xưa mới nổi lên được cháu gọi mã đằng bằng chú là mã đại thì can rằng bụng tào tháo hiểm độc lắm nếu chú vào đó sợ bị hắn mưu hại mất siêu nói con xin đem hết cả quân tây lương theo cha đánh vào hứa đô để trừ hại cho thiên hạ có gì chẳng được đằng nói con nên thống lĩnh quân khương giữ gìn lấy tây lương cho cha còn em con là mã hưu mã thiết và cháu là mã đại thì theo cả cha đến hứa xương tào tháo thấy con ở tây lương lại có hàn toại giúp đỡ tất nhiên không dám hại cha đâu. Siêu nói, nếu cha có đi, thì chớ nên coi thường mà vào hứa đô vội. Hãy xem động tĩnh làm sao rồi tùy cơ ứng biến mới được. Đằng nói, cha sẽ liệu khu xử, không phải lo lắm. Thế rồi, mã đằng dẫn 5.000 quân Tây Lương, sai mã hưu, mã thiết làm tiên phong, mã đại đi sau tiếp ứng, từ từ kéo sang hứa xương. Còn cách kinh đô hai chục dặm, đằng đóng quân lại, không vào vội. Tháo nghe tin mã đằng đã đến, bèn gọi quan thị lang là hoàng khuê dặn rằng mã đằng sắp sửa sang đánh phương nam ta cho ngươi làm hành quân tham mưu ngư. ngươi nên đến chạy mã đằng trước mà khao quân và bảo hắn rằng tây lương xa xôi chuyển vận lương thảo khó khăn nên không thể nhiều quân mã được bởi thế ta cử thêm đại binh hiệp sức cùng đi ngày mai bảo hắn vào thành ra mắt thiên tử rồi ta giao lương thảo nhân thể khuê lĩnh mệnh ra gặp mã đằng đằng đặt tiệc khoản đãi rượu say Khuê nói rằng, cha tôi là Hoành Huyền, chết về mạng lý thôi. Quách dĩ, tôi vẫn căm tức chưa nguôi, không ngờ lại gặp phải tên giặc dối vua thế này. Đằng nói, ai là giặc dối vua? Khuê nói, Tào Tháo chớ ai nữa, ông không biết hay sao mà còn phải hỏi. Đằng sợ là người của Tào Tháo sai người thử mình, vội vàng ngăn lại rằng, tài vách mặt rừng, ông chớ nên nói rằng. Khuê ghét lên rằng, thế ông quên mất tờ chiếu trong tay áo rồi à? Đằng thấy nói vậy, biết là Khuê thật lòng, mới đem việc kín ra nói với Khuê. Khuê nói, Tháo muốn triệu ông vào thành chầu vua, không phải có bụng tử tế gì đâu, nên chớ nên vào. Ngày mai nên dẫn quân đến dưới thành, đợi khi nào Tào Tháo ra điểm quân, sẽ thừa dịp giết đi, thì việc lớn chắc xong. Hai người bàn định đâu đó, Hoàng Khuê từ biệt trở về, trong dáng hãy còn tức giận. Vợ hỏi hai ba lần, Khuê nhất định không nói không ngờ vợ lẽ khuê là lý xuân hương vốn phải lòng miêu trạch em vợ cả khuê trạch đang muốn lấy xuân hương nhưng chưa nghĩ được kế gì mụ này thấy chồng có dáng giận liền nói với trạch hôm nay hoàng thị lang đi bàn việc quân trở về có vẻ tức bực lắm không hiểu vì lẽ gì trạch nói nàng nên nói thử rằng người ta ai cũng bảo lưu huyền đức là người nhân đức tào tháo là người gian hùng là ý làm sao xem hắn nói thế nào đêm hôm ấy hoàng khuê đến buồng xuân hương mụ liền buông lời khêu gợi khuê nhân lúc này còn say rượu nói tuột rằng nàng là đàn bà còn biết kẻ tà người chính huống chi là ta ta muốn giết chết ngay thằng tào tháo đi mới hạ giả mụ hỏi muốn giết thì làm kế gì khuê đế hắc ta đã hẹn với mã đằng ngày mai đến dưới thành thừa cơ giết ngay nó tại chỗ điểm binh mụ đem chuyện nói với miêu trạch trạch lập tức đến báo với tào tháo tháo gọi ngay tào hồng hứa chữ từ Hoàng, Hạ Hậu Uyển, dặn dò mẹo mực. Các tướng vâng lệnh chuẩn bị đâu đấy? Tháo lại sai bắt cả nhà Hoàng Khuê giam lại. Hôm sau, Mã đang dẫn quân Tây Lương đến cửa thành, trông ra trước mặt, thấy một lớp cờ đỏ, toàn là cờ hiệu thừa tướng. Mã đang tưởng là Tào Tháo ra điểm quân, tế ngựa lại gần xem sao. Bỗng nhiên một tiếng pháo nổ, rồi ở trong đám cờ đỏ, cung tên bắn ra như mưa. Lại có một tướng xông ra, là Tào Hồng. Mã đằng vội vàng quay ngựa chạy về, thì hai bên tiếng reo ầm ầm nổi dậy, bên tả có hứa trừ, bên hữu có hạ hậu uyên, mé sau có từ hoàng đuổi đến, cắt đôi quân mã Tây Lương, vây chặt ba cha con mã đằng vào giữa. Mã đằng thấy thế nguy cấp, liều chết khua đao sông sáo chém giết. Mã thiết bị tên bắn chết, con mã hưu theo sát mã đằng, sông bên nọ, sáo bên kia, không sao ra được, hai bố con cùng bị thương nặng, ngựa lại bị tên bắn ngã gục bởi thế bị bắt sống cả. Tháo sai trói điệu bố con Mã Đằng và Hoàng Khuê đem vào hỏi. Khuê kêu là vô tội, Tháo gọi miêu trạch ra làm chứng. Mã Đằng trách mắng Hoàng Khuê rằng, đồ hủ kia, vì mày mà lỡ việc của ta. Ta không giết được giặc để trừ hại cho nước là do lòng trời. Tháo sai lôi cả ra, Mã Đằng chửi mắng không dứt lời. Rồi Mã Đằng cùng Mã Khuê và Hoàng Khuê đều bị hại đời sau có bài thơ than mã đằng rằng, cha con cùng từ tiết trung trinh nổi tiếng nhà, lo nước, ân chi quản, trung vua, chết cũng là, máu thề, lời còn đó, tờ nghĩa, việc chưa xa, tây lương dòng dõi tướng, không hồ tiếng phục ba, miêu trạch xin với tào tháo rằng, chúng tôi không muốn lấy thưởng gì cả, chỉ xin cho lấy nàng Xuân Hương làm vợ. Tháo cười nói, mày vì một con đàn bà mà làm hại mất cả một nhà chồng chị, để quân bất nghĩa này sống làm gì? liền sai lôi cá miêu trạch xuân hương và cả nhà hoàng khuê ra chợ chém đầu thiên hạ ai cũng cám cảnh cho hai đứa ấy có thơ than rằng vì chốt tình riêng hại kẻ chung vì tình riêng chưa thỏa máu ròng ròng gian hùng cũng chẳng ưa quân bạc mưu tiểu nhân kia luống ủng công tào tháo sai chiêu an đám quân mã tây lương vào phủ dụ rằng cha con mã đằng làm phản không liên can đến trung bay không phải sợ hãi chi cả tháo lại truyền cho các tướng phải giữ chắc các cửa ải không được cho Mã Đại chạy thoát. Hãy nói Mã Đại dẫn một nghìn quân đi sau, quân sĩ trốn về báo tin. Đại giật mình, bỏ cả quân Mã, ăn mặc giả làm lái buôn, đi cả ngày đêm trốn về Tây Lương. Tào tháo diệt xong bọn Mã Đằng rồi, mới quyết ý sang đánh mặt Nam. Chợt được tin báo rằng Lưu bị luyện tập quân Mã, sắm sửa khí giới, định lấy Tây Xuyên. Tháo thất kinh, nói nếu để cho Lưu bị lấy được Tây Xuyên, thì vây cánh y to mất dùng kế gì để trừ đi bây giờ tháo chưa dứt lời dưới thềm một người tiến ra thưa rằng tôi có một mẹo này làm cho tôn quyền lưu bị không nhìn ngó được nhau mà giang nam tây xuyên về cả tay thừa tướng đó là hào kiệt tây lương vừa phải nạn anh hùng nam quốc lại thêm lo chưa biết người dâng kế là ai xem đến hồi sau sẽ hiểu hồi năm mươi tám mã mạnh khởi cất quân báo thù tảo aman cắt râu vứt áo lại nói người dâm kế là quan thị ngự sử trần quần tự trường vân tháo hỏi trường vân có kế gì hay trần quần thưa nay lưu bị tôn quyền kết với nhau như môi với răng nếu lưu bị sang lấy tây xuyên thừa tướng nên sai đại tướng đem quân ra hội với quân hợp vì tắt sang đánh lấy giang nam tôn quyền phải cầu với lưu bị lưu bị mải lấy tây xuyên chắc không lòng nào cứu tôn quyền quyền không có cứu viện thì quân ít thế suy đất Giang Nam nhất định về tay thừa tướng, Giang Nam lấy xong, thì Kinh Châu chỉ một trận là phá được. Rồi ta sẽ dần dần lấy Tây Xuyên thế là thiên hạ bình định được cả. Tháo nói, người nói hợp ý ta lắm, lập tức khởi 30 vạn đại quân, sang lấy Giang Nam, truyền cho Trương Liêu ở hợp phì, phải chữa sẵn lương thảo để cấp cho quân ăn. Quân do thám báo tin cho tôn quyền, quyền họp cả các tướng lại bàn bạc, Trương Chiêu nói, nên sai lỗ túc đưa thư đến Kinh Châu cầu cứu huyền đức họp sức lại để chống nhau với tàu tử kính đã làm ơn cho huyền đức chắc huyền đức cũng phải nghe theo và huyền đức lại là rể đông ngô từ chối cũng khó nếu huyền đức giúp sức thì giang nam ta không lo gì nữa quyền nghe lời cho người đến bảo lộ túc sang kinh châu cầu cứu túc vâng mệnh viết thư đưa sang huyền đức huyền đức xem xong giữ sứ giả nghỉ lại ở nhà khách và sai người ra nam quận mời khổng minh khổng minh về đến nơi huyền đức đem bức thư của lỗ túc cho xem xem xong khổng minh nói chẳng cần phải động đến quân giang nam mà cũng chẳng cần phải động đến quân kinh châu tào tháo tự nhiên không nhòm ngó đến miền đông nam nữa nói đoạn viết thư cho lỗ túc nói xin cứ việc nằm cao ngủ kỹ không phải lo gì nếu quân bắc đến xâm phạm hoàng thúc tôi tự khắc có kế đánh lui sứ giả đi rồi Huyền Đức hỏi rằng, Tào Tháo cất 30 vạn đại quân hội với quân hợp phì rầm rộ kéo đến, tiên sinh có kế gì đánh lui được chúng? Khổng Minh thưa, xưa này Tào Tháo chỉ lo quân Tây Lương, nay y giết mất Mã Đằng. Còn Mã Đằng là Mã Siêu hiện đang thống lĩnh quân Tây Lương, tất nhiên căm tức Tào Tháo lắm. Chúa Công nên viết một bức thư, kết liên với Mã Siêu, khiến hắn cất quân vào cửa ải thì Tháo còn thì giờ đâu mà sang đánh Giang Nam nữa. Huyền Đức mừng lắm, viết thư sai người tin cậy mang đến Tây Lương. Lại nói, Mã Siêu ở lại Tây Lương, đêm ngủ mơ thấy mình nằm trên vùng đất có tuyết, một đàn hổ đến ăn thịt, giật mình tỉnh dậy, trong bụng hồ nghi lắm, liền hợp cả tướng tá lại, nói rõ chuyện trong mộng. Có một tướng nói rằng mộng ấy là điềm dữ lắm, mọi người trông xem ai, thì ra hiệu ý bảng Đức, tự là lệnh minh. Siêu hỏi, lệnh minh thấy thế nào? Đức thưa, đất tuyến gặp hổ, mộng chịu xấu lắm, có lẽ lão tướng quân ở hứa xương có việc gì chăng? Đức nói chưa dứt lời, có một người tất tả chạy vào, khóc lăn xuống đất nói, chú và các em bị hại cả rồi, siêu trông ra thì là mã đại, siêu giật mình hỏi cớ làm sao? Đại nói, chú với quan thị lang là hoàng khuê mưu giết tào tháo, chẳng may chuyện lộ, đều bị chém đầu ngoài chợ. Hai em cũng bị hại cả, chỉ một mình tôi giả làm lái buôn, trốn được về đây. Siêu nghe nói, khóc lăn xuống đất các tướng vực dậy, siêu giết lưỡi nghiến răng lại, căm tức tào tháo vô cùng. Sự có tin báo Lưu Hoàng Thúc ở Kinh Châu sai người mang thư đến. Siêu mở ra xem, trong thư nói nhà Hán bất hạnh, tào tháo chuyên quyền, dối vua lừa trên, tàn hại nhân dân. Tôi là Lưu Bị, khi trước cùng với tiên quân bị tào tháo giết hại, thật là một mối thủ không chung trời đất, không chung mặt trời mặt trăng của tướng quân đó. Nếu tướng quân cất quân Tây Lương đánh phía hữu tôi xin cất quân kinh tương đánh vào trước mặt, thì có thể bắt được nghịch tặc tào tháo, rửa được thù nhục, khôi phục được nhà hán. Thư nói không thể hết lời, mong chờ tin lại. Mã siêu xem xong, gạt nước mắt, viết thư gửi sứ giả đem về trước, rồi cất cả quân mã Tây Lương sắp sửa kéo đi. Sự có quan thái thú Tây Lương là hàn toại sai người mời mã siêu đến chơi. Siêu đến phủ hàn toại, toại đưa tờ thư của Tào Tháo cho xem, trong thư nói, hễ bắt được mã siêu nộp đến hứa đô thì phong cho hàn làm tây lương hồng siêu lại thụp xuống nói xin chú trói cả hai anh em tôi lại giải về hứa xương khỏi phải đánh nhau khó nhau. hàn toại đỡ siêu dậy bảo rằng ta đã kết làm anh em với cha ngươi nỡ nào hại ngươi nếu người cất quân đi đánh báo thù ta giúp sức cho siêu lại tạ hàn toại sai chém ngay sứ giả của tào tháo rồi điểm tám bộ quân mã nhất tề kéo đi Tướng tám bộ ấy là Hầu Tuyển, Trình Ngân, Lý Khâm, Trương Hoành, Lương Hưng, Thành Nhi, Mã Ngoạn và Dương Thu. Tám tướng theo hàn toại, họp với thủ hạ Mã Siêu là Bàng Đức, Mã Đại, quân sĩ cả thầy 20 vạn rầm rộ kéo đến Trường An. Thái thú Trường An là Trung Do, phi báo với với Tào Tháo. Một mặt dẫn quân ra bày trận cự địch, tướng tiên phong Tây Lương là Mã Đại, dẫn một vạn rưỡi quân đông như kiến rầm rộ kéo đến. Trung Do ra ngựa hỏi chuyện, Mã Đại cầm thanh đao quý xông vào đánh, chưa đầy một hiệp Do đã thua to bỏ chạy. Đại vác đao đuổi theo, Mã Siêu và Hàn Toại cũng vừa dẫn đại quân đến, bao vây thành Trường An. Trung Do lên thành coi giữ. Trường An nguyên là kinh đô Tây Hán khi xưa, thành cao hào sâu, khó phá ngay được. Mã Siêu vây hơn 10 hôm, đánh không núng chút nào. Bảng Đức dâng kế nói rằng trong thành này đất sỏi nước mặn ăn uống khó khăn, cùi lại không có, nay vây 10 ngày, quân dân trong ấy đói khát. Chi bằng tạm rút quân về dùng một mẹo này, thì thành này lấy được dễ như bỡn, Mã Siêu nói, kế ấy hay lắm, lập tức cho cờ lệnh truyền báo các đội rút lui. Mã Siêu đi đốc hậu, hôm sau trông do lên mặt thành đứng xem, thấy quân Mã Siêu rút hết cả. Do sợ có mưu kế gì, liền sai người đi thám, quả nhiên quân Siêu đã đi xa rồi, mấy giờ mới vững dạ mở cửa thành cho quân dân ra kiếm củi gánh nước, kẻ đi người lại, dầm dập cả ngày. Đến ngày thứ năm, quân mã siêu lại kéo đến, quân dân tranh nhau chạy vào thành, Trung Do lại đóng cửa thành giữ vững như trước. Em Trung Do là Trung Tấn coi giữ cửa Tây, độ chừng canh ba bỗng thấy cửa thành có một đám lửa cháy. Tấn vội vàng lại cứu, bỗng có một người giơ đao sốc ngựa tới quát to lên rằng, bàng đức ở đây, trung tấn chưa kịp trở tay, đã bị bàng đức chém lăn xuống ngựa rồi đánh tan cả đám quân sĩ chặt khóa mở toang cửa thành cho quân mã siêu hàn toại kéo vào trung do bỏ thành theo cửa đông chạy trốn mã siêu và hàn toại lấy được thành trì khao thưởng ba quân trung do rút về giữ ải đồng quan phi báo cho tào tháo tháo thấy mất trường an không dám bàn đến việc đánh miền nam nữa liền sai tào hồng từ hoàng dẫn một vạn quân mã đi trước và dặn rằng các ngươi ra thay cho chung do giữ cửa ải cho vững. Trong 10 ngày mà mất cửa ải sẽ bị chém cả, ngoài 10 ngày thì không can gì đến các người, ta sẽ dẫn đại quân đi sau. Hai tướng vâng mệnh cất quân đi ngay, tào nhân can rằng tào hồng tính nóng nảy lắm, tôi e lỡ việc mất. Tháo hỏi, người tài lương thảo đi theo, ta đến sau tiếp ứng. Tào hồng, từ hoàng thay chung do giữ vững ải, nhất định không ra đánh. Mã siêu dẫn quân đến dưới ải, hò cả từ tổ ba đời nhà Tào Tháo ra chửi mắng. Tào Hồng giận lắm, muốn đem quân ra đánh. Từ Hoàng Can rằng đó là mã siêu cố chiêu tức để tướng quân ra đánh nhau đấy. Ta chớ nên ra, đợi khi nào thừa tướng đến, tự khắc có kế hay. Quân mã siêu ngày đêm thay phiên nhau chửi bới. Tào Hồng chỉ muốn đánh, từ Hoàng cố kìm lại không cho ra. Đến hôm thứ 9, Tào Hồng đứng trên cửa ải nhìn xem, thấy quân Tây Lương bỏ càng ngược ngồi chơi trên đám cỏ trước cửa ải, nhiều người mỏi mệt, nằm ngủ lăn cả ra đất. Tào Hồng liền dẫn ba nghìn quân kéo xuống, quân Tây Lương bỏ cả ngựa, vất cả giáo mà chạy. Hồng đuổi theo, bấy giờ từ Hoàng đang đi kiểm soát xe lương trên ải, nghe tin Tào Hồng xuống đánh nhau, Hoàng sợ vội vã dẫn quân theo xuống, gọi Tào Hồng trở về. Bỗng ở mé sau, tiếng reo nổi lên ầm ĩ, mã đại kéo quân đánh tới. Tào Hồng, từ hoàng vội vàng chạy về bỗng một hồi trống khua vang rồi ở sau núi có hai toán quân ra chặn đường tả thì mã siêu hữu thì bảng đức tào hồng cầm cự không nổi mất hơn nửa quân chọc thủng vòng vây chạy về ai quân tây lương đuổi đánh rát quá không phải bỏ cửa ai chạy bảng đức đuổi mãi ra khỏi ngoài cửa đồng quan thì gặp quân mã tào nhân kéo đến cứu được tào hồng mã siêu tiếp ứng bảng đức về ải, tào hồng mất đồng quan chạy về ra mắt Tào Tháo. Tháo hỏi, ta hẹn cho ngươi 10 ngày, sao 9 ngày đã để mất cửa ai? Hồng thưa, quân sĩ Tây Lương sỉ nhục trăm chiều, lại thấy quân nói mệt mỏi, thừa thế xuống đánh, không ngờ mắc phải kế gian. Tháo nói, Hồng nó còn ít tuổi, nông nổi, từ hoảng, ngươi phải hiểu chứ. Hoảng thưa, tôi can mãi không được, khi ấy tôi đang điểm xe lương trên ải, đến lúc biết tin thì Hồng đã xuống mất rồi. Tôi sợ sinh chuyện, vội vàng theo xuống, thì đã mắc mèo. Tháo nổi giận, quát sai đem tàu hồng ra chém. Các tướng kêu van mãi tháo mới tha. Không tạ tội lui ra, tháo tiến quân đến thẳng đồng quan. Tào nhân nói rằng nên lập cho vững doanh trại đã, rồi sẽ đánh nhau. Tháo nghe lời, sai chặt cây lập ra ba trại, trại tả thì tào nhân giữ, trại hữu thì hạ hầu uyên giữ, còn tào tháo ở trại giữa. Hôm sau, tháo dẫn tướng sĩ ba trại đến trước cửa ải, vừa gặp quân mã Tây Lương cũng tới hai bên dàn trận Tháo cưỡi ngựa đứng dưới cửa cờ nhìn quân Tây Lương người người hùng dũng tướng tướng anh hùng lại thấy mã siêu mặt như nhồi phấn môi tựa thoa son lưng hổ tay vượn thế hùng lực mạnh mình mặc áo giáp bạc tay cầm ngọn giáo dài cưỡi ngựa đứng trước cửa trận bên tả có bảng Đức bên hữu có mã đại Tháo trong bụng khen thầm sóc ngựa tới bảo siêu rằng ngươi là con cháu danh tướng nhà Hán sao dám làm phản. Siêu nghiến răng lại, quát mắng, bớ giặc tào, mày dối vua lừa trên, tội đáng chết lắm, mày hại cha ta và em ta, thù này chẳng đội trời chung. Ta quyết bắt sống mày, nhai tươi thịt mày mới hả. Nói xong, siêu vác giáo xông tới, vô cấm ở sau lưng tào tháo nhảy ra, hai ngựa giao nhau, độ tám chín hiệp, vu cấm địch không nổi chạy về. Trường cáp ra đánh, được hai mươi hiệp cũng thua chạy tiếp đến Lý Thông, siêu gắng sức đánh, được vài hiệp, siêu đâm thông chết lăn xuống ngựa. Siêu vẫy ngọn giáo một cái, quân Tây Lương kéo ùa cả ra, quân Tào thua liềng xiềng, các tướng tá cũng không sao địch nổi. Mã Siêu, bằng Đức, Mã Đại dẫn hơn trăm kỵ binh xông vào trung quân bắt Tào Tháo, Tháo ở trong đám loạn quân, nghe thấy quân Tây Lương hô rằng thằng mặc áo bảo đỏ, chính là Tào Tháo đấy, Tháo vội cầm thanh gương cắt trụi cả rông, có người biết, báo với mã siêu, siêu lại sai người hô, thằng nào trụi dâu, đó là tào tháo, cứ thằng ấy mà bắt. Tháo luống cuống không biết làm thế nào, sẽ ngay miếng vải cờ, quấn bịt kín cằm chạy trốn. Đời sau có thơ rằng, đồng quan thua trận chạy lao đao, mảnh đức hồn bay quảng áo bào, ngân nỗi dâu riêng đều cắt trụi. Mã siêu nổi tiếng bậc tài cao, tào tháo đang chạy bỗng sau lưng có một người cưỡi ngựa đuổi tới. Tháo ngoảnh nhìn lại, thì chính là mã siêu tháo rộng rời hồn vía các tướng tá thấy mã siêu ai cũng bỏ chạy thoát thân chỉ còn chơ một mình tào tháo siêu quát lên rằng tào tháo chớ chạy nữa tháo run sợ quá tuột cả roi ngựa xuống đất siêu đuổi đến nơi phóng một ngọn giáo nhưng vì tháo chạy vòng quanh một gốc cây nên mũi giáo trúng vào thân cây khi siêu rút được giáo ra thì tào tháo đã chạy xa rồi siêu tế ngựa đuổi gấp bỗng ở sườn núi có một tướng nhảy sổ ra thét to lên rằng chớ được hại chủ ta có tào hồng ở đây nói đoạn vác dao xông vào chặn đánh mã siêu tháo nhân đó chạy thoát tào hồng đánh nhau với mã siêu bốn mươi hiệp đường đao tào hồng dần dần rối loạn khí lực suy kiệt may có hạ hầu uyên dẫn vài chục kỵ binh đến cứu mã siêu chỉ có một mình sợ không đương nổi liền quay ngựa trở về hạ hầu uyên cũng không đuổi theo nữa tháo về đến trại nhờ có tào nhân cố chết giữ vững nên không thiệt mấy quân. Tháo vào trướng, than rằng nếu ta giết mất tào hồng thì hôm nay tất chết về tay mã siêu rồi. Liền trọng thưởng cho tào hồng, rồi thu tập quân mã, cố giữ doanh trại, không ra đánh nữa. Siêu ngày nào cũng dẫn quân đến trước trại, chửi mắng thách đánh. Tháo truyền lệnh cho tướng sĩ, cấm ra khỏi trại, nếu không tuân lệnh thì chém. Các tướng bẩm rằng quân Tây Lương dùng giáo dài cả, ta nên dùng cung nỏ để chống lại. Tháo mắng rằng, đánh hay không đánh là do ta định đoạt chớ không tại giặc. Giặc tuy có giáo dài, dễ đã đâm ngay được ta chăng? Các người cứ giữ gìn cho vững, tự giặc phải lui. Các tướng nói vụng với nhau rằng, thừa tướng từ trước đến giờ mỗi lần đi trận, đều xông lên đầu. Thế mà hôm nay mới bị thua mã siêu đã nhát làm vậy. Qua vài hôm, có quân thám về báo rằng mã siêu mời thêm hai vạn quân tinh nhuệ đến, toàn là bộ lạc người Khương cả. Tháo nghe tin, mừng lắm. Các tướng hỏi, mã siêu thêm quân, thừa tướng lại mừng là cớ làm sao? Tháo nói, để khi nào phá xong mã siêu, ta sẽ nói cho các ngươi hay. Sau ba hôm sau, có tin báo trên ải lại thêm quân mã. Tháo càng hớn hở mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng ở trong trại. Các tướng đều cười thầm, tháo hỏi, các người cười ta không có kế hoạch gì phá được mã siêu, vậy các ngươi có kế gì hay không? Từ hoàng thưa rằng, này thừa tướng đóng đại quân ở đây quân giặc cũng đóng toàn quân trên cửa ải. Ở mé Tây Vị Hà, tất không có người phòng giữ. Nên cho một đạo quân đi tắt lẻn sang bến Bồ Bản, chặn đường về của giặc, thừa tướng thì đem quân sang phía bắc sông mà đánh. Giặc trước sau không cứu ứng được nhau, chắc sẽ nguy khốn. Tháo nói lời công minh chính hợp ý ta, liền sai ngay từ Hoàng dẫn 4.000 tinh binh cùng Chu Lĩnh sang đánh úp phía Tây Hoàng Hà, phục ở trong hang núi, đợi quân Tào sang phía bắc sông sẽ cùng đánh luôn một thể. Hai tướng lĩnh mệnh dẫn quân đi, tháo lại sai tàu hồng ra bến bồ bàn trước sắm sửa thuyền bè, để tàu nhân ở lại giữ trại, còn mình thì dẫn đại quân sang qua vị hà. Quân thám báo tin cho mã siêu biết, siêu nói rằng tàu tháo không đánh mặt đồng quan, mà sắm sửa thuyền bè, muốn sang mé bắc vị hà, tất là chặn đường của ta. Tôi dẫn quân đến giữa bờ bắc, tháo không sang được, nội trong hai mươi ngày, lương ở mé bờ đông hết quân tháo tất loạn lúc ấy ta sẽ men bờ sông phía nam đuổi đánh chắc bắt sống được tháo hàn toại nói không cần phải làm thế cháu không nghe trong binh pháp có câu quân giặc sang sông đến nửa chừng sẽ đánh đó ư đợi khi quân tàu ra đến giữa sông cháu sẽ tự mé nam đánh ập đến quân tháo tất nhiên chết đuối cả siêu nói lời chú hay lắm liền sai người đi dò dờ dấp tào tháo sang sông lại nói tào tháo chỉnh đốn hàng ngũ chia làm ba toán lần lượt qua vị hà khi đến cửa sông thì mặt trời mới mọc tháo cho quân tinh binh sang trước lập dinh trại còn mình thì cùng với hơn 100 tướng tá hộ vệ gươm tuốt cầm tay ngồi xem quân sĩ sang đò chợt có tin báo rằng ở mé sau có tướng mặc áo bảo trắng xông đến quân sĩ biết là mã siêu liền ùa xuống cả thuyền tranh giành cãi cọ ầm ĩ tháo vẫn ngồi yên trò gươm quát quân sĩ không được ồn ào bỗng thấy người gieo ngựa hí sầm sập kéo đến dưới thuyền có một tướng nhảy vọt lên bờ kêu lên rằng giặc đến nơi rồi xin thưa tướng xuống thuyền ngay tháo nhìn xem ai thì là hứa trừ tháo còn nói cứng giặc đến thì mặc nó việc gì mà sợ nói đoạn ngoảnh lại đã thấy mã siêu chỉ còn cách độ trăm bước hứa trừ vội vàng cõng tào tháo xuống thuyền thì thuyền còn cách bờ những hơn một trường trừ nhảy vọt một cái đến được các tướng sĩ thì nhảy cả xuống nước nếu lấy mạn thuyền, tranh nhau trèo lên, thuyền nhỏ chành đi, sắp ụp. Trừ rút gươm chém lia lịa vào mạn thuyền, cánh tay rơi xuống nước rào rào, rồi sai bơi thuyền đi cho mau. Trừ đứng trên mũi thuyền, cầm xào đẩy, tháo ngồi tụp ở cạnh chân hứa trừ. Khi mã siêu đến nơi, thì thuyền tháo đã ra xa rồi, siêu dương cung đặt tên, và sai các tướng cùng bắn ra ảo ảo. Trừ sợ tháo bị thương, liền dùng tay trái cầm yên ngựa che đỡ cho tháo mã siêu xưa nay bắn không sai phát nào, mấy chục người chờ thuyền đều bị chết lăn xuống sông. Thuyền tròng chành, loanh quanh ở trong dòng nước chảy xiết. Trừ một mình ra sức, hai đùi kẹp lấy bánh lái mà lái, còn một tay đẩy xào, một tay thì che cho tào tháo. Bấy giờ có chi huyện vị Nam là Đinh Phì ở trên Nam Sơn, thấy mã siêu đuổi tào tháo gấp lắm, sợ siêu hại mất tào tháo, liền thả cả trâu ngựa trong trại ra. Ngoài đồng, trên núi, nhàn nhản những châu cùng ngựa. Quân Tây Lương thấy vậy đều quay lại tranh nhau bắt châu ngựa, không nghĩ đến đuổi bắt Tào Tháo nữa, vì thế Tháo được thoát nạn. Khi sang đến bên kia sông, các tướng nghe tin Tào Tháo chạy nạn, vội vàng đến cứu, thì Tháo đã lên bờ rồi. Hứa chử mặc hai áo giáp, tên cắm chi chít, các tướng rước Tháo vào chạy, rồi sụp lại vấn an. Tháo cười, nói, suýt nữa ta chết về tay thằng giặc danh con hứa chử nói giá không có người thả châu bò để giữ giặc thì thế nào giặc cũng qua sông đuổi theo tháo hỏi người đó là ai có người biết là đinh phỉ thưa với tháo một lát đinh phỉ vào ra mắt tháo tạ ơn nói nếu không có mưu hay của ông thì tôi đã bị giặc bắt rồi liền phong cho phỉ làm điền phong hiệu úy phỉ nói giặc tuy tạm lui nhưng thế nào ngày mai cũng còn đến thừa tướng nên tìm kế chống cự tháo nói ta đã chuẩn bị đâu đấy cả rồi lập tức sai các tướng đắp một con rạch ở bờ sông tạm làm chân trại. Khi giặc kéo đến, sẽ giản quân ra ngoài con trạch, bên trong cắm đầy cờ quạt làm nghi binh. Lại đào rãnh sâu ven sông, trên che phên kín, rồi đem quân ra giữ giặc. Giặc xô đến tất bị xa hố, tiêu diệt rất dễ. Mã siêu về nói chuyện với hàn toại rằng tôi sắp sửa tóm được tào tháo thì có một tướng cố sức cõng tháo nhảy xuống thuyền, không biết là ai. Toại nói, ta nghe Tào Tháo kén người cực khỏe cho làm thị vệ dưới trướng, gọi là hổ vệ quân, có kiêu tướng là Điển Vi, hứa trừ lĩnh quân ấy. Điển Vi đã chết rồi, nay cứu Tào Tháo hẳn là hứa trừ. Người ấy khỏe mạnh lạ thường, ai cũng gọi là con hổ đại, nếu gặp hắn chớ nên khinh địch. Siêu nói, tôi cũng nghe tiếng hắn đã lâu, Toại nói, Tào Tháo sang sông, tất đánh mé sau ta, ta nên đánh cho nhanh chớ để thành lập thành doanh trại thì khó trừ được. Siêu nói, cứ như ý cháu, chỉ nên giữ gìn mặt bắc không cho chúng sang sông là hay hơn cả. Toại nói, có phải thế thì cháu ở lại giữ trại, để ta dẫn quân men theo bờ sông đến đánh tảo tháo, ý cháu thế nào? Siêu nói, xin cho bàng Đức làm tiên phong, đi theo với chú. Hàn Toại dẫn bàng Đức và năm vạn quân, đến thẳng vị Nam, tháo sai các tướng ra ngoài đường con trạch dữ dặc bảng đức dẫn một nghìn thiết kỵ xông vào tiếng hò reo nổi lên cả người lẫn ngựa đều xa xuống hố bảng đức nhảy vọt một cái lên khỏi hố giết được mấy người đánh ra được ngoài vòng vây hàn toại bị vây chặt đức lại đi bộ đánh vào cứu hàn toại đang đánh gặp bộ tướng của tào nhân là tào vinh đức chém một nhát chết luôn rồi cướp ngay lấy ngựa đánh mở một đường máu cứu được hàn toại chạy về phía nam sau lưng quân tào đuổi đánh Mã siêu dẫn quân ra tiếp ứng, phá tan quân tàu, cứu được hơn một nửa quân mã nữa. Đánh mãi đến chiều mới thu quân về, kiểm điểm lại thì mất hai tướng là Trình Ngân, Trương Hoành và hơn hai trăm người chết ở dưới hố. Mã siêu bàn với Hàn Toại rằng nếu để lôi thôi lâu ngày, Tào Tháo lập xong dinh trại ở Hà Bắc thì khó lòng đánh được nữa. Chi bằng đêm nay dẫn quân đến cướp trại. Toại nói nên chia quân làm hai cánh, cánh đi trước, cánh đi sau để cứu ứng lẫn nhau siêu tự mình làm tiền đổi sai bảng đức mã đại làm hậu ứng đêm hôm ấy cất quân đi tào tháo thu quân về đóng ở mé bắc sông vị gọi các tướng lại bảo rằng giặc thấy ta chưa lập xong doanh trại tất đến đánh cước ta nên phục quân bốn mặt bỏ trống ở giữa đợi khi nào giặc kéo vào ta nổi hiệu pháo lên bốn mặt đổ ra mà đánh chắc là bắt được các tướng vâng lệnh bố trí đâu vào đấy cả đêm hôm ấy mã siêu sai Thành Nhi dẫn 30 kỵ binh đi trước do thám, Thành Nhi thấy không có quân mã ngăn cản, liền xông thẳng vào giữa trại. Quân Tào thấy quân Tây Lương đến, nổi hiệu pháo lên, quân phục bốn mặt đổ ra, nhưng chỉ vây được 30 tên lính kỵ. Thành Nhi bị hạ hầu đôn giết, mã siêu từ mé sau, cùng với bảng đức, mã đải, chia quân làm hai đường rầm rộ kéo đến. Đó là dẫu có phục binh rình giặc trước, cự giao tướng khỏe kép ua vào chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 59, hứa trừ cởi trần đánh mã siêu, tào tháo xóa thư lừa hàn toại, mã siêu đóng quân ở vị khẩu, thường thường chia quân đến đánh trại tào tháo. Tháo sai ghép cả thuyền bè ở trong vị hà thành ba lớp cầu nổi nối liền với bờ nam. Lại sai tào nhân lập một trại ở cạnh sông, bố trí hàng rào xe tải lương chung quanh. Mã siêu được tin, truyền cho quân sĩ mỗi người mang một bó cỏ và đồ dẫn hỏa cùng với hàn toại kéo quân đến trước trại xếp cò thành đống rồi châm lửa đốt cháy đùng đùng. Quân tàu địch không nổi phải bỏ chạy chạy, xe cổ, cầu nổi, đều bị cháy sạch cả. Quân Tây Lương được to, chẹn ngang vị hà, tào tháo lập trại không được. Trong bụng lo buồn, tuân du hiến kế rằng nên lấy đất cát vị hà đắp một tòa thành thì mới giữ vững được. Tháo sai ngay ba vạn quân gánh đất đắp thành, mã siêu lại cho bàng đức, mã đại, mỗi người dẫn 500 quân mã đến quấy rối. Đất cát không chắc, quân tàu đắp xong lại đổ, tháo không biết tính thế nào, bấy giờ vào cuối mùa thu, khí trời lạnh ngắt, mây đỏ dày đặc, suốt mấy ngày chưa thấy quang đảng. Tháo đương ngồi buồn trong trại bỗng có tin báo một ông cụ già xin vào ra mắt để hiến kế. Tháo sai mời vào, thấy người ấy hình thông cốt bạc, dáng điệu gầy gò. Hỏi ra thì là người ở Kinh Triệu, ẩn náu ở núi Trung Nam, tên là Lâu Tử Bá, đạo hiệu là Mộng Mai Cư Sĩ. Tháo tiếp đãi tử tế, tử bá nói rằng thừa tướng muốn qua vị hà lập trại đã lâu, sao không nhân dịp này đắp thành ngay đi. Tháo nói đất đầy toàn cát, đắp mãi không xong, ẩn sĩ có kế gì hay chỉ bảo giúp cho. Tử bá nói thừa tướng dùng binh như thần, há lại không biết thiên văn. Mấy hôm nay mây mù dày đặc, hễ động có gió bắc là nước đông lại thành băng thừa tướng nên đợi lúc có gió sai quân sĩ gánh đất múc nước trộn vào chỉ một đêm là đắp xong được thành tháo mừng lắm hậu thưởng cho tử bá tử bá không chịu nhận đi ngay đêm hôm ấy quả nhiên có gió bắc thổi tháo sai hết thảy quân sĩ ra gánh đất khiêng nước khâu những túi đựng nước tưới vào đắp đến đâu đông đến đấy vừa sáng thành đã đắp xong quân do thám báo tin cho mã siêu siêu dẫn quân lại xem giật nảy mình ngờ có thần giúp đỡ hôm sau triệu cả quân sĩ đánh trống tiến lên tháo cưỡi ngựa ra cửa trải chỉ có một mình hứa trừ theo sau tháo giơ roi gọi lớn tào mạnh đức một mình đến đây mời mã siêu ra nói chuyện siêu cưỡi ngựa vác giáo xông ra tháo nói Người tưởng ta không lập nổi dinh trải nay có một đêm trời đã đã giúp cho ta xong rồi sao ngươi không hàng đi cho sớm xùa mã siêu giận lắm muốn sốc tới bắt sống lấy tào tháo bỗng thấy sau lưng tào tháo có một tướng trợn mắt tròn xoe tay lăm lăm thanh đại đao kìm ngựa đứng nhìn siêu đoán là hứa chử trò roi hỏi rằng ta nghe trong đám này có một hồ hầu ở đâu hứa chử vác đao thét lớn ta là hứa chử ở tiệu quận đây mắt chử nảy hào quang oai phong thật lẫm liệt siêu không dám xông sang nữa phải quay ngựa trở về tháo cũng đem hứa chử về trại quân đôi bên thấy vậy ai cũng ngạc nhiên Tháo bảo với các tướng rằng giặc cũng biết Trọng Khang là hổ hồng, từ đó, ai vẫn gọi hứa trừ hổ hồng. Hứa trừ nói, ngày mai tôi quyết bắt sống Mã Siêu. Tháo nói, Mã Siêu khỏe mạnh dị thường, không nên khinh địch. Trừ nói, tôi tình nguyện đánh nhau với nó, chết thì thôi, lập tức sai người đưa chiến thư, nói hổ hầu thách Mã Siêu ngày mai quyết chiến. Siêu xem thư, nổi giận nói, sao dám khinh nhau thế, bèn phê vào thư là ngày mai thề giết chết con, hổ dại hôm sau đôi bên kéo nhau ra dàn trận siêu sai bằng đức làm cánh tả mã đại làm cánh hữu hàn toại áp quân đứng giữa siêu vác giáo ghìm ngựa trước cửa trận gọi to rằng hổ dại ra đây mau tào tháo đứng dưới cửa cờ ngoảnh lại bảo các tướng rằng mã siêu không kém gì lã bố khi xưa tháo nói chưa dứt lời hứa chử đã múa đao tế ngựa chạy ra mã siêu vác giáo xông lại đánh hai bên đấu nhau hơn một trăm hiệp chưa phân thắng bại mà ngựa đã kiệt sức hai người đều phải trở về thay ngựa rồi lại ra trận đánh nhau non trăm hiệp nữa vẫn chưa ngã ngũ ra sao trừ nổi xung lên chạy ngay về cởi cả áo giáp và mũ mình trần trùng trục vác giáo tế ngựa ra quyết chiến hai bên quân sĩ rất sợ hãi đánh được ba mươi hiệp trừ dáng sức giơ đao bổ xuống đầu mã siêu siêu tránh ngay được đâm luôn một giáo vào giữa rốn trừ trừ vội vàng quảng đao túm luôn ngọn giáo, hai người ngồi trên ngựa rằng nhau, trừ khỏe quá, bẻ ngọn giáo đánh rắc một cây gãy ngay làm đôi. Mỗi người cầm nửa cán dao gãy, giọt nhau lộn bậy. Tháo sợ trừ núng thế, sai hạ hầu uyên, Tào Hồng ra đánh giúp. Bên này hai cánh quân thiết kỵ của Bàng Đức, Mã Đại thấy vậy cũng xô cả vào đánh tới tấp. Quân tháo rối loạn, cánh tay hứa trừ bị hai mũi tên, các tướng hoảng sợ rút về trại, siêu đuổi giết đến bờ sông. Quân Tháo thiệt hại quá nửa, Tháo sai đóng chặt cửa lại, không ra nữa, Mã Siêu về đến vị khẩu, nói với Hàn Toại rằng tôi chưa thấy ai đánh nhau dữ dội như hứa trừ, quả thực là hổ dại. Lại nói, Tào Tháo liệu không dùng sức đánh Mã Siêu được, thấy phải dùng mẹo mới xong. Bèn sai từ Hoàng, Chu Linh sang mé Tây Vị Hà lập trại để đánh kẹp lại. Một hôm, Tháo đứng trên mặt thành trông thấy Mã Siêu dẫn vài trăm quân kỵ đến thẳng dưới thành, đi lại như bay nhìn một lúc lâu, tháo quang mũ xuống đất, than rằng, thằng danh này còn sống thì ta chưa biết chết chôn vào đâu đây. Hạ hầu huyền nghe tháo nói thế, trong bụng căm giận, kêu lên rằng, tôi thà rằng chết ở chỗ này, thề quyết giết giặc mã. Nói đoạn, dẫn hơn một nghìn quân bản bộ, mở tung cửa thành kéo đi. Tháo ngăn lại cũng không được, sợ xảy ra rủi ro, vội vàng cũng lên ngựa kéo ra tiếp ứng. Mã siêu thấy quân tào tháo kéo đấn, liền đổi tiền quân làm hậu quân hậu quân làm tiền quân, xếp hàng chữ nhất. Hạ hầu uyên đến, mã siêu đón đánh, siêu đang đánh, liếc mắt trông thấy tào tháo liền bỏ ngay uyên, xông tới bắt tào tháo. Tháo thất kinh, quay ngựa chạy, quân tào rối loạn tơi bời, đang mải đuổi đánh, sực có tin báo tháo có một đạo quân, đã sang mé tây. Vị hà, hạ chạy xong rồi, siêu giật mình, không dám đuổi nữa, lập tức thu quân về chạy bàn với hàn toại rằng quân tào thừa cơ lẻn sang mé tây vị hà quân ta trước sau cùng bị đánh cả thì làm thế nào bộ tướng của hàn toại là lý khâm nói rằng chi bằng hãy cắt đất xin hòa đôi bên tạm thu quân đợi sang xuân âm áp bấy giờ sẽ lại liệu hàn toại nói lý khâm nói phải lắm nên nghe mã siêu còn dùng rằng chưa quyết dương thu hầu tuyển cũng khuyên thêm bởi thế hàn toại sai ngay dương thu mang thư sang trại tào tháo xin cắt đất cầu hòa. Tháo nói, người hãy về trải, ngày mai ta sẽ trả lời. Dương Thu từ biệt ra về, giả hủ vào ra mắt Tào Tháo, nói rằng, chủ ý thừa tướng thế nào? Tháo hỏi lại, người nghĩ thế nào? Hủ thưa, phép binh tha hồ lừa dối, nên giả vờ cầu hòa, rồi dùng kế phản gián, khiến cho hàn, mã nghi ngờ lẫn nhau, chỉ một trận là phá được. Tháo vỗ tay, gieo lên, những người cao kiến trong thiên hạ có nhiều điều hợp ý nhau thật mưu của văn hòa cũng đúng như ý ta rồi sai người đưa thư cho mã siêu nói đợi ta dần dần rút quân về và trả lại cho ngươi mảnh đất phía tây hoàng hà một mặt sai bắc cầu nổi làm ra vẻ chuẩn bị rút quân thật mã siêu được thư bàn với hàn toại rằng tào tháo tuy bằng lòng giảng hòa nhưng hắn nham hiểm lắm nếu không đề phòng e có điều lừa dối gì chăng vậy tôi với chú nên thay phiên nhau ngày hôm nay tôi địch với tào tháo thì chú địch với Từ Hoàng, ngày mai tôi địch với Từ Hoàng, thì chú địch với Tào Tháo, chia nhau phòng bị kẻo lại mắc lừa. Hàn toại theo đúng kế ấy, có người báo cho Tào Tháo biết. Tháo bảo với giả hủ rằng mẹo ta chắc xong, liền hỏi tả hữu xem ngày mai quân địch cử ai giữ về mặt mình. Tả hữu ẩm hàn toại, hôm sau, tháo dẫn các tướng ra chạy, tướng tá vây quanh, tháo một mình oai vệ đi giữa. Quân hàn toại nhiều người không biết mặt tào tháo tranh nhau dòm xem. Tháo gọi to bảo rằng, quân chúng bay muốn xem tàu công à? Ta cũng là người, không phải bốn mất hai miệng gì, chỉ có nhiều mưu mẹo thôi. Quân sĩ nghe thấy cùng sợ hãi. Tháo sai người sang nói với Hàn Toại rằng, thừa tướng muốn Hàn tướng quân ra nói chuyện Tháo nói, tôi khi xưa cùng với tướng quân đỗ một khoa hiếu liêm. Tôi coi tiên quân như hàng chú tôi, tôi với tướng quân cùng làm quan triều đình, đến nay cũng đã lâu lắm rồi, không biết tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ. Hàn Toại đáp, tôi năm nay đã 40 tuổi, Tháo nói, khi xưa ở Kinh Đô đều thanh xuân trai trẻ cả, ngày tháng thấm thoát thế mà nay tuổi đã trung tuần rồi, ước gì thiên hạ được thái bình, để được vui vẻ với nhau thì hay lắm. Tháo chỉ nói tỉ mỉ việc ngày xưa, không hề đả động đến việc việc đánh nhau chút nào. Nói xong lại cười âm lên, hai người trò chuyện một lúc lâu mới từ biệt nhau, quay ngựa ai về trại ấy. Có người báo với Mã Siêu. Siêu vội vàng lại hỏi Hàn Toại rằng hôm nay Tào Tháo nói chuyện gì với chú thế? Toại đáp chỉ nói chuyện cũ ở kinh đô thôi. Siêu hỏi làm sao không nói gì đến việc quân? Toại đáp Tào Tháo không nói, chả lẽ ta nói một mình? Siêu trong bụng nghi ngờ lắm, nín lặng ra về. Tào Tháo về đến trại bảo với giả Hủ rằng người có biết ý ta hôm nay nói chuyện ở trước trận không? Hủ thưa rằng ý ấy tuy rằng khôn nhưng chưa ly dán được hai người. Tôi có một mẹo này khiến Hàn mã phải giết lẫn nhau tháo hỏi mẹo gì hủ thưa rằng mã siêu là một đứa dũng phu biết đâu được việc cơ mật thừa tướng nên viết một phong thư theo lối đá thảo đưa cho hàn toại chỗ nào quan trọng thì xóa bỏ đi nhưng cố ý để lộ cho mã siêu biết thế nào siêu chẳng đòi xem thư thấy những chỗ khẩn yếu xóa bỏ lèm nhèm tất nhiên nghi là hàn toại có tư tình với thừa tướng nên sửa đổi đi thêm ơi ăn khớp với cuộc nói chuyện bữa trước đã nghi thì tất phải sinh loạn, ta lại bí mật liên kết với các tướng bộ hạ của hàn toại, khiến hai bên ly gián lẫn nhau, chắc chắn phá được siêu. Tháo khen rằng kế của người hay lắm, lập tức viết thư, sai một toán tùy tùng đưa sang, rồi trở về. Quả nhiên có người báo với mã siêu, siêu càng nghi lắm, đến ngay chạy hàn toại đòi xem thư. Hàn toại lấy thư đưa ho siêu siêu thấy trong thư chỗ thì dập chỗ thì xóa bèn hỏi toại rằng, trong thư làm sao xóa bỏ lèm nhèm thế này, toại nói, nguyên thư đưa lại vẫn thế, không biết tại sao, siêu nói, không có lẽ tào tháo đưa bản nháp cho chú, đây chắc là chú sợ tôi biết giành mạch cho nên xóa đi đó thôi. Hàn Toại nói, hoặc giả Tào Tháo đưa nhầm bản nháp chăng? Hàn Toại nói, như thế càng không thể tin được. Tào Tháo là người cẩn thận, đâu có lầm lẫn làm vậy. Tôi với chú chung sức lại để đánh giặc, bỗng dưng chú lại thay lòng thế. Toại nói, nếu cháu không tin chú, thì để ngày mai, chú gọi Tào Tháo ra nói chuyện, cháu bất thình lình nhảy ra đâm cho nó một ngọn giáo, là êm chuyện. Siêu nói, nếu tư như thế, chú mới là thực bụng, hai người hẹn hò xong, hôm sau Hàn Toại dẫn Hầu Tuyển, Lý Kham, Lương Hưng, Mã Ngoạn, Dương Thu tất cả năm tướng ra trận. Mã Siêu đứng núp trong cửa cờ hàn toại sai người đến trước trại tào tháo gọi to lên rằng hàn tướng quân xin mời thừa tướng ra nói chuyện tháo sai tào hồng dẫn ít quân kỵ ra trước trận gặp hàn toại còn cách vài bước hồng ngồi trên ngựa nghiêng mình nói đêm qua thừa tướng tôi có nhờ thưa với tướng quân những câu gì xin tướng quân chớ để lỡ việc nói xong quay ngựa trở về siêu nghe tào hồng nói như thế lập tức nổi giận đùng đùng vác giáo nhảy sổ ra đâm hàn toại năm tướng ngăn lại khuyên giải mã siêu về trại toại nói cháu chớ nghi ngờ chú thực không có bụng dạ gì đâu mã siêu bấy giờ sao chịu tin nữa cảm tức trở về hàn toại cùng với năm tướng bàn bạc rằng việc này làm thế nào cho tỏ được lòng mình dương thu nói mã siêu cậy khỏe thường tỏ vẻ khinh rẻ chúa công nếu thắng được tào tháo sao y chịu nhường nhịn cứ như ý tôi không gì bằng hàng quách ngay tào tháo sau này không đến nỗi mất chức phong hồng toại nói ta kết anh em với mã đằng nay sao nỡ bỏ tình nghĩa cũ dương thu nói việc đến thế này không còn cách nào khác toại nói vậy thì ai đi báo tin cho ta được dương thu xin đi toại viết mật thư sai ngay dương thu đến trại tào tháo xin hàng tào tháo mừng lắm hứa phong cho hàn toại làm tây lương hầu dương thu làm tây lương thái thú các tướng khác cũng đều được phong quan chức cả lại hẹn với nhau đốt lửa lên làm hiệu hợp sức lại đánh mã siêu dương thu từ về thuật chuyện lại với hàn toại toại mừng lắm sai quân sĩ chất củi khô ở sau trại để đốt lửa làm hiệu năm tướng cùng đeo gươm đứng hầu hàn toại định mở tiệc mời mã siêu đến dự rồi giết ngay tại chỗ nhưng còn phân vân chưa quyết không ngờ mã siêu đã biết hết cả liền dẫn vài tay thủ hạ đeo gươm đi trước sai bảng đức mã đại làm hậu ứng siêu lèn vào trong trướng hàn toại nghe thấy năm tướng đang thì thầm với hàn toại, lại nghe tiếng Dương Thu nói rằng, việc này không nên để lâu, nên làm ngay đi. Siêu giận lắm, tuốt gương sốc thẳng tới, quát lên rằng, bọn giặc kia, sao dám bản nhau để hại ta, ai nấy đều giật mình. Siêu vung gương chém vào giữa mặt hàn toại, toại vội giơ tay đỡ, cánh tay liền bị chém gãy đôi. Năm tướng khoa đao xuống đánh, siêu bước ra ngoài trướng, năm tướng vây quanh đánh siêu túi bụi siêu một mình vung gươm ra địch, ánh kiếm lấp loáng đến đâu, máu tươi bay tóe đến đấy, chém đổ mã ngoạn, đâm chết lương hưng. Còn ba tướng bỏ chạy tháo thân cả, siêu lại chờ vào giết hàn toại nhưng toại đã được tả hữu mang đi rồi. Bỗng nhiên sau chạy lửa cháy đồng đùng, quân các chạy kéo ùa cả ra. Siêu vội vàng lên ngựa, bàng đức, mã đại cũng vừa đến nơi, hợp nhau đánh giết. Khi mã siêu dẫn được quân ra, thì quân tàu đã bốn mặt kéo lại, mé trước hứa chử, mé sau từ hoàng, tả có hạ hậu uyên, hữu có tào hồng. Quân Tây Lương còn đánh lẫn nhau, siêu không thấy bảng đức, mã đại đâu liền dẫn hơn trăm quân mã, đứng chẹn ở trên cầu sông vị. Bấy giờ đã tảng sáng, chỉ thấy Lý Kham dẫn một toán quân đi qua dưới cầu. Siêu vác giáo tế ngựa đuổi theo, Lý Kham kéo lệch sạch ngọn giáo mà chạy. Sau lưng mã siêu, lại có vu cấm đuổi theo, cấm dương cung bắn mã siêu siêu nghe sau lưng có tiếng cung né mình tránh khỏi mũi tên tin ngay vào lý kham ở mé trước ngã lộn xuống ngựa siêu quay lại đánh vu cấm cấm tế ngựa chạy mất siêu lại trở về đóng trên cầu quân tàu bốn mặt kéo đến đông như kiến quân hộ vệ đi đầu cung tên cứ trâu cả vào bắn tiếu tít siêu cầm giáo gạt lia lịa tên rơi tua tủa xuống đất siêu kéo quân kỵ mã xông vào đánh giết nhưng quân tàu vây bọc dày lắm không sao ra được Đứng trên cầu siêu gieo to một tiếng, rồi đánh bừa vào mé bắc vị hà, quân đi theo đều bị chặn cả lại, chỉ còn độc một mình mã siêu, xông sáo trong trận, siêu lại bị một mũi tên tin vào ngựa gục xuống, mã siêu ngã lăn ra. Quân Tào xúm đến, trực bắt, đang khi nguy cấp, bỗng có một toán quân kéo thốc vào, đó là Bàng Đức và Mã Đại. Hai người cứu được mã siêu, rồi lấy một con ngựa của quân sĩ đưa siêu cưỡi, cùng xông vào đánh giết mở một đường máu chạy cả về phía tây bắc tào tháo thấy mã siêu chạy được truyền lệnh cho các tướng rằng không kể ngày đêm phải đuổi cho kịp mã siêu ai lấy được đầu thì thường nhìn nén vàng phong hầu vạn hộ ai bắt sống được thì phong làm đại tướng quân các tướng được lệnh tranh nhau lập công đuổi theo kỳ cùng mà bắt siêu mã siêu không còn tưởng gì đến người ngựa mỏi mệt cứ cắm đầu cắm cổ chạy quân kỵ dần dần tan vỡ tên nào chạy không kịp thì đều bị bắt cả chỉ còn bằng đức mã đại và hơn ba chục kỵ mã chạy thoát được về lâm thao quận lưỡng tây tào tháo đốc quân đuổi mãi đến an định thấy mã siêu chạy quá xa rồi mới thu quân về trường an các tướng hội họp đầu đủ hàn toại đã mất cánh tay trái thành người tàn phế tháo cho ở trường an và phong làm tây lương hầu dương thu hầu tuyền cũng được phong chức liệt hầu trấn giữ cửa vị hà rồi tháo hạ lệnh rút quân về hứa đô, có quan tham quân ở Lương Châu là Dương Phụ Tự Nghĩa Sơn lại Trường An ra mắt Tào Tháo, nói rằng Mã Siêu có sức khỏe như lã bố khi xưa, lại được người dợ khương mến phục lắm. Thừa tướng nếu không nhân dịp này mà trừ ngay đi, sau này lực lượng y to lớn lên rồi, thì các quận ở Lũng Tây sẽ không còn thuộc quyền thừa tướng nữa. Xin thừa tướng đừng dẫn quân về vội, Tháo nói ta cũng muốn lưu quân lại đánh, nhưng trong nước còn nhiều việc, Phương Nam vẫn chưa định xong, không thể ở lâu được. Người ở đây trông non giúp ta, phụ vâng lời, tiến cử cả Vi Khang làm thứ sử Lương Châu, đề phòng mã siêu. Lúc sắp khởi hành, phụ bẩm với Tháo rằng xin thưa tướng hãy để nhiều quân ở lại Trường An, phòng khi cứu ứng cho. Tháo nói ta đã dự liệu đâu vào đấy cả rồi, người không phải lo nữa. Phụ từ biệt Tào Tháo vừa rồi, lúc đầu giặc mới giữ ở Đồng Quan, đường mé Bắc vị hà bỏ trống sao thừa tướng không từ mặt đông hoàng hà đánh mặt bằng rực mà lại cầm cự ở đồng quan mãi dây dưa ngày tháng sau mới qua bờ lập trại tháo nói khi giặc mới đến đồng quan nếu ta vừa đến mà đánh ngay mặt đông hoàng hà giặc tất chia quân giữa các cửa bến thì mặt tây hoàng hà không sao sang được nữa cho nên ta tập trung nhiều quân ở đồng quan khiến giặc cũng phải giữ hết cả mé nam mà để hở mặt tây hoàng hà nên từ hoàng chu linh mới sang được sau đó ta dẫn quân sang mặt bắc, cắm trại đắp thành, khiến giặc thấy ta yếu thêm kiêu căng, lơ là phòng bị. Ta lại khéo dùng mẹo phản gián, bồi dưỡng quân sĩ, nên mới phá được như vậy. Đó gọi là xét đánh không kịp bưng tay, là thế. Phép binh biến hóa, không cứ một đường nào, các tướng lại hỏi rằng thừa tướng mỗi lần được tin mã siêu thêm quân thì lại mừng, là ý làm sao? Tháo nói, quan trung cách hứa đô xa lắm, nếu giặc cứ giữ vững những nơi hiểm yếu thì đánh đến hai năm cũng không dẹp xong. Này địch đến tụ cả vào một chỗ này, quân tuy nhiều nhưng mỗi người một bụng, lại càng dễ làm kế chia rẽ, chỉ một trận là phá xong cả, cho nên ta mừng. Các tướng cùng lại mà nói rằng thừa tướng mưu mẹo như thần, không ai theo kịp được. Tháo cười nói rằng đó cũng là nhờ tài văn võ các ngươi đấy, liền trọng thường các tướng sĩ, lưu hạ hầu uyên giữ thành trường an bao nhiêu hàng binh đều ghép vào các đội ngũ cả. Hạ Hầu Uyên tiến cử một người cao lăng, quận bằng dực, tên là Trương Ký, tự Đức Dung xin cho làm quan doãn ở Kinh Triệu, để cùng với Uyên giữ Trường An. Tháo rút quân về hứa đô, vua hiến đế bày loan giá, ra tận ngoài thành tiếp đón, rồi ban chiếu phong cho Tháo được quyền khi vào chầu vua không phải xưng tên, ở trong chiều không phải bước rào, đeo gươm lên cả trên điện, cũng như tiên hà, tướng nhà Hán thuở xưa tự bấy giờ uy danh tào tháo lừng lẫy cả trong ngoài tin ấy truyền đến hán trung kinh động cả quan thái thú ở đó là trương lỗ trương lỗ nguyên là người ở đất phong nước bái tổ trương lỗ là trương lăng ấn ở núi hộc minh xứ tây xuyên đặt ra sách đạo để dạy dỗ người ta ai cũng kính nề sau khi lăng chết con là trương hành núi giữ nghiệp ấy nhân dân ai đến học đạo đều phải giúp năm đấu thóc bấy giờ gọi là giặc gạo trương hành mất trương lỗ thay thế, tự xưng là sư quân. Học trò thì gọi là quỷ tốt, người cầm đầu các nhóm học trò thì gọi là tế tử, ai thống lĩnh nhiều người hơn, gọi là chị đầu đại tế tử, cốt giữ điều thật thà làm gốc, không được dối trá. Ai bị đau ốm gì, phải lập một đàn để cúng vái, người ốm phải ở riêng một nhà tĩnh mịch, tự xét lại lầm lỗi của mình, và thú thực cả ra, rồi mới cúng vái cho. Người coi việc cúng vái gọi là gian lệnh tế tử phép cúng thì viết tên họ người ốm, kể tình thú tội, sao ra ba bản văn gọi là tam quan thủ thư. Một bản đặt lên trên đỉnh núi để tâu với trời, một bản chôn xuống đất để tâu với đất, một bản bỏ xuống nước để tâu với thủy quan. Khi khỏi bệnh, phải tả lại năm đấu thóc, lại làm ra một cái nhà gọi là nghĩa xã, trong nhà chứa đủ cơm gạo, củi lửa, đồ ăn, ai qua lại đó cứ vào lấy mà ăn, ai ăn nhiều quá sẽ bị trời giết. Trong bịa hạt ấy ai phạm tội được khoan hồng ba lần nếu không chừa mới bị trị tội ở xứ ấy không có quan cai trị mọi việc đều do tế tử coi giữ trương lỗ cứ như thế hùng sứ ở xứ hán trung đã ba mươi năm trời triều đình cho nơi này xa xôi không thể đánh dẹp được nên phải phong cho trương lỗ làm trấn nam trung lang tướng lĩnh chức thái thú ở hán ninh chỉ phải hàng năm tiến cống mà thôi khi ấy trương lỗ nghe tin tào tháo phá được quân tây lương uy danh lừng lẫy bèn hội các quan lại bàn rằng mã đằng tây lương bị giết con là mã siêu lại mới thua tào tháo tất đến xâm phạm đất hán trung của ta ta muốn tự xưng là hán ninh vương mang quân ra cự nhau với tào tháo các quan nghĩ sao diêm phú thưa rằng dân hán xuyên ta dân hơn 10 vạn hộ của dầu lương nhiều bốn mặt thì hiểm trở nay mã siêu mới thua quân tây lương từ hang tý ngọ chạy vào ngủ ở hán trung thêm vài vạn nữa Tôi thiết nghĩ Lưu Trương ở Ích Châu hèn đớn lắm, chi bằng ta hãy lấy 41 châu ở Tây Xuyên trước làm cơ sở rồi sẽ xưng vương cũng chưa muộn. Trương Lỗ mừng lắm, liền cùng với em là Trương Vệ bàn việc cất quân. Quân do thám vội báo tin đó vào Hán Trung, lại nói Lưu Trương ở Ích Châu, tự là Quý Ngọc tức là con Lưu Yên, dòng dõi vua Hán Cung Vương. Khoảng năm Nguyên Hòa đời Cung Đế, Lưu Yên được phong sang ở Cánh Lăng. Về sau, yên làm đến chức quan mục ở ích châu đến năm hương bình thứ nhất yên bị bệnh mất quan thái sử châu ấy là bọn triệu vị tôn lưu trương lên kế vào chức của cha khi trước lưu trương giết mất mẹ và em trương lỗ bởi thế hai bên vẫn thù hẳn nhau trương sai bảng hy làm thái thú ba tây để chống cự trương lỗ khi ấy bảng hy dò xét trương lỗ định cất quân vào lấy tây xuyên liền phi báo với lưu trương trương vốn người nhu nhược được tin trong bụng lo lắng lắm vội họp các quan lại bàn bạc. Bỗng một người ngang nhiên bước ra, nói, Chúa Công hãy yên tâm, tôi tuy bất tài, xin uốn ba tấc lưỡi, khiến cho Trương Lỗ không dám nhìn đến Tây Xuyên nữa. Đó là, đất thục mưu thần ra hiến kế, Kinh Châu Hào Kiệt mới ra tay, chưa biết người dân kế là ai, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 60, Trương Vĩnh Niên hỏi Vạn Dương Thu, bảng sĩ nguyên bàn lấy Tây Thục, người hiến kế đó là quan biệt giá Trương Tùng, tự là Vĩnh Nghiên hình thù xấu xí tráng vổ đầu nhọn mũi tẹt răng vầu mình lùn không đầy năm thước tiếng nói oang oang như chuông lưu trương hỏi biệt biệt có mưu kế gì cao giải được nạn trương lỗ tùng thưa tôi nghe tào tháo ở hứa đô đánh dẹp trung nguyên lã bố và hai anh em họ viên đều bị diệt vừa đây tháo lại phá được mã siêu thiên hạ không ai địch nổi chúa công nên sắm sửa đồ tiến công tôi xin đem sang hứa đô bàn với Tào Tháo cất quân đến đánh Hán Trung để phá trương lỗ. Như thế, lỗ giữ nhà chưa xong, còn đâu dám nhìn đến Tây Xuyên nữa. Lưu Trương mừng rỡ, thu xếp vàng ngọc gấm vóc, sai ngay Trương Tùng đi xứ. Tùng bí mật mang theo một bức địa đồ Tây Thục cùng vài đầy tớ lên đường. Có người báo tin về Kinh Châu, Khổng Minh liền sai người sang hứa đô dò la tin tức. Lại nói Trương Tùng tới hứa đô, vào nhà khách tạm nghỉ hàng ngày tùng vào tướng phủ trầu trực xin ra mắt Tào Tháo. Tào Tháo từ khi đánh được mã siêu sinh ra kiêu ngạo, tự đắc, ngày đêm yến tiệc, ít ra đến ngoài. Chính sự triều đình đều do tướng phủ quyết định cả. Trương Tùng phải chờ đợi tới ba hôm, lại phải đốt lót cho lính canh mới được dẫn vào ra mắt. Tháo ngồi trên thềm, Tùng cúi lại chào. Tháo hỏi rằng, chủ người mấy năm nay không nộp cống, là cớ làm sao? Tùng ngáp vì đường xá xa xôi, giặc cướp ngăn trở, không thể sang được. Tháo mắng rằng ta đã quét sạch cả Trung Nguyên, còn trộm giặc nào nữa. Tùng nói mặt Nam còn có Tôn Quyền, mặt Bắc còn có Trương Lỗ, mặt Tây còn có Lưu Bị. Mỗi người ít nhất cũng được 10 vạn quân, sao đã gọi là Thái Bình được. Tháo trông thấy Trương Tùng xấu xí, có ý hơi ghét, lại thấy ăn nói lỗ mãng, liền vung tay áo đứng dậy, đi vào nhà sau. Tả hữu trách Trương Tùng rằng, người đi xứ, sao không biết giữ lễ phép. Dám nói xúc phạm thế? Mày thừa tướng thấy người ở xa lại đây, không nỡ bắt tội, người nên trở về cho mau. Tùng cười, nói trong nước thục ta, không có ai biết siềm nịnh. Bỗng một người ở dưới thềm quát lên rằng người bảo nước thục không có người siềm nịnh, thế ở trung nguyên có kẻ siềm nịnh à? Tùng trông người ấy, mày nhỏ mắt xinh, mặt mũi sáng sủa, Hỏi ra thì là con quan thái úy Dương Biêu, tên là Dương Tu, tự là Đức Tổ hiện đang làm quan chủ bạ ở phủ thừa tướng người ấy học rộng biện bác giỏi thông minh hơn người tùng biết tu có tài mồm mép muốn hỏi vặn cho tiệt đi bấy giờ thấy trương tùng ăn nói có vẻ châm chọc dương tu bèn mời trương tùng ra ngoài phòng sách ngồi chơi rồi hỏi rằng từ thục đến đây xa xôi lắm ông đi thế có vất vả không tùng ngáp phụng mệnh của chủ dẫu sông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không dám từ tu hỏi phong thổ trong thục thế nào Tùng Ngáp Thục là quận, ở phía tây, xưa gọi là Ích Châu. Sông có cẩm giang là hiểm, núi có kiếm các là cao, chung quanh tám thôi đường, ngang dọc hơn ba dặm đất. Làng mạc liên tiếp với nhau, chợ búa không quãng nào vắng, ruộng nhiều đất tốt, không lo gì nước lụt nắng to, nước dầu dân no, tiếng đàn sáo rộn ràng, vui vẻ. Thổ sản sinh ra, chứa cao tay núi, quả thực thiên hạ không đâu bằng. Tu hỏi người ở xứ đó thế nào? Tùng ngáp văn thì có tương như là giỏi, võ thì có phục ba là tài, chữa thuốc không ai hơn trọng cảnh, xem bói mấy kẻ sánh quân bình. Còn những người tam giáo, cửu lưu, ai ai cũng giỏi giang cả, không sao kể xiết. Tu hỏi, thủ hạ của Lưu Quý Ngọc được mấy người như ông, Tùng ngáp những người văn võ toàn tài, trí dũng xuất chúng, cùng là sẽ kẻ sĩ trung nghĩa khẳng khái, kể có hàng trăm, chớ như tôi là kẻ tầm thường, có thể lấy xe mà chở lấy đấu mà đong, biết đâu mà tính cho xuê. Tu hỏi, hiện nay ông đang làm chức gì? Tùng ngáp lạm sung vào chức biệt giá, còn sợ không nổi việc. Dám hỏi ngài làm quan gì ở trong chiều? Tu đáp, tôi hiện nay đang làm chủ bạ phủ thừa tướng. Tùng nói, nghe ngài là dòng dõi châm anh, sao không làm quan với triều đình, để giúp thiên tử, mà phải làm một kẻ nha lại ở phủ thừa tướng làm vậy? Tu nghe nói, thẹn đỏ mặt, nhưng cũng ngược đáp rằng, tôi tuy là một chức nhỏ, nhưng thừa tướng giao cho coi việc sổ sách tiền lương, cũng là việc quan trọng. Và lại được gần thừa tướng, sớm tối ngày còn dạy bảo cho nhiều điều có ích. Cho nên tôi vui lòng nhận, Tùng cười nói, tôi nghe tào thừa tướng, văn thì không hiểu đạo không, mạnh, võ thì không tường mẹo tôn, ngô, chỉ vậy sức mạnh mà được lên cao, có tài gì mà dạy bảo được ngài. Tu nói, ông ở ngoài cõi xa, biết đâu được tài thừa tướng. Tôi thử đưa ông xem cái này thì biết liền gọi đầy tớ mở tủ lây một quyển sách đưa cho Trương Tùng xem. Tùng thấy quyển sách ấy ngoài đề bốn chữ, Mạnh Đức Tân Thư, mở ra xem hết một lượt, cả thầy 13 thiên, toàn là phép cốt yếu về việc dùng binh. Tùng xem xong hỏi, ông bảo quyển sách này là của ai làm ra? Tu đáp đó là của thừa tướng tham khảo cổ kim phòng theo 13 thiên của tôn võ tử mà làm ra. Ông khinh thừa tướng không có tài, thử hỏi quyển sách này đã đáng truyền cho đời sau chưa? Tùng cười ầm lên mà nói rằng, sách này, trẻ con nước thuộc tôi đứa nào cũng thuộc lòng cả, sao gọi là, tân thư. Đó là người vô danh thời chiến chiến quốc làm ra, thừa tướng đánh cắp làm của mình, chỉ lừa dối được ông thôi. Tu nói, sách này của thừa tướng còn cất kín một chỗ, tuy làm xong nhưng chưa truyền ra đến ngoài, sao dám bảo trẻ con nước ông cũng thuộc lòng. Tùng nói, nếu ông không tin, tôi xin đọc cho ông nghe. Tùng nói xong, đọc thuộc lòng từ đầu đến cuối không sai một chữ. Tu giật mình, nói, ông mới đưa mắt nhìn qua đã nhớ được cả, thực là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Người sau có thơ khen rằng, hình dung thật cổ quái, diện mạo lại thanh cao, tài nói như nước chảy, mắt liếc tự ánh sao, can đảm nhất tây thục, văn chương bậc anh hào, cổ kim bao sử sách, xem qua đã thuộc lòng, khi Tùng định ra về, Tu nói, ông hãy nghỉ tạm nơi quán xá, để tôi bẩm với thừa tướng, cho ông được vào chầu thiên tử tùng tạm ra ngoài, tu vào nói với Tào Tháo rằng, vừa rồi, sao thừa tướng khinh rẻ Trương Tùng làm vậy? Tháo nói, nói năng không khiêm tốn, nên ta coi thường đó thôi. Tu nói, thừa tướng còn dung nạp được nễ hành, há lại hẹp với Trương Tùng. Tháo nói, nễ hành văn chương lừng lẫy đời nay, ta không nỡ giết đi, chớ Tùng có tài năng gì. Tu nói, chưa cần nhắc đến tài biện luận như nước chảy của hắn vội, lúc nãy, tôi có đưa quyền, tân thư của thừa tướng soạn cho hắn xem hắn đọc qua một lượt là thuộc lòng thật là tay học rộng nhớ dai trên đời hiếm có hắn nói sách ấy là của người đời chiến quốc làm ra trẻ con đất thục cũng nhớ cả tháo nói hay là người đời xưa cũng hợp ý ta chăng lập tức sai xé vụn quyển sách ấy và đem đốt đi tu nói người ấy nên cho vào chầu thiên tử để cho y được biết uy nghi của thiên triều tháo nói ngày mai điểm binh ở giáo trường ngươi nên đưa hắn đến đó, cho biết lực lượng hùng hậu của ta, để hắn về nói truyền đi rằng ta nay mai lấy giang nam xong, thì lấy đến xuyên. Tu vâng lời, hôm sau cùng với Trương Tùng đến giáo trường phía Tây. Tháo điểm năm vạn quân hộ vệ tinh nhuệ, quả nhiên áo mũ rực rỡ, chiêng trống vang trời, gươm giáo sáng quắc. Bốn mặt tám phương, cơ nào đội ấy, tinh kỳ phấp phới, người ngựa hăng hái, Tùng chỉ liếc mắt trông qua. Một lúc lâu, tháo gọi Tùng đến, chỉ tay hỏi, nước thục nhà ngươi đã từng được thấy quân mã hùng dũng thế này chưa? Tùng ngáp nước thục, tôi chỉ cốt lấy nhân nghĩa trị người, chớ không thấy binh đao như thế bao giờ. Tháo tái mặt lại, nhìn Trương Tùng, Tùng chẳng sợ hãi chút nào. Dương Tù luôn luôn đưa mắt lườm Trương Tùng, Tháo bảo Tùng rằng ta coi đồ chuột chết trong thiên hạ như cỏ rác cả thôi. Quân ta đến đâu, dẹp phải tan, đánh phải vỡ, thuận với ta thì sống, trái với ta thì chết, ngươi có biết không? Tùng nói, thừa tướng đưa quân đến đâu, đánh là thắng, lấy là được. Tùng này đều đã biết, xưa dẹp lã bố ở Mộc Dương, đánh Trương Tú ở Huyền Thành, trận xích bích gặp Chu Du, đường Hoa Dung gặp Quan Vũ, cắt dâu quảng áo ở Đồng Quan, cướp thuyền đánh tên ở Vị Thùy. Đó đều là thiên hạ vô địch cả, Tháo nổi giận đùng đùng nói, thằng hủ nho kia, sao dám vạch những chỗ xấu của ta? liền quát võ sĩ lôi ra chém. Dương Tu can rằng tội Trương Tùng tuy đáng chém, nhưng tự nức thục vào cống, nếu chém đi, tôi e mất lòng những người ở xa. Tháo vẫn còn tức, Tuân Úc cũng can, Tháo mới tha cho tội chết, nhưng sai tả hữu đánh tới tấp đuổi ra. Tùng ra nhà khách, thu xếp đồ đạc, ngay đêm ấy ra khỏi thành về xuyên. Tùng vự nghĩ ta định đem các châu quận Tây Xuyên dâng cho Tào Tháo, không ngờ hắn khinh người như vậy. Trước khi đi, ta chót nói khoác trước mặt lưu trương, nay lại tiêu nhiều về không, chắc bị người đất thục chê cười. Ta biết lưu huyền đức ở kinh châu nhân nghĩa lừng lẫy, chi bằng về qua lối đó, xem thử ông ta thế nào, rồi sẽ liệu. Nghĩ lại, liền cưỡi ngựa dẫn bộ hạ đi thẳng đến địa giới kinh châu. Vừa tới hạt ảnh châu, thấy có một toán quân mã chừng 500 người, một tướng đi đầu ăn mặc nhã nhặn. Dừng ngựa lại hỏi, có phải là quan biệt giá họ trương đó không? Tùng ngáp phải, tương đó vội vàng xuống ngựa, nói, tôi là Triệu Vân, ở đây đợi ngài đã lâu. Tùng cũng xuống ngựa, hỏi, tướng quân có phải là Triệu Tử Long ở Thường Sơn không? Vân nói, chính phải, tôi phụng mệnh chúa công lưu huyền đức vì thấy đại phu đi đường vất vả ra đây hiến dâng cơm rượu. Nói xong, sai quân sĩ quỳ xuống dâng cơm rượu, Vân mời mọc trương Tùng rất tử tế. Tùng tự nghĩ, người ta đồn huyền đức rộng lượng yêu khách, nay quả nhiên như thế liền cùng với triệu vân uống vài chén rượu rồi lên ngựa cùng đi tới địa đầu kinh châu thì trời đã tối vân mời tùng vào nghỉ ở quán trọ vào đến nơi đã thấy hơn một trăm người đứng trực ngoài cửa đánh trống đón tiếp một tướng lại trước ngựa vái chào nói vì đại phu đi qua xứ này tôi và quan vũ phụng mệnh anh tôi ra lau quét nơi quán xã để ngài nghỉ chân tùng xuống ngựa cùng với vân trường triệu vân vào nhà khách ngồi chơi một lát cơm rượu dọn ra hai người ân cần mời mọc đến khuya tiệc tan tùng ngủ lại một đêm ở đấy hôm sau ăn điểm tâm xong tùng lên ngựa đi được vài dặm lại gặp một toán quân mã thì là huyền đức dẫn cả phục long phượng sổ đi đón trông thấy trương tùng từ đàng xa mấy người đã xuống ngựa đứng trực rồi tùng cũng vội vàng xuống ngựa chào hỏi huyền đức nói lâu nay thấy nghe nói tiếng lớn của đại phu như sấm rót vào mang tai giận vì non sông cách trở không nghe được lời dạy bảo, nay nghe ngài về tục nên ra đây nganh tiếp. Nếu ngài có bụng chiêu cố, xin tạm đến cho tôi, nghỉ ngơi ít lâu, để được thỏa lòng mong ước, thì hân hạnh quá. Tùng mừng lắm, lên ngựa sóng cương đi vào thành, đến phủ đường, hai bên chia mua chủ khách ngồi chơi. Huyền Đức mở tiệc khoản đãi, trong tiệc Huyền Đức chỉ nói những chuyện đâu đâu, chớ không hề đả động đến việc Tây Xuyên. Trương Tùng mới nói gợi lên rằng, Hoàng Thúc coi giữ Kinh Châu mới có được mấy quận. Khổng Minh đã Kinh Châu này mượn tạm của Đông Ngô, thường Đông Ngô vẫn sai người đến đòi. Vì chủ tôi là rể Đông Ngô cho nên còn tạm yên thân ở đây thôi. Tùng nói, Đông Ngô chiếm giữ 6 quận, 81 châu, dân mạnh nước dầu, còn chưa vừa ý sao. Bảng thống nói, chủ tôi là Hoàng Thúc nhà Hán. Thì lại cậy sức mạnh chiếm hết châu nọ châu kia, người biết nghĩ thực là không bằng lòng huyền đức nói hai ông chớ nên nói thế ta có tài đức gì mà dám mong ước cao xa vậy tùng nói ngài là tôn thân nhà hán nhân nghĩa lừng lẫy bốn biển đừng nói gì chiếm cứ châu quận ngay việc thay thế chính thống lên ngôi hoàng đế cũng chưa phải là quá đáng huyền đức chắp tay tạ ơn nói ông dạy quá lời tôi đâu dám nhận tiệc tan rồi huyền đức mời trương tùng ở lại ba hôm ngày nào cũng ăn yến uống rượu tịnh không nói động gì đến việc Tây Xuyên cả. Tùng từ tạ trở về, Huyền Đức tiễn ra ngoài mười dặm trang đình, lại mở tiệc làm lễ tiễn hành. Huyền Đức rót chén rượu mời Tùng và nói, đa tạ đại phu có lòng quý mến, ở lại chơi trò chuyện ba ngày, hôm nay chia tay nhau không biết bao giờ lại được nghe lời dạy bảo. Nói xong, rơm rớm nước mắt, Trương Tùng tự nghĩ, Huyền Đức nhân từ, yêu kính kẻ sĩ như vậy, ta sao nỡ bỏ chi bằng khuyên ông ta lấy xuyên thì hơn, rồi Tùng nói tôi cũng muốn sớm tối theo hầu hoàng thúc, nhưng chưa có dịp đó thôi. Tôi coi đất Kinh Châu này, mé đông có tôn quyền như hổ nhe nanh, mé bắc có tào tháo như kình há miệng, không phải là chỗ ở lâu được. Huyền Đức nói tôi cũng biết như thế, nhưng chưa có chốn yên thân. Tùng nói ích châu hiểm trở, đồng ruộng phí nhiêu ngàn dặm, dần đông nước dầu. Những bậc thông minh tài cán lâu nay thường mộ tiếng hoàng thúc nếu cất quân kinh tương kéo vào phía Tây, thì nghiệp bá có thể làm nên, mà nhà Hán mới dựng lại được. Huyền Đức nói, tôi đâu dám mong như thế, Lưu Ích Châu cũng là tôn thân nhà Hán, ân đức tưới khắp đất thục đã lâu, người khác khó lòng lay chuyển được. Tùng nói, tôi không là kẻ bán chúa cầu vinh, nay gặp ngài đây, không thể không bày tỏ nỗi lòng, Lưu Quý Ngọc tuy được Ích Châu, nhưng tính tình nhu nhược, không biết dùng kẻ hiền tài. Và lại, trương lộ ở phía bắc thường muốn xâm lấn lòng người chia ly chỉ mong được chúa giỏi tùng đi chuyến này là định đem đất dâng cho tào tháo không ngờ tên nghịch tặc tự phụ gian hùng khinh rẻ hiền sĩ nên định đến đây gặp ngài ngài nên lấy tây xuyên trước để làm cơ sở sau sẽ lấy hán trung thu phục trung nguyên phù tá thiên triều ghi tên sử sách công lao to lớn vô cùng nếu quả thật ngài có ý lấy tây xuyên tôi xin hết sức giúp đỡ làm nội ứng chưa biết ý ngài thế nào, Huyền Đức nói, đa tạ lòng tốt của ông, nhưng Liêu Quý Ngọc là đồng tông với tôi, nếu đem quân đến đánh, e thiên hạ chê cười. Tùng nói, đại trưởng phu ở đời, nên gắng sức lập lấy cơ nghiệp, cầm roi đi trước người ta. Nếu mình không lấy thì người khác sẽ lấy, hối lại làm sao cho kịp. Huyền Đức nói, tôi nghe đường thục gập hình, sông núi trùng trùng điệp điệp, xe không đi lọt bánh, ngựa không chạy sóng đôi. Nếu muốn lấy thì nên dùng kế gì cho được? Tùng mới thỏ tay vào túi lấy ra một bức địa đồ, đưa cho Huyền Đức và nói. Tùng cảm ơn Đức của Minh Công, xin dâng bức địa đồ này, cứ xem vào đây, sẽ biết hết cả đường xá nước thục. Huyền Đức mở ra xem, thấy trong đó ghi cả đường xá xa gần rộng hẹp, núi sông hiểm yếu, kho tàng lương thực rõ ràng từng tí. Tùng nói, Minh Công nên mau mau tính đi cho xong. Tôi có hai người bạn rất thân là Pháp Tránh và Mạnh Đạt hai người này thế nào cũng giúp đỡ minh công nếu họ đến kinh châu ngài nên đem việc tâm sự ra cùng bàn bạc huyền đức chắp tay cảm tạ nói ơn ông thật như núi cao sông dài sau này thành công sẽ xin báo đáp xứng đáng tùng nói tôi gặp được minh chúa không thể không bày tỏ hết nỗi lòng dám đâu mong đợi trả ơn nói đoạn từ biệt ra về khổng minh sai vân trường tiễn đưa đến hơn chục dạp đường mới quay trở lại trương tùng về đến ích châu vào gặp bạn là pháp chính chính tên tự là Hiếu Trực, quê ở quận Phù Phong, con trai hiền sĩ Pháp chân Tùng vào chơi kể lại với chính rằng Tào Tháo khinh rẻ hiền sĩ, chỉ có thể cộng khổ chứ không đồng cam được. Tôi đã đem ích châu hứa với Lưu Hoàng Thúc từ lâu, nay đến đây bàn bạc với anh. Pháp chính nói, tôi chắc Lưu Trương không làm nên trò gì được, nên vẫn dắp tâm theo Lưu Huyền Đức từ lâu. Ta đã đồng tâm với nhau thì còn nghi hoặc gì nữa. Được một lát, Mạnh Đạt cũng đến. Đạt tự là Tử Khánh, vốn là người đồng hương với Pháp Chính. Đạt vào thấy hai người đang thì thầm với nhau, mới nói rằng tôi đã biết ý hai anh rồi. Các anh định dâng ích châu cho người khác phải không? Tùng nói, có thế thực, nhưng anh thử đoán xem nên dâng cho ai là phải. Đạt nói, phi lưu huyền đức không xong, ba người cùng vỗ tay cười ầm cả lên. Pháp chính bảo Tùng rằng, ngày mai, anh vào ra mắt lưu trương thì nên làm thế nào? Tùng nói, tôi sẽ tiến cử hai anh làm sứ sang Kinh Châu. Hai người đồng ý, hôm sau, Tùng vào ra mắt Lưu Trương, Trương hỏi, công việc của hứa đô thế nào? Tùng thưa rằng, Tào Tháo là giặc nhà Hán, muốn cướp lấy cả thiên hạ, không thể trông mong hắn được. Hắn đã có ý cướp lấy Tây Xuyên rồi. Trương nói, nếu vậy thì làm thế nào bây giờ? Tùng nói, tôi có một kế, khiến Tào Tháo, Trương lỗ không dám xâm phạm đến bờ cõi ta được. Trương hỏi, kế gì? tùng nói có lưu huyền đức ở kinh châu vốn người cùng họ với chúa công ông ta nhân từ khoan hậu có phong cách trường giả sau trận xích bích tào tháo còn sợ mất vía huống chi là trương lỗ chúa công sao không sai người sang kết liên với ông ấy để làm ngoại viện tất chống được tào tháo và trương lỗ trương nói việc này phi sai pháp chính mạnh đạt không xong trương lập tức triệu hai người vào viết một phong thư sai pháp chính sang thông tin trước rồi mới sai mạnh đạt lĩnh 5.000 tinh binh sang đón huyền Đức vào xuyên để giúp đỡ mình. Mấy người đang bàn tính chợt có một người tất cả chạy vào, mồ hôi đổ ra đầy mặt, kêu lớn lên rằng nếu chúa công nghe lời Trương Tùng, thì 41 châu quận này về tay người khác cả. Tùng giật mình, trông ra thì là Hoàng Quyền, tự là công hành, quê ở Trung Ba, hiện đang làm chủ bà. Trương hỏi, huyền Đức là người đồng tông với ta, ta muốn kết liên làm viện trợ, sao ngươi lại nói thế? Quyền đáp tôi đã biết Lưu Bị là người nhân từ, mềm mỏng mà hơn cả cứng rắn, anh hùng vô địch, nhân dân xa gần đều mong mỏi. Và lại, có gia cát lượng và bàng thống, quan, trương, triệu, hoàng làm vây cánh. Nếu mời y vào tục, lại đối đãi như bộ hạ thì người ta không chịu, nếu đối đãi như tân khách thì chả lẽ một nước lại hai chùm. Chúa công nghe lời tôi thì Tây Tục giữ vững như Thái Sơn, không nghe lời tôi thì Chúa công sẽ bị nguy tức khác trương tùng bữa trước đi qua kinh châu tất nhiên có thông mưu với liêu bị xin chém trương tùng tuyệt giao với liêu bị thì may mắn cho tây xuyên lắm lắm trương nói thế ngộ tào tháo trương lỗ đến đây thì lấy gì chống cử quyền nói không gì bằng thành cao hào sâu giữ chắc lấy thành trì đợi lúc thái bình trương mắng rằng quân giặc xâm phạm cõi nguy cấp ở ngay trước mắt nếu đợi đến lúc thái bình thì thật là kế chậm chạp rồi liền không nghe lời hoàng quyền cứ sai pháp chính đi sang kinh châu lại có một người can rằng không được không được trương nhìn ra thì là quan tổng sự vương lũy lũy đập đầu xuống đất nói nếu chúa công nghe lời trương tùng thì tự rước lấy cái vả vào mình đó trương nói ta kết liên với huyền đức cốt chống trương lỗ có việc gì mà nói lắm thế lũy thưa trương lỗ xâm phạm bờ cõi chẳng qua như cái mụn ghẻ ngoài da nhưng mời lưu bị vào xuyên thì khác nào có bệnh trong phủ tạng huống chi lưu bị như con cú giữ ở đời, trước kia theo tào tháo, rồi lại muốn hại tháo, sau nhờ tôn quyền, liền cướp lấy kinh châu. Xem tâm địa như thế, thì ở với nhau làm sao được? Nếu chịu vào đây, chắc Tây Xuyên này hỏng mất, trương mắng, chớ nói càn, huyền đức họ hàng với ta, có đâu nỡ cướp cơ nghiệp của ta. Nói rồi, sai diều hai người ra, và sai Pháp chính cứ việc đi xứ. Pháp chính phụng mệnh sang Kinh Châu, ra mắt huyền đức, chào hỏi xong xuôi, dâng thư lên huyền đức mở ra xem, trong thư viết đệ là Lưu Trương, xin có mấy lời kính gửi lên tôn huynh huyền đức tướng quân lâu nay đệ vẫn khâm phục uy trời, nhưng vì đường xá gập ghềnh chưa kịp cống hiến, rất là ái náy không yên. Đệ thường nghe nói, xấu tốt, hoạn nạn cùng cứu giúp nhau, bè bạn còn thế, huống chi chỗ gia quyến thân tộc, này trương lỗ ở phía bắc. Thường muốn cất quân xâm phạm bờ cõi, đệ chẳng được an tâm nên cho người dâng thư này xin lĩnh ý tôn huynh nếu tôn huynh nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ tôn tộc thì mang quân mã tiêu diệt giặc cướp giúp đỡ nhau mãi mãi sẽ xin báo đáp xứng đáng thư chẳng hết lời mong tôn huynh chiếu cố huyền đức xem thư mừng rỡ mở tiệc thết đãi rượu được vài tuần huyền đức bảo tả hữu lui ra mật bảo chính rằng lâu nay vẫn ngưỡng mộ tiếng hiếu trực trương biệt giá thường nhắc đến tài đức của ông nay mới được tiếp thực là toại nguyện suốt đời pháp chính ta lại nói tôi là một chức quan nhỏ trong đất thục có gì đáng kể nhưng tôi thiết nghĩ ngựa gặp được bá nhạc thì mừng rỡ hí lên người gặp được chi kỷ thì dẫu chết cũng thỏa lời trương biệt ra bữa nọ minh công còn có ý gì nữa không huyền đức nói tôi một thân nương thân nhờ đất khách buồn bực trong lòng thường nghĩ rằng con chim chích còn chiếm được một cành mà đậu con thỏ còn biết đào cái hang ba ngách mà ở, huống chi là người ta. Tây Thục là đất giàu có, không phải tôi không muốn lấy, nhưng Quý Ngọc là người cùng họ với tôi, tôi không nỡ cướp lấy thôi." Pháp Chính nói, "Ích Châu là một kho tàng của trời, phi chủ có tài không giữ nổi." Lưu Quý Ngọc không biết dùng người hiền đó thôi, cơ nghiệp ấy cũng đến về tay người khác mất. Này y đem cơ nghiệp giao phó cho tướng quân, chớ nên bỏ lỡ dịp tốt. Tướng quân không nghe có câu rằng, bắt thỏ đuổi trước thì được, đó ư, nếu tướng quân có ý muốn lấy Tây Xuyên, tôi sẽ xin hết lòng giúp đỡ. Huyền Đức chắp tay cảm tạ và nói, xin hãy để tha thứ, tôi bàn bạc xem sao, tiệc tan khổng minh đưa pháp chính ra nghỉ nơi nhà khách. Huyền Đức ngồi nghĩ ngợi một mình, bàng thống bước ra nói, việc đáng quyết mà không quyết, gọi là người ngu, chúa công là người cao minh sao cũng hổ nghi lắm thế. Huyền Đức hỏi, theo ý ông thì nên thế nào? Kinh Châu này mặt đông có tôn quyền, mặt bắc có tào tháo, khó vùng vẫy được. Ích Châu, dân cứ hàng trăm vạn, đất rộng của dầu, có cơ làm nổi được nghiệp to. Này may có Trương Tùng, Pháp chính làm tay trong, đó là trời cho mình một dịp hay đấy, còn nghĩ gì nữa? Huyền Đức nói, ta này đánh nhau với Tào Tháo, khác nào nước địch với lừa. Tháo vội vàng, ta thư thả, Tháo bạc ác, ta nhân từ tháo dối trá ta thực thà việc gì ta cũng phải khác tháo thì mới thành công nếu vì một chút lợi nhỏ mà bỏ cả tín nghĩa với thiên hạ ta không nỡ làm bảng thống cười nói chúa công tôi cũng phải lẽ nhưng đương lúc loạn lạc này phép dùng binh tranh thế mạnh không phải chỉ có một lối nếu cứ cố chấp thì một bước cũng không đi được phải quyền biến mới xong lấy sáng đánh tối lấy thuận đánh nghịch đó là cái đạo của vua thang vua vũ ngày xưa diệt kiệt, chủ vậy. Khi nào thành công sẽ phong cho quý ngọc một nước to khác, thì có việc gì mà chẳng tín nghĩa. Và lại, chúa công không lấy nay thì mai cũng về tay người khác mà thôi. Xin chúa công cứ nghĩ kỹ cho, huyền đức bấy giờ mới nghe ra, nói thật là lời vàng đá, tôi xin ghi lòng tạc giả. Rồi mời khổng minh đến bàn bạc việc cất quân vào miền Tây, khổng minh nói, kinh châu là nơi quan trọng, phải chia quân đóng giữ huyền đức nói ta cùng bằng sĩ nguyên hoàng trung ngụy diên vào tây xuyên trước còn quân sư nên cùng quan văn trường trương dực đức và triệu tử long giữa kinh châu khổng minh vâng lời rồi đó khổng minh coi giữa kinh châu quan công trấn ải thanh nê chọn đường chọc yếu tương dương trương phi tuần tiểu ven sông bốn quận triệu vân đóng ở giang lăng giữa công an huyền đức sai hoàng trung làm tiền bộ ngụy diên làm hậu quân còn mình thì cùng với Lưu Phong và Quan Bình đi trung quân, bảng thống làm quân sư, quân mã bộ năm vạn rầm rộ kéo vào miền Tây. Khi sắp đi, có Lưu Hóa dẫn một toán quân đến hàng. Huyền Đức cho ra giúp Vân Trường để cự nhau với Tào Tháo. Mùa đông năm ấy, Huyền Đức đem quân tiến vào Tây Xuyên, mới đi được vài thôi đường, thì gặp Mạnh Đạt đến nói Lưu Ích Châu Sai dẫn 5.000 quân lại đón. Huyền Đức sai người đưa thư báo cho Lưu Trương biết trước. Trương thông tư cho các châu quận dọc đường phải cung cấp lương thực cho quân sĩ huyền Đức. Trương định thân ra bồi thành nganh tiếp liền truyền lệnh sắm sửa xe ngựa màn trướng, tinh kỳ, y giáp cho tương tất. Chủ bạ là Hoàng Quyên vào can rằng, chúa công đi chuyến này, tất bị lưu bị hại. Tôi ăn lộc đã lâu, không nỡ để chúa công bị mắc mưu gian, xin chúa công hãy nghĩ cho kỹ. Trương Tùng nói, Hoàng Quyền chỉ muốn chia rẽ nghĩa họ hàng chúa công, giặc thêm cái oai của giặc cước, thật là vô lý trương liền mắng quyền rằng ý ta đã huyết ngươi sao cứ gàn thế quyền đập đầu xuống đất tóe máu ra rồi bước lên cắn lấy áo lưu trương mà can trương giận lắm rứt áo đứng dậy quyền nhất định không buông bị gãy mất hai răng cửa trương quát tả hữu lôi ra quyền khóc ầm lên ra về trương sắp đi lại có một người hô to rằng chúa công không nghe lời hoàng quyền muốn đem thân vào chỗ chết à nói đoạn người ấy nằm lăn ra thềm để can trương trông ra thì là lý khôi quê ở dũ nguyên thuộc kiến ninh khôi cúi đầu nói tôi nghe vua thì có bầy tôi can ngăn cha thì có con cái can ngăn lời hoàng quyền là lời trung nghĩa xin phải nghe mới được nếu rước lưu bị vào xuyên thì khác gì rước hổ vào nhà trương nói huyền đức là anh họ ta sao nỡ hại ta hễ ai còn can nữa thì chém đoạn thét tả hữu lôi lý khôi ra trương tùng nói các quan văn ở đây ai cũng chỉ biết đến vợ con, không chịu ra sức giúp nước. Còn những tướng võ thì cậy công kiêu ngạo, đều có ý khác cả. Nếu không chịu triệu lưu hoàng thúc vào thì giặc đánh bên ngoài, dân phản bên trong, con đường thất bại sờ sờ ra đó. Trương nói, người nghĩ phải lắm, thực rất có ích cho ta. Hôm sau, Lưu Trương lên ngựa ra cửa du kiều, tên lính đến báo rằng có quan tổng sự là Vương Lũy, tự chói mình treo ở cửa thành, một tay cầm lấy can, một tay cầm thanh gươm, nói hễ can mà không nghe, thì cắt đứt dây cho ngã chết ở đây. Trương sai ngưới đem thư vào xem, đại ý trong thư viết hạ thần là vương lũy, tòng sự ích châu, khóc đổ máu mắt xin thưa. Tôi thường nghe nói, thuốc hay đắng miệng nhưng khỏi bệnh, lời nói ngay khó nghe nhưng lợi cho công việc. Xưa kia vua hoàn nước sở không nghe lời khuất nguyên đến họp hội thề ở vũ quan liền bị nước tần hãm hại. Này chúa công coi thường, rời khỏi thành trì định đón Lưu Bị ở Bồi Thành, e rằng có đi mà không có về được, nên đem Trương Tùng ra chợ chém đầu, tuyệt lời hẹn với Lưu Bị thì may mắn cho chúng dân thuộc biết chừng nào. May mắn cho cả cơ nghiệp của Chúa Công biết chừng nào, Trương xem xong, nổi giận mắng rằng ta chơi với người nhân đức như gần cụm hoa lan, sao khinh ta lắm thế? Vương lũy kêu to một tiếng, rồi cắt dây, ngã quay xuống đất, chết liền. Người sau có thơ than rằng, treo mình khuyên can chúa, liều chết tạ ơn dày, hoàng quyền răng vừa gãy, vương lũy ai sánh tây, liều trương dẫn ba vạn quân mã, đem theo hơn nghìn xe lương thực và vải lụa ra bồi thành đón huyền đức. Lại nói, tiền quân của huyền đức đã đến điếm giang, quân đi đến đâu cũng được tây xuyên cung cấp lương thực. Hiệu lệnh của huyền đức lại nghiêm minh, quân sĩ ai xâm phạm một chút của dân là bị chém, nên nhân dân rất già ấm trẻ, đứng xem chật đường, đốt hương lễ bái. Huyền Đức dùng lời lẽ ôn tồn để ủy lão, Pháp chính nói riêng với bảng thống mới rồi, Trương Tùng có thư mật đến đây, nói khi đến Bồi Thành gặp Lưu Trương thì sẽ tính luôn, không nên bỏ lỡ cơ hội. Thống nói ý định này không nên nói ra, đợi khi hai họ Lưu gặp nhau, sẽ nhận dịp giết đi. Nếu tiết lộ ra, tất bên trong sinh biến, Pháp chính nghe lời và và hết sức giữ bí mật, Bồi Thành cách thành đô 360 dặm, Lưu Trương đến nơi, sai người nghênh tiếp Huyền Đức hai đạo quân đều đóng đồn trên bờ sông Bồi, Huyền Đức vào thành, ra mắt Lưu Trương. Hai bên kể lể sự tình, gạt nước mắt nói chuyện tâm phúc. Trương mở tiệc khoản đãi, tiệc tan, ai về chạy ấy nghỉ ngơi. Trương bảo với các quan rằng nực cười cho bọn hoàng quyền, vương lũy không biết bụng giả anh họ ta, cứ hồ nghi rằng. Hôm nay ta được tiếp mới biết là người nhân nghĩa, ta được ông ấy giúp cho, thì lo gì tào tháo, trường lỗ nữa. Giá không có Trương Tùng thì lỡ cả việc, lập tức cởi áo lục bào đang mặc và lấy 500 lạng vàng, sai người đem về thành đô thưởng cho Trương Tùng. Khi đó, các tướng tá là Lưu Hội, Lãnh Bào, Trương Nhiệm, Đặng Hiền và toàn ban văn võ đều nói, Chúa công đừng mừng dỡ vội, Lưu bị ngoài mềm trong cứng, chưa dễ mà lường được đâu phải đề phòng mới được. Trương cười, nói, các người hay lo xa lắm, anh ta có đâu lại hai lòng. Ai nật thở dài, trở ra huyền đức về đến trại bảng thống vào ra mắt và nói chúa công có biết ý tứ lưu quý ngọc trong bữa tiệc hôm nay thế nào không huyền đức nói lưu quý ngọc cũng là người thành thực thống nói quý ngọc tuy là người hiền hậu nhưng tôi xem ý bọn thủ hạ của y đều có vẻ bất bình cả chưa biết hay giờ làm sao cứ như ý tôi thì ngày mai nên mở một tiệc mời lưu trương đến uống rượu ta phục sẵn một trăm quân đao phủ chúa công quẳng chén ra hiệu giết y ngay tại chỗ rồi kéo ùa vào thành đô, gươm không phải rút khỏi vỏ, cũng không phải lên đây, chỉ việc ngồi mà cũng bình định xong cả. Huyền Đức nói, Quý Ngọc là anh em họ với ta, đối đãi với ta rất thành thật, và lại ta mới đặt chân đến đất thục, ân đức và uy tín chưa có gì. Nếu ta làm thế, thì trời không dung mà người cũng oán, mưu ấy dẫu người dùng đạo bá cũng không làm được. Thống nói, đó là mẹo của Trương Tùng đưa mật thư cho Pháp Chính dặn rằng công việc phải tính mau không nên để chậm. Thông nói chưa dứt lời thì Pháp chính vào nói, không phải chúng tôi đều vì lợi ích riêng đâu, đó là thuận theo mệnh trời thôi. Huyền Đức nói, Lưu Quý Ngọc là đồng tông với ta, ta không nỡ làm thế. Chính nói, ngài nói sai rồi, nếu không làm thế thì trương lỗ có thủ tục giết mất mẹ, tất đến đánh chiếm thục mất. Ngài vượt suối treo đèo, rủi rong quân mã, mới đến được đây, tiến lên thì thành công mà rút lui thì vô ích. Nếu cứ dùng rằng mãi thì thật là thất sách, ngài không quyết ngay, tôi sợ mưu của mình lộ ra sẽ nguy đến nơi. Chi bằng nhân dịp trời thuận người theo, mà làm ngay đi, để gây dựng cơ nghiệp cho chóng là hơn cả. Bảng thống cũng khuyên hai ba lần nữa, đó là hiền chúa mấy phen ban nhân nghĩa lũ thần giáp ý dụng quyền mưu, chưa biết huyền đức nghĩ ra làm sao, xem hồi sau sẽ rõ.